Lâm Ngọc An nghe thấy thế thì càng buồn hơn. Nếu là người khác thì cũng thôi, chính là Trương Vĩ em họ của em, anh nói em có ấm ức không? Lâm Ngọc An ngước khuôn mặt xinh đẹp lên và phàn nàn với Hoàng Thiên. Là Trương Vĩ. Hoàng Thiên còn ngạc nhiên hơn khi nghe nói Trương Vĩ là con của Trương Định, mà Trương Định là cậu của Lâm Ngọc An. Lần trước khi anh ở nhà của Lâm Ngọc An, vì nể mặt ông nội Trương Công Điền, Hoàng Thiên đã nhờ Lương Mạnh Bắc nhận Trương Vĩ vừa tốt nghiệp vào tập đoàn quốc tế toàn cầu và Lương Mạnh Bắc trực tiếp đưa Trương Vĩ làm tổng giám đố. C đây là vị trí mà nhiều người có năng lực khó có thể vươn tới trong nhiều năm như vậy, Trương Vĩ cực kỳ biết ơn. Không ngờ chỉ vài ngày sau khi Trương Vĩ nhận chức lại lật mặt ra tay với Lâm Ngọc An, chẳng phải đây quá là ăn cháo đá bát sao. Hoàng Thiên càng tức giận khi nghĩ đến điều đó, lúc này hỏi Lâm Ngọc An, Ngọc An, không phải Trương Vĩ ở tập đoàn quốc tế toàn cầu sao? làm thế nào cậu ta có thể đến công ty viễn đạt để sa thải em được lâm ngọc an thoát ra khỏi vòng tay của hoàng thiên nhẹ nhàng thở dài và nói trương vĩ đã đến công ty viễn đạt sáng nay cậu ta nói rằng cậu ta bây giờ kiêm chức giám đốc điều hành của công ty viễn đạt và xóa bỏ chức vụ tổng giám đốc của em giáng chức xuống giám đốc em mới nhận chức chưa đầy một tiếng đã bị cách chức nhiều người trong công ty đang cười nhạo em nói đến đây lâm ngọc an thực sự không thoải mái nhưng cô luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ sự việc lần này đối với cô là một sự sỉ nhục hoàng thiên nghe vậy lửa giận trong lòng anh nổi lên xem ra mình thật sự sai rồi không nên tiến cử trương vĩ lúc này thằng nhóc này vừa mới có chút địa vị đã đắc ý không thèm nhận người thân cậu ta giáng chức của em thì ai sẽ thế chỗ chẳng lẽ lại đưa bạn gái vào à hoàng thiên hỏi lâm ngọc an lâm ngọc an lắc đầu nói không phải anh không ngờ được người mà trương vĩ cho làm tổng giám đốc là ai đâu ai vậy hoàng thiên có chút khó hiểu là trần giang lâm ngọc an cắn môi những người thân này đều đến bắt nạt cô cô cảm thấy ớn lạnh phụt uống một nửa ngụm nước hoàng thiên phun ra ngoài ngọc an anh thực sự phục mấy người họ hàng này của em rồi đấy thằng nhóc trương vĩ này cùng là em họ mà nó lại về phe trần giang mà chống đối với em hoàng thiên cảm thấy cạn lời lâm ngọc an bất lực thở dài trong lòng cô cảm thấy thực sự khó xử và khó chịu khi người thân của cô làm chuyện này chuyện này đừng nói nữa về nhà thôi lâm ngọc an nhẹ giọng nói với hoàng thiên hoàng thiên không nói gì anh phóng xe về nhà mặc dù không nói nhưng hoàng thiên lại muốn hành động bắt nạt người khác thì anh không quan tâm bắt nạt vợ anh thì tuyệt đối không chịu nổi sau khi về đến nhà lâm ngọc an lập tức vào thẳng phòng cô muốn điều chỉnh tâm trạng của mình lâm huỳnh mai đến bệnh viện thăm bạn trai đỗ hành chỉ có trương lan phượng ở nhà nhìn thấy con gái đã trở lại trương lan phượng đang định nói nhưng thoạt nhìn vẻ mặt đau khổ của con gái rõ ràng là tâm tình không tốt ngọc an chuyện gì đã xảy ra trương lan phượng đứng dậy và nghỉ ngờ hỏi lâm ngọc an thấy rằng lâm ngọc an vẫn chưa nói chuyện bà ta lập tức đưa mắt nhìn về phía hoàng thiên cậu ở đâu thì rắc rối theo đến đấy tại sao lại chọc tức con gái tôi cậu không biết làm gì khác ngoài chọc giận vợ mình à trương lan phượng liên tiếp chỉ trích hoàng thiên hoàng thiên từ lâu đã quen với nhịp điệu ầm này rồi nếu ngày nào yên bình thì ngày đó mặt trời mọc đằng tây mẹ không phải do con hoàng thiên giải thích nhìn thấy hoàng thiên lại bị mắng lâm ngọc an vội vàng đi tới giải vây mẹ không phải là do hoàng thiên mẹ đừng mắng anh ấy Trương Lan Phượng nhìn thấy Lâm Ngọc An bây giờ thực sự đang bảo vệ Hoàng Thiên, trong lòng bà ta càng tức giận. Theo ý bà, sau này con gái bà nhất định sẽ ở bên cậu chủ Hoàng, dù cậu chủ Hoàng đối với con gái bà ta như vậy. Nhưng bây giờ, con gái bà ta lại bảo vệ Hoàng Thiên, chẳng lẽ quan hệ của con bé với Hoàng Thiên đang nóng lên? Đây là điều mà Trương Lan Phượng không thể chấp nhận được, bà ta không thể chờ đợi Lâm Ngọc An rời khỏi Hoàng Thiên ngay lập tức để cô kết hôn với một gia đình giàu có như nhà họ Hoàng ở Hà Nội. Hưm, cho dù không liên quan gì đến cậu, cậu cũng không thể trốn trách. Ngay cả vợ mình cũng không làm vui vẻ được, đây là cậu bất tài. Trương Lan Phượng ậm ừ. Hoàng Thiên cạn lời, nếu một người coi thường người khác thì làm cái gì cũng không đúng. Trương Lan Phượng ngừng chú ý đến Hoàng Thiên và bắt đầu chuyển sang Lâm Ngọc An, hỏi chuyện gì đã xảy ra? lâm ngọc an bị bà ta hỏi nhiều quá chỉ đành nói với bà ta về việc bị sa thải trương lan phượng nghe xong thì vô cùng tức giận thằng nhóc trương vĩ đúng là không biết xấu hổ nó muốn làm gì chỉ sau vài ngày làm tổng giám đốc nó đã quên mất họ của mình rồi sao trương lan phượng tức giận nhảy dựng lên tiếp tục chửi bới còn có trần giang cô ta còn tới tranh giành địa vị với con gái của tôi không được chuyện này tôi phải đến gặp bọn họ không thể cứ để yên lâm ngọc an lắc đầu và nói mẹ tìm họ có ích lợi gì từ khi cha qua đời những người thân trong gia đình chúng ta đã xa lánh chúng ta trương vĩ và trần giang thân thiết và con bị họ cô lập quan hệ thân thiết thì có thể làm gì thì làm sao không được không được chuyện này không xong đâu trương lan phượng tức giận mang theo lâm ngọc an và bước ra ngoài nhìn thấy hoàng thiên đứng ở nơi đó trương lan phượng rất tức giận mau lái chúng ta đi Thật sự là xui xẻo khi có người con rể như cậu. Hoàng Thiên bị quát đến mức không nói được gì, chỉ đành nghe theo bà ta. Dưới sự chỉ dẫn của Trương Lan Phượng, một gia đình ba người lái xe đến nhà Trương Định. Gia đình Trương Định cũng sống ở thành phố Bắc Ninh, một ngôi nhà rộng hơn 100 mét vuông, mấy năm nay gia đình ông ta sống khá hơn gia đình Lâm Ngọc An rất nhiều. Sau khi gõ cửa và bước vào, Hoàng Thiên nhìn thấy gia đình của Trần Giang ở đó gia đình của Trần Giang và gia đình của Trương Định đang ăn tối cùng nhau. Nhìn thấy Trương Lan Phượng đến cùng với Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, tất cả mọi người trong phòng này đều sướng sờ. Chị hai, sao chị lại ở đây? Ha ha, mau vào đi. Trương Định tươi cười chào Trương Lan Phượng. Lúc này, Trương Định rất tự hào, con trai của ông ta đã gia nhập tập đoàn quốc tế toàn cầu và trở thành tổng giám đốc. Ngày nay ông còn giữ chức vụ giám đốc điều hành của công ty Viễn Đạt. Lan Phượng, Ngọc An, ngồi ăn cùng nhau đi, he he. Trương Lan Hương đứng dậy và chào Trương Lan Phượng và Lâm Ngọc An mà không thèm nhìn Hoàng Thiên. Những người khác cũng giả vờ nhiệt tình, nhưng không ai để ý đến ngày Hoàng Thiên. Trương Vĩ lúc này lại càng đắc ý, vừa rồi đang cùng Trần Đinh nói cười, sau khi đám người Hoàng Thiên đi vào, Trương Vĩ vẫn luôn không đứng dậy, vô cùng kiêu ngạo. Hoàng Thiên nhìn Trương Vĩ cái này, không khỏi nhíu mày. Đối với người em vợ đã lên đại học này, trước đó Hoàng Thiên rất ít tiếp xúc với cậu ta, căn bản là không hiểu. Nhưng Trương Định, cha của Trương Vĩ, Hoàng Thiên biết rằng người này là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, kẻ nào có năng lực sẽ ninh nọt người đó, khi đã nắm quyền thì sẽ vung tay luôn. Có vẻ như yếu tố di truyền thực sự đáng kinh ngạc. C. Hoàng Thiên nghĩ đến chính mình, nhìn Trương Vĩ đắc ý, anh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ông đây có thể đưa cậu lên trên, và có thể đạp cậu xuống. Ngọc An, nhanh lên ngồi đây ngày mai chúng ta có thể cùng nhau đi làm chị chị cần nghĩ đến là vui rồi đi nào trần giang nở nụ cười xinh đẹp và lâm ngọc an nghe thấy lời nói đó thì kích động lâm ngọc an hiểu rằng trần giang đang khoe khoang với cô người chị họ này từ nhỏ chưa từng ưa cô luôn tìm mọi cách để dìm hàng cô đúng vậy bây giờ chị làm tổng giám đốc rồi tất nhiên là chị rất vui lâm ngọc an nói trần giang vừa nghe xong liền mỉm cười tiến đến bên cạnh Lâm Ngọc An, vui vẻ nói, em Ngọc An, tại sao chị lại nghe lời em lại thấy có chút ghen ti vậy? Em vẫn nên làm tốt trước giám đốc của mình đi, còn về trước tổng giám đốc, với năng lực của em thì làm không nổi đâu. Đúng vậy, Ngọc An, Trần Giang làm sẽ tốt hơn. Sau này, nếu cháu làm việc dưới dướng con bé, con bé cũng sẽ chăm sóc cháu. Cháu còn bất mãn gì nữa? Trương Lan Hương cũng đến để nói giúp cho con gái, hỏi ngược lại lâm ngọc an một cách vô liêm sỉ lâm ngọc an đã thực sự tức giận khi nghe điều này người khác không hiểu ý của trần giang nhưng chẳng lẽ cô không hiểu chị họ này vẫn luôn lắng lơ ỉ vào thân hình tuyệt mỹ mà bao năm nay đều phụ thuộc vào đàn ông bao nuôi bây giờ đặng nam không đi làm cô ta liền đá đặng nam đi có thể là hiện tại không có ai hỗ trợ cô ta nên cô ta muốn tìm việc làm bác à ngọc an có trình độ học vấn kinh nghiệm làm việc làm sao Trần Giang có thể so sánh được. Lúc này, Hoàng Thiên lên tiếng. Khi Hoàng Thiên nói điều này, Trương Lan Hương lập tức thay đổi sắc mặt. Trong lòng nghĩ một phế vật như cậu thì lên tiếng làm gì? Cậu dám phản bác lại tôi sao? Cậu cút sang một bên cho tôi, ở đây cậu được quyền nói sao? Trương Lan Hương chừng mắt nhìn Hoàng Thiên, ánh mắt lộ ra vẻ không kiên nhãn. Ngọc An là vợ tôi, tôi phải lo chuyện này. Hoàng Thiên bình tĩnh nói ha ha, tôi thật sự nhìn không ra, phế vật như cậu cũng muốn nói chuyện chính sao. Chỉ dựa vào cậu mà đòi lo chuyện này. Không sợ gió chúng gió vẹo lưỡi à. Trương Lan Hương chế nhạo Hoàng Thiên. Trương Lan Phượng tuy rằng vẫn luôn coi thường Hoàng Thiên, nhưng hiện tại ở cùng phe với Hoàng Thiên. Nhìn thấy Hoàng Thiên bị quát nạt, Trương Lan Phượng không thể không can thiệp. Chị cả, chị không thể làm như vậy được. Trong nay Ngọc An vừa được thăng chức tổng giám đốc, các người liền đâm một nhát sau lưng. Đây là thể loại người thân gì chứ, Trương Lan Phượng tức giận hỏi. Trương Lan Hương đã sớm chuẩn bị, bà ta biết em gái bà ta rất không nể mặt người khác, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hi hi, chị nói này Lan Phượng, em cũng nói chúng ta là người thân, vậy vị trí tổng giám đốc đó ai ngồi chẳng được. Để Trần Giang nhà chị ngồi thì có làm sao? Trương Lan Hương chế nhạo. Trương Lan Phượng càng trở nên tức giận hơn sau khi nghe điều này chỉ vào Trương Lan Hương và nói, làm gì cũng phải có thứ tự trước sau. Nếu Ngọc An đã trở thành tổng giám đốc, Trần Giang lại còn đi cướp với con bé. Được rồi, được rồi, đừng hồn ào nữa, để tôi nói vài câu. Cha của Trần Giang, Trần Giang Hùng, đứng dậy và nói với Trương Lan Phượng một cách rất đàng hoàng, Lan Phượng, nếu cô muốn nói rằng gia đình cô không hài lòng. Cậu chủ Hoàng đã đồng ý giúp gia đình cô xây sơn trang cẩm tú rồi, đến lúc mở cửa chẳng phải nhà cô sẽ kiếm được rất nhiều tiền sao? Số tiền này đủ cho gia đình cô ăn cả đời, vậy sao cô lại đến làm ầm? Vì chức tổng giám đốc này làm gì? Chính vì vậy Ngọc An nhà chúng tôi sống tốt nên mới gặp được quý nhân như cậu chủ Hoàng. Nhưng là hai chuyện khác nhau, quan trọng là chuyện này rất quá đáng. Trương Lan Phượng hét lên với Trân Giang Hùng. Những lời này cũng nói hộ suy nghĩ của Lâm Ngọc An, cả công ty đều chế giễu cô, điều này quá đau lòng he he dù sao thì chuyện tốt cũng không thể để ngọc an chiếm hết được bây giờ vấn đề đã được giải quyết nên chấp nhận thực tế đi trần giang cười khúc khích rất tự hào trương định cũng đến làm hòa lúc này mới cười với trương lan phượng chị hai đừng khách sáo như vậy đều là người thân tôi cho rằng vị trí tổng giám đốc trần giang ngồi hay ngọc an ngồi cũng đều như nhau hoàng thiên không chịu nổi mấy người này nữa một cái ghế tổng giám đốc nho nhỏ đối với Hoàng Thiên cũng không là cái gì. Nhưng anh không muốn vợ mình chịu thiệt, hôm nay anh phải đòi lại công bằng cho vợ chỉ có Ngọc An mới có thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc, không ai khác có thể ngồi. Hoàng Thiên thản nhiên nói. Những lời này vừa nói ra đã lập tức thu hút ánh mắt khinh thường của những người này. Đặc biệt là thằng nhóc Trương Vĩ khịt mũi. Trương Vĩ đi tới gần Hoàng Thiên, võ Hoàng Thiên vai, cười nói, tôi nói này, anh rể, Ai làm tổng giám đốc, bây giờ anh có biết ai là người có tiếng nói cuối cùng không? Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Trương Vĩ, Hoàng Thiên nhíu mày. Nếu không phải là cháu của ông nội Trương Thanh Thiên, Hoàng Thiên có tiến cử cậu ta hay không? Bây giờ thằng nhóc này lại lật mặt, bộ dạng như thể không cần biết người thân của mình ai. Ai là người có tiếng nói cuối cùng? Hoàng Thiên cười lạnh hỏi Trương Vĩ. Đương nhiên là tôi, còn có thể là anh sao? Ha ha, ta nói này anh rể, thứ mà tôi không chịu được nhất chính là anh chém gió đấy, anh phải có năng lực ấy thì hãng chém. Trương Vĩ ngạo nghễ với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự không nói nên lời với Trương Vĩ, anh thật sự không ngờ bản chất con người lại có thể đáng khinh như vậy. Đây không phải là sự vô ơn sao, vừa cho ăn một miếng, nó đã quay lại cắn mình. Cậu quên mất mình có thể có ngày hôm nay là ai cho rồi sao? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Trương Vĩ. Hi hi, đương nhiên là chủ tịch lương, anh nghĩ là anh sao? Ồ, đúng vậy, là anh cầu xin chủ tịch Lương, tôi mới có được ngày hôm nay, nhưng mà, hiện tại tôi rất được chủ tịch Lương kính trọng. Trương Vĩ nhìn Hoàng Thiên với vẻ châm chọc, dừng lại rồi nói tiếp, tôi biết anh và chủ tịch Lương cùng chơi một người phụ nữ. Chẳng phải anh chỉ dựa vào người phụ nữ đó để đến được với chủ tịch Lương sao? Hoàng Thiên nhìn Trương Vĩ, không nói lời nào, chỉ xem thằng nhóc sắc láo đến mức độ nào trương vĩ thấy sắc mặt của hoàng thiên thật xấu xí cậu ta khịt mũi lạnh lùng nói anh không cần phải như vậy với tôi điều đó làm tôi khó chịu tôi sẽ lập tức nói với chủ tịch lương rằng bồ của ông ấy bị anh ngủ rồi để xem chủ tịch lương xử anh như thế nào cái quái gì vậy hoàng thiên thực sự bị thuyết phục trương vĩ làm sao cậu ta nói chuyện không khác gì trần giang như thế này đúng rồi em rể phế vật cậu đừng giả bộ nguy hiểm với tôi nếu không tôi sẽ thông báo ngay cho chủ tịch lương khiến cậu không sống yên ổn. Trần Giang cười khúc khích, tinh nghịch sờ mặt Hoàng Thiên. Đủ rồi, các người có thể ngừng nói chuyện vớ vẩn này được không? Lâm Ngọc An hoàn toàn tức giận, sau đó lớn tiếng nói. Vớ vẩn, he he he, chị nói này em Ngọc An, em cũng quá rộng lượng rồi đấy. Hoàng Thiên ra ngoài chơi bời bổ bịch, vậy mà em cũng chịu đựng được. Trần Giang cười đùa với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An tức giận run lên, nhưng cô vẫn hiểu Hoàng Thiên và cô sẵn sàng tin tưởng vào Hoàng Thiên. Đúng vậy, chị Ngọc An, thật ra, chị đừng trách tôi. Chị Giang bây giờ không bằng chị, nên tôi giúp chị ấy một tay. Trương Vĩ nhìn Lâm Ngọc An và cười nói. Lâm Ngọc An thực sự bị bọn họ làm cho phẫn nộ, lúc này mới lớn tiếng nói, cậu có thể kéo chị ta đến làm việc ở tập đoàn quốc tế toàn cầu. Nhưng tại sao phải cách trước tôi? Trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp trong công ty cậu có biết tôi xấu hổ như thế nào không? Bạn có biết những đồng nghiệp đó cười nhạo tôi như thế nào không? Tại thời điểm này, đôi mắt của Lâm Ngọc An đỏ lên vì tức giận, không ngờ họ hàng của cô lại đã đối xử với cô theo cách này. He he, chị Giang chỉ muốn vị trí tổng giám đốc của chị thôi. Trương Vĩ nhìn Lâm Ngọc An, nói. Được rồi em Vĩ, không cần giải thích nhiều với em ấy làm gì. Vào lúc này Trần Giang kéo Trương Vĩ, sau đó đi về phía trước Lâm Ngọc An, và chỉ vào Lâm Ngọc An và nói, cô đừng có làm loạn ở đây. Tôi cướp lấy vị trí tổng giám đốc của cô thì có làm sao? Em Vĩ có tiếng nói cuối cùng, cô còn có thể cắn người sao? Các người, các người. Lâm Ngọc An tức giận đến mức không nói được lời nào. Nhìn thấy vợ xấu hổ như vậy, Hoàng Thiên thật sự rất tức giận. Ông nội đối xử tốt với anh, nhưng Hoàng Thiên không muốn nghĩ về điều này nữa. Trương Vĩ là cháu của ông nội thì có sao? loại người ăn cháo đá bát này không thể tha thứ được c ngọc an chúng ta về nhà thôi hoàng thiên nắm lấy tay lâm ngọc an chuẩn bị đưa cô về trước tránh để tiếp tục ở đây bị chọc tức trần giang cô cứ chờ đấy đối với trương vĩ ở đâu thì cút về đấy ở nhà ngu người đi ôi trời không nói lại được thì bỏ chạy à sao anh kém cỏi thế ha ha trương vĩ nhìn hoàng thiên với vẻ châm chọc khiêu khích Trương Định nhìn thấy con trai mình oai phong như vậy, cũng cười ha hả, cảm thấy con trai mình bây giờ thật có triển vọng, là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế toàn cầu, lời nói càng có trọng lượng. Trần Giang Hùng và Trương Lan Hương nhìn nhau và mỉm cười, và họ cảm thấy rất vui khi thấy Trương Vĩ Sử Hoàng Thiên như vậy. Nghĩ rằng tên phế vật này xứng đáng bị trừng trị. Trương Lan Phượng gần như phát điên, gia đình chị cả và gia đình em trai đều cùng một ruột bắt nạt bài. Tuy nhiên, cho dù lý do là hai gia đình này, trương lan phượng giờ đây đã gieo rắc mọi sự tức giận lên hoàng thiên muốn cút thì cút nhanh lên thật là khốn nạn vợ mình đã bị ức hiếp thế này rồi mà không có ý kiến gì cút 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 đừng ở đây làm tôi xấu hổ trương lan phượng chỉ vào hoàng thiên mà chửi hoàng thiên không để ý tới trương lan phượng hắn nhìn trương vĩ nói tôi có năng lực gì thì cậu sẽ nhanh chóng biết thôi ngày mai đừng đến tập đoàn quốc tế toàn cầu làm việc nữa có đến cũng sẽ bị đuổi đi ngay khi dứt lời trương vĩ sửng sốt một lúc rồi bật cười tôi nói này đồ phế vật anh còn đang suy nghĩ hỏi đường lương hạnh giúp anh nói với chủ tịch lương sao yêu cầu chủ tịch lương sa thải tôi ha ha anh không sợ tôi nói cho chủ tịch lương biết chuyện của anh và đường lương hạnh sao trương vĩ đe dọa hoàng thiên ha ha em vĩ không biết gì à chẳng phải người ta tự phong mình là cậu chủ hoàng ở hà nội sao cậu chủ hoàng nói một câu sao có thể không cút trần giang cũng nhìn hoàng thiên và chế nhạo nhìn thấy trần giang nói như vậy trương vĩ không khỏi bật cười đúng vậy chị giang em suýt nữa đã quên chồng của chị ngọc an không phải người thường hiện tại em thật sự rất sợ trương vĩ cười nhìn hoàng thiên lâm ngọc an không thể nghe nữa cô sẽ càng tức giận ở lại đây một lần nữa về nhà thôi lâm ngọc an kéo hoàng thiên chuẩn bị đi ra ngoài hoàng thiên cũng cảm thấy không cần ở chỗ này tranh cãi với những người vô liêm sỉ này thật sự là không cần thiết tất cả kết quả sẽ được xem vào sáng mai gật đầu hoàng thiên đi ra ngoài với lâm ngọc an mẹ tại sao mẹ không rời đi khi họ đến cửa lâm ngọc an chào trương lan phượng trương lan phượng cực kỳ khó chịu cục tức này sao bà ta có thể chịu được con trở về trước đi đêm nay mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con trương lan phượng nói với lâm ngọc an Lâm Ngọc An lắc đầu bất lực, cô cũng biết tính cách của mẹ cô, giờ mẹ tức giận không phát tiết thì không được. Đi thôi, Lâm Ngọc An nói nhỏ với Hoàng Thiên, và sau đó đi xuống lầu. Sau khi xuống lầu, Hoàng Thiên tìm thấy một nơi không có ai và gọi cho Lưu Nguyệt Hoa. Ông Lương đang hồi phục trong bệnh viện, Hoàng Thiên cũng không nỡ giải vỏ ông. Cậu chủ, cậu có gì cần dặn dò sao? Giọng nói ngọt ngào và quyến rũ của Lưu Nguyệt Hoa truyền đến thông báo ngay lập tức và thu hồi chức vụ tổng giám đốc tập đoàn quốc tế toàn cầu của Trương Vĩ, sau này tên nhóc này sẽ không được phép bước chân vào công ty. Hoàng Thiên ra lệnh, Lưu Nguyệt Hoa ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt, không dám hỏi thêm, đành phải đồng ý. Hoàng Thiên cúp máy, trở lại trước xe, cùng Lâm Ngọc An lên xe. Trước khi khởi động xe, Hoàng Thiên phát hiện ra rằng Lâm Ngọc An đang khóc vì buồn bã. Hoàng Thiên nhẹ nhàng nắm bàn tay Ngọc của cô, nhẹ giọng nói, ngày mai em vẫn đi làm như bình thường em vẫn là tổng giám đốc của công ty viễn đạt lâm ngọc an lắc người ngẩng mặt lên nhìn hoàng thiên cô không biết mình có nên tin vào hoàng thiên hay không nếu thật sự là như lời hoàng thiên nói thì dù sao cô cũng sẽ không xấu hổ như vậy cô cũng là một người phụ nữ coi trọng thể diện tại sao anh lại chắc chắn vậy hoàng thiên lâm ngọc an nhìn chằm chằm vào hoàng thiên nhìn gương mặt xinh đẹp của cô trong lòng hoàng thiên gợn sóng vợ anh thật sự rất đẹp. Và lúc này, đôi mắt cô thật dịu dàng và cảm động. Em có tin anh không? Hoàng Thiên cười nhẹ hỏi Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An do dự một chút, gật đầu nói, ai cũng không tin anh, em tuy rằng muốn tin, nhưng... Nhưng cái gì? Chỉ là, em hy vọng sau này anh sẽ giống như một người đàn ông thực thụ. Em không muốn anh bị người ta chê cười nữa. Em hy vọng chồng của em là một người đàn ông mạnh mã lâm ngọc an khẽ căn môi khi nói điều này cô đã rơi nước mắt hoàng thiên trong lòng vô cùng cảm động hơn ba năm lâm ngọc an đã phải hứng chịu vô số lời chế giễu vì anh vì xuất thân nghèo khó trước đây anh lại lêu lỏng bị thế giới bên ngoài khinh miệt như thế nào đồng thời bị sỉ nhục trong lòng lâm ngọc an có lẽ còn khó chịu hơn nghĩ về điều này anh cảm thấy có lỗi với lâm ngọc an càng quyết tâm khiến cô hạnh phúc nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cho cô, Hoàng Thiên đột nhiên ôm chặt thân thể mềm mại của cô vào lòng. Lâm Ngọc An khẽ kêu một tiếng, Hoàng Thiên động tác quá đột một khiến cô không kịp chuẩn bị. Sau vài lần giấy dụa rất không quen, Lâm Ngọc An cũng không phản kháng nữa, nằm trên vai Hoàng Thiên, cô càng khóc lớn hơn. Hoàng Thiên võ lưng cô nói, anh hứa với em, từ nay mọi chuyện sẽ thay đổi. Có thật không? Lâm Ngọc An ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên, nàng không thể tin được, nhưng cô rất mong chờ thật hoàng thiên nhẹ nhàng nói mặt lâm ngọc an lộ vẻ nhẹ nhõm dù sao hoàng thiên cũng có ý tưởng thay đổi bản thân đây là điều đáng mừng tình cảm giữa hai người chưa bao giờ thân thiết đến thế ngay cả bản thân lâm ngọc an cũng không ngờ rằng sẽ có ngày như vậy mở cửa mở cửa ngay sau đó trương lan phượng vỗ cửa kính xe thúc giục hoàng thiên mở cửa hoàng thiên anh mở cửa đi cuối cùng mẹ cũng đi ra rồi lâm ngọc an thở phào nhẹ nhõm cô thực sự lo lắng rằng mẹ cô sẽ ở bên trong và đứng lên với những người được gọi là họ hàng hoàng thiên mở cửa trương lan phượng tức giận ngồi ở ghế sau đây là loại người thân gì vậy tức chết mất trương lan phượng rất tức giận ngồi phía sau chút giận mẹ không cần giận bọn họ chúng ta về nhà trước đi lâm ngọc an nhanh chóng thuyết phục con về nhà nào nữa thằng nhãi trương vĩ nói rồi đêm nay sẽ khiến chúng ta từ bỏ hy vọng trương lan phượng tức giận lắc đầu cho chúng ta từ bỏ hy vọng lâm ngọc an cũng mở to mắt ừ chẳng phải hoàng thiên vừa nói trương vĩ ngày mai còn không vào được tập đoàn quốc tế toàn cầu sao hiện tại trương vĩ đòi đưa chúng ta đi xác minh thằng nhóc này sao có thể làm chuyện như vậy được trương lan phượng nghiến răng ken két lâm ngọc an lắc đầu bất lực nghĩ rằng hoàng thiên sắp sửa thay đổi sẽ không còn bị sỉ nhục nữa nhưng đã sớm bị trương vĩ vào mặt trương vĩ bây giờ đã là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế toàn cầu làm sao không thể vào công ty hoàng thiên lái xe về nhà chúng ta không tiếp trương vĩ nữa lâm ngọc an khuyên hoàng thiên rằng cô thực sự không muốn hoàng thiên phải xấu hổ với người khác hoàng thiên hiểu được lâm ngọc an đang suy nghĩ gì sau đó cười nhạt chỉ vào đầu xe muộn lắm rồi em xem một chút lâm ngọc an nghe lời nhìn về phía trước xe, Trương Vĩ và Trần Giang bước ra ngoài nói chuyện và cười, đằng sau họ là cha mẹ của Trần Giang và Trương Định đều đi theo sau. Anh rể, tối nay tôi sẽ cho anh một cơ hội để chứng tỏ bản thân, đi, đi một chuyến đến tập đoàn quốc tế toàn cầu nào. Trương Vĩ khinh thường nhìn Hoàng Thiên trong xe, chế nhạo. Đúng vậy, đồ chém gió Hoàng Thiên, tối nay nhất định phải xem trò hay, cùng xem tại sao em Vĩ không vào được tập đoàn quốc tế toàn cầu nào, ha han. Trần Giang Vạn hông đi tới trong xe, trêu chọc nhìn Hoàng Thiên nói gì đó. Các người muốn thế thì chiều. Hoàng Thiên cười nhạt, khởi động xe. Mọi người, lên xe đi. Anh Trần, em lái xe nhanh hơn, đuổi kịp tên phế vậy này, đừng để nó trốn thoát. Trương Lan Hương thúc giục Trần Giang Hùng. Trần Giang Hùng dẫn một nhóm người lên xe, ông ta thật sự nghe lời vợ, lái nhanh đến sau xe của Hoàng Thiên. 20 phút sau, cả hai chiếc xe đều đến tập đoàn quốc tế toàn cầu. Trương Vĩ là người đầu tiên bước xuống xe, thật sự rất sảng khoái khi được làm tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế toàn cầu những ngày này. Ngay cả Lương Mạnh Bắc và Lưu Nguyệt Hoa đều rất lịch sử với cậu ta, những người khác trong công ty nhìn thấy cậu ta, đều không gật đầu cúi đầu sao. Anh rể, để tôi cho anh xem tôi vào công ty như thế nào. Trương Vĩ khiêu khích Hoàng Thiên rất vui vẻ, liền đi về phía cửa cao ốc văn phòng. Trần Giang vặn vẹo mông đi theo phía sau, thỉnh thoảng lại vẫy tay với Hoàng Thiên, cười khúc khích, "Mau đi theo em vĩ, nếu không cả đời cũng không vào được công ty lớn như vậy." Trương Lan Hương đưa Trần Giang Hùng đi cùng Trương Định, cả ba cũng cười bí mật, chờ đợi Hoàng Thiên bị tát vào mặt. Trương Lan Phượng nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, "Nếu lần này cậu lại thất bại thì cậu nên tìm một cái cây treo cổ chết cho đỡ nhục thì hơn." Hoàng Thiên không để ý tới Trương Lan Phượng, nắm tay Lâm Ngọc An, đi theo những người này bỏ tay ra sờ mó cái gì vậy trương lan phượng vỗ tay hoàng thiên ra không cho anh ta nắm tay với lâm ngọc an hoàng thiên thật sự là không nói nên lời với bà mẹ chồng này con gái của bà là vợ của tôi không được đụng vào sao lâm ngọc an thực sự sướng sờ chớp mắt với hoàng thiên ra hiệu cho anh ở trước mặt mẹ cô đừng làm như vậy trương vĩ kiêu ngạo đi trước đã tới cổng điều khiến cậu ta thấy lạ là sáu nhân viên bảo vệ bên trong thấy cậu ta đến lập tức cầm rùi cui chạy ra, đồng loạt đứng trước cửa. Oa, wow, em trai Trương Vĩ, rất nhiều nhân viên đã ra cửa nghênh đón. Trần Giang thở dài vì ghen tị, và trái tim cô ta càng tự hào hơn. Lại liếc nhìn Hoàng Thiên, cho rằng anh chém gió, em Vĩ có địa vị cao ở công ty như vậy, còn dám nói em Vĩ còn không được vào cửa công ty. Khi Trương Định nhìn thấy điều này, ông a cảm thấy vô cùng mãn nguyện, ông không bao giờ mơ rằng con trai mình sẽ có ngày hôm nay chị, chị xem đi, công ty lớn có khác, nhân viên bảo vệ đều biết quy củ. Trương Định tự hào khoe với Trương Lan Hương. Trương Lan Hương lại gật đầu lia lịa, thẳng thừng nói, đúng, đúng vậy, Trương Vĩ thực sự đã mang vinh quang cho nhà chúng ta. Trương Lan Hương và Trương Định nói sau đó, Trương Vĩ trong lòng thật sự vui vẻ. Nghĩ rằng mình có thể có được danh tính hiển hách như vậy chỉ sau khi tốt nghiệp, cậu ta cảm thấy mình đã rất thành công. Hừ, Hoàng Thiên, Đồ phế vật như anh cho rằng tôi nợ anh ân huệ lớn vì đã giúp tôi vào tập đoàn quốc tế toàn cầu sao? Anh chỉ là dựa vào đường lương hạnh mới làm được chuyện này, ông đây không nợ ơn của đồ phế vật như anh." Trương Vi âm thầm chửi rủa Hoàng Thiên, và sau đó đi đến trước mặt 6 nhân viên bảo vệ. Mỗi khi cậu ta đến vào những ngày này, các nhân viên bảo vệ đều chủ động chào cậu a. Vì vậy, cậu ta đứng đó chờ nhận được màn chào hỏi. Không ngờ sắc mặt của 6 nhân viên bảo vệ rất lạnh lùng, đội trưởng đội an ninh Châu Cường nhìn chầm chầm vào anh ta với ánh mắt xấu xa. Đội trưởng Châu, anh đang nghĩ gì? Tại sao thấy tôi lại không chào? Trương Vĩ tỏ ra uy phong và chất vấn Châu Cường. Châu Cường đã nhận được chỉ thị của Lưu Nguyệt Hoa từ lâu, bây giờ Trương Vĩ không còn là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế toàn cầu nữa, anh không thể cho thằng nhóc này tiến vào nửa bứa. C. Điều quan trọng nhất, đây là mệnh lệnh của ông chủ lớn đứng sau tập đoàn, cậu chủ hoàng ở Hà Nội. Châu Cường làm sao dám lơ là, nhìn thấy Trương Vĩ đi tới, Châu Cường đích thân dẫn theo một ít bảo vệ đứng ở cửa. Mày là cái thá gì mà tao phải chào? Châu Cường chế nhạo một hồi, nhìn Trương Vĩ như một kẻ ngốc. Anh nói gì, nói lại lần nữa xem. Trương Vĩ tức đến mức nhếch miệng, Châu Cường có phải bị lừa đá vào não không? Dám nói với chính mình như thế này. Tao nói là mày chẳng là cái thá gì cả. Châu Cường hét lớn. Một vài nhân viên bảo vệ không khỏi cười nhạo ở phía sau, bọn họ đều chế nhạo nhìn Trương Vĩ. Thằng nhóc này mấy ngày hôm nay, hôm nào cũng dạo ai với mấy người bảo vệ, khiến bọn họ rất căm ghét. Trương Vĩ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trắng bệch. Các người không muốn làm việc nữa sao? Tôi là Tổng Giám Đốc Trương Vĩ. Trương Vĩ khiển trách. Bớt dạo oai đi, bây giờ mày không còn là Tổng Giám Đốc nữa, mày chả là cái thá gì nữa. Châu Cường nhìn Trương Vĩ với vẻ khinh thường. Trương Vĩ nghiệt ra, cảm thấy ngạc nhiên. Vừa rồi cậu ta còn tưởng, nghĩ rằng Châu Cường có thể đang nói đùa với cậu ta, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải là một trò đùa. Lễ nào Hoàng Thiên nói sự thật, Lương Mạnh bắt xa thải mình. Trần Giang cũng sững sờ, cô ta đã chuẩn bị rất nhiều lời nói để sỉ nhục Hoàng Thiên, cô ta chỉ chờ để nói ra những lời đó nhưng bây giờ có vẻ như điều đó đã thực sự đến theo đúng như lời của Hoàng Thiên. Trương Định không cười được nữa, ông ta nhìn Trương Lan Hương và Trần Giang Hùng, khuôn mặt già nua của ông ta biến thành màu gan lợn. Nếu con trai thực sự bị đuổi khỏi tập đoàn quốc tế toàn cầu thì thật sự quá xấu hổ. Hàng xóm chắc chắn sẽ cười nhạo. Các người cút cho tôi, tôi muốn vào gặp chủ tịch Lương và trợ lý Liễu. Trương Vĩ sừng sốt một hồi, sau đó rông o từ nay về sau không được phép vào công ty nếu không tao sẽ đánh gãy chân mày châu cường vẫy chiếc dùi cui trong tay và chế nhạo trương vĩ đã hoàn toàn mất năng lượng và héo hon như một quả bóng xì hơi ha ha ông trời có mắt cuối cùng mày cũng có ngày này trương lan phượng ngay lập tức trở nên vui vẻ chế nhạo trương vĩ đang suy sụp trương vĩ không nói được lời nào trong một đêm liền từ vị trí tổng giám đốc mà mọi người ghen tị một lần nữa trở lại như cũ không còn gì cả lâm ngọc an nhìn hoàng thiên cực kỳ bình tĩnh vẻ mặt kinh ngạc tim đập loạn xạ nói cho cùng cô rất băng giá và thông minh cô nghĩ rằng cho dù hoàng thiên thật sự có quan hệ tình cảm với đường lương hạnh cũng không thể để cho đường lương hạnh ngoan ngoãn như vậy để cho hoàng thiên tùy ý điều khiển chẳng lẽ tất cả những điều này là do tự hoàng thiên làm vậy thì anh có thân phận nào không thể nói cho người khác mà có thể khiến lương mạnh bắc nghe lời anh như vậy lâm ngọc an lúc này trong lòng suy nghĩ ra hàng vạn lý do cô đã hạ quyết tâm tối nay nhất định phải hỏi sự thật trần giang cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau một lúc lâu cô ta khinh thường nhìn chằm chằm hoàng thiên sau đó nói với trương vĩ anh vĩ xem ra hoàng thiên hoàn toàn không biết xấu hổ anh ta lại tìm đường lương hạnh để điều khiển lương mạnh bắc nhưng anh ta thành công rồi trương vĩ đứng đó như một kẻ ngốc mà thân thờ mau gọi cho chủ tịch lương và nói cho ông ấy biết sự thật trần giang lay trương vĩ trương vĩ tỉnh táo lại và nghiến răng nghiến lợi nói được rồi tên phế vật này đã như thế thì đừng trách tôi quá đáng bây giờ tôi sẽ khiến cho anh nhìn rõ trong khi nói chuyện trương vĩ lấy điện thoại di động ra và gọi cho lương mạnh bắc lương mạnh bắc đang hồi phục vết thương trong bệnh viện sẽ không nghe điện thoại của người bình thường nhưng vừa rồi lưu nguyệt hoa đã gọi điện báo cho lương mạnh bắc cậu chủ rất tức giận và đã giáng trước Trương Vĩ. Chuyện gì đó, giọng điệu của Lương Mạnh Bắc lạnh hơn bình thường rất nhiều sau khi nhấc máy. Trương Vĩ tức giận, nhưng anh không để ý đến giọng điệu kỳ lạ của Lương Mạnh Bắc. Chủ tịch Lương, tôi muốn nói với ông một bí mật động trời. Cô đường gần ông để mắt đã bị Hoàng Thiên ngủ rồi. Vậy ông đừng nghe lời đường Lương Hữu nữa, cô ta đã bị Hoàng Thiên điều khiển. Trương Vĩ vui vẻ nói qua điện thoại anh đang nói cái quái quỷ gì vậy? Lương Mạnh Bắc hét lên và cúp máy. Chuyện này, Trương Vĩ hoàn toàn mềm nhũn và nhìn thẳng vào Trần Giang. Chủ tịch Lương nói cái gì? Trần Giang hỏi nhanh. Chủ tịch Lương mắng em, Trương Vĩ lắp bắp nói. Không thể nào, chủ tịch Lương nhất định là trột dạ, ông ấy sợ vợ biết chuyện ông ấy ngoại tình với đường Lương Hạnh nên không thừa nhận. Trần Giang phân tích một cách chắc chắn. Ha ha, còn muốn đổ oan cho Hoàng Thiên sao? Các người không biết xấu hổ, còn có thể ở đây làm gì? Trương Lan Phượng khoanh tay chế nhạo, kỹ năng kích động người khác của bà vẫn còn khá mạnh. Trương Định vừa nghe thấy thế, rất không cam lòng mà hét lên, "Con trai, con đến công ty tìm chủ tịch lương và hỏi tại sao con bị đuổi việc đi." "Vâng." Trương Vĩ cũng không cam lòng nên muốn xông vào công ty. "Nếu mày dám đi vào, đừng trách tao đánh gãy chân của mày." Châu Cường trừng mắt nhìn Trương Vĩ quát lớn. Cút đi, Trương Vĩ đẩy Châu Cường. Mẹ kiếp, mày không nể mặt đúng không? Các anh em đánh nó cho tôi. Châu Cường với tay với một số nhân viên bảo vệ, xông tới đánh Trương Vĩ một trận. Đánh Trương Vĩ nhiều đến mức mất bình tĩnh, ôm đầu la hét chạy ra ngoài. Trương Định và những người khác nhìn thấy, lần này bọn họ hoàn toàn tin tưởng, Hoàng Thiên vừa rồi thật sự không có khoe khoang. Dù phụ thuộc vào một người phụ nữ hay khả năng của chính mình hoàng thiên quả thực có thể quyết định sự sống chết của trương vĩ nhận ra điều này trương định bước đến gần hoàng thiên với bộ dạng nịnh nọt cháu rể trương vĩ còn nhỏ ngây ngô đừng chấp nó cháu không nể mặt nó thì cũng phải nể mặt người cậu này chứ dù gì chúng ta cũng là người thân trên mặt trương định mỉm cười trên cố gắng lấy lòng hoàng thiên hoàng thiên nhìn thấy trương định như thế này anh gần như phát ốm đây là mặt dày đến mức nào chứ không phục cũng không được cậu, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? hoàng thiên mỉm cười và hỏi trương định, tôi bốn người bảy tuổi, có chuyện gì vậy cháu rể? ông cũng không còn trẻ nữa, tại sao không biết xấu hổ như vậy? hoàng thiên chế nhạo, trong một lời nói, trương định đỏ mặt xấu hổ. quả thực lúc trước ở nhà ông ta chế nhạo hoàng thiên, hiện tại lại đòi hỏi hoàng thiên phải tha thứ, đúng là chưa chẽn. nhìn thấy cha mình đã bị hoàng thiên sỉ nhục, trương vĩ nhanh chóng chạy tới. Người nói với Hoàng Thiên, anh rể, anh rể, đều trách em không tốt, đừng giận em, sau đó nói với chủ tịch Lương đừng đuổi việc em có được không. Hoàng Thiên uống một ngụm nước khoáng, nhìn hai cha con mà thấy cạn lời. Ra mặt dày thật là di truyền, Trương Định đã đủ không biết xấu hổ rồi, con trai của ông A còn chơ chẽn hơn. Anh rể tốt của em, em hứa vị trí tổng giám đốc công ty viễn đạt sẽ của chị Ngọc An, không để chị Giang làm nữa, có được không? Phụt hoàng thiên phun nước vào mặt trương vĩ đừng gọi tôi là anh rể một phế vật như tôi đâu dám làm anh rể của cậu hoàng thiên cười lạnh một tiếng sau đó nắm tay lâm ngọc an lên xe trương lan phượng nhìn thấy cảnh này và cảm thấy nhẹ nhõm cứ tưởng hoàng thiên cũng bình thường nhưng không ngờ lại oai phong thế này ha ha cái này gọi là tự chuốc lấy nhục trương lan phượng nhìn vài người có mặt cuối cùng thở ra một hơi lên xe rời đi cùng với hoàng thiên và lâm ngọc an Trương Định và Trương Lan Hương đều chết lặng, Trương Vĩ không có việc gì, Trần Giang có cũng ảo tưởng, lại xúc phạm đến gia đình Trương Lan Phượng. Đây thật là trộm gà không được còn mất bao gạo. Trần Giang, bây giờ phải làm sao đây? Trương Lan Hương hỏi Trần Giang. Trần Giang nghiến rằng ậm ừ, không sao đâu mẹ, con có cách. Con còn có cách nào? Mẹ nghĩ nếu không được thì bây giờ đi tìm ông ngoài. Hoàng Thiên vẫn luôn coi trọng ông ngoại, bảo ông ngoại con cầu xin Hoàng Thiên mẹ mẹ không nhầm đúng không để ông ngoài cầu xin phế vật hoàng thiên trần giang nhìn chằm chằm trương lan hương nói không còn cách nào khác em trai của con đã mất việc để giúp cô giờ con chỉ có thể nhờ ông ngoại can thiệp trần giang cực kỳ không phục nhưng cũng không thể nói được điều gì sau khi hoàng thiên lái xe về nhà vừa vào cửa anh đã nhìn thấy em vợ lâm huỳnh mai lâm huỳnh mai cũng đưa đỗ hành về nhà dưỡng thương thấy hoàng thiên trở lại thì không chào trợn mắt rồi vào phòng chăm sóc cho đỗ hành lâm ngọc an và trương lan phượng cũng đi vào họ không nhìn thấy lâm huỳnh mai không ngờ lâm huỳnh mai lại đưa bạn trai bị thương trở lại trương lan phượng nhìn hoàng thiên sau khi vào nhà vẻ mặt ủ rũ nói đừng tưởng rằng cậu làm chuyện tốt này thì sẽ khiến tôi thay đổi cách nhìn ha ha phế vật vấn là phế vật mà thôi có chuyện này mà tối nay anh phải thú nhận với tôi đường lương hạnh có gì với anh không gọi con hồ ly đó đến ngay cho tôi để tôi đối mặt chất vấn hoàng thiên cau mày khi nghe thấy thế anh đã hứa với ngọc an rằng anh sẽ thay đổi hoàn toàn từ nay về sau đừng ai nghĩ đến việc tự tiện cưỡi lên đầu mình mà lăng mạ kể cả bà mẹ chồng đã chịu đựng lâu nay nhìn về phía trương lan phượng hoàng thiên mặt không hề cảm xúc chỉ vào trương lan phượng lạnh lùng nói nếu về sau mẹ còn nói chuyện với con bằng thái độ này con sẽ không nể mặt mẹ nữa một lời nói khiến mọi người sửng sốt miệng của Trương Lan Phượng há to đến mức có thể nhét vừa quả trứng. Làm sao bà ta có thể tưởng tượng được đồ bỏ đi bị bà ta măng chửi hơn 3 năm nay lại dám chỉ vào mũi mình mà nói những câu như thế này. Ô, được lắm, Hoàng Thiên, cậu còn dám nói chuyện với tôi như vậy. Sắc mặt Trương Lan Phượng tái nhợt, hung hăng nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An nằm mơ cũng không tưởng tượng được là Hoàng Thiên lại dám chống đối với Trương Lan Phượng như thế này hôm nay không hiểu tại sao mà hoàng thiên giống như một con người khác vậy lâm ngọc an ngây người nhìn hoàng thiên mặc dù hoàng thiên đang chống đối mẹ cô nhưng cô không tức giận chút nào ngược lại cô còn có một niềm vui sướng chưa từng có thậm chí còn có chút mong đợi dù sao thì phụ nữ cũng không muốn người đàn ông của mình là đồ phế vật đâu ồ để tôi xem đây vẫn là anh rể của tôi sao tại sao tôi lại không nhận ra anh lâm huỳnh mai ở trong phòng nghe được liền bước nhanh ra ngoài xem tươi cười đi tới trước mặt hoàng thiên hoàng thiên phớt lờ bọn họ sau đó nói với lâm ngọc an ngọc an chúng ta trở về phòng được lâm ngọc an gật đầu biểu cảm trong mắt khi nhìn hoàng thiên đã thay đổi trở về bà nội nhà cậu cậu đứng lại đó cho tôi trương lan phượng nhịn đã lâu cuối cùng cũng bùng phát hoàng thiên đứng ở nơi đó cũng không có quay đầu lại nhìn trương lan hương trương lan phượng đi mây bước vòng qua trước mặt hoàng thiên nhìn chằm chằm hoàng thiên rồi hét lên đồ phế vật như cậu thật sự muốn làm loạn đúng không cậu ăn cậu ở tại nhà của tôi thì cậu có tư cách gì mà được phép cáu kỉnh chứ mẹ nó chứ nghèo hèn như một con chó nếu ngọc an không quan tâm đến cậu thì bây giờ cậu đã chết đói từ lâu rồi mẹ mẹ đừng nói nữa xin mẹ bớt giận lâm ngọc an nhanh chóng thuyết phục trương lan hương không quan tâm lắm cô ta đẩy lâm ngọc an ra chỉ vào mũi Hoàng Thiên chửi bới, bà đây có thái độ này đấy, cậu còn có thể làm gì? Dám không nể mặt tôi, cậu còn nghĩ tôi sẽ cho cậu mặt mũi sao? Hoàng Thiên đứng đó không nói gì. Thấy Hoàng Thiên không nói lời nào, Trương Lan Hương càng thêm mãnh liệt, thật sự là không chịu nổi cậu nữa rồi, nếu cậu không muốn ở lại đây thì cút ngay lập tức. Càng mắng càng tức giận, Trương Lan Phượng liền giơ tay lên định tát vào mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đột nhiên ra tay, nắm lấy cổ tay của Trương Lan Phượng. Lúc này, trong mắt Hoàng Thiên Hiện lên một tia lạnh lão. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng Trương Lan Phượng thấy vậy trong lòng lập ức kinh hãi. Bởi vì bà ta nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Thiên có chút sắc bén. Thậm chí, trên gương mặt anh còn có khí chất quý tộc mà chỉ con nhà giàu có mới có được. Đương nhiên, khí tức này chỉ là thoáng qua, trong lòng Trương Lan Phượng vẫn còn đang tức giận nên cũng không quan tâm. Mẹ, đây là lần thứ hai mẹ đuổi con đi hoàng thiên cười khổ nhìn trương lan phượng trương lan hương cánh tay bị hoàng thiên bóp chặt một cái hơi đau bà ta càng tức giận cái thứ rác rưởi này còn dám ra tay với ôi sau này sẽ đánh chết tôi sao cái này không thể chấp nhận được phải đuổi cậu ta đi bằng được c trương lan phượng nghĩ tới đây lập tức cười lạnh ha ha không phải vừa rồi lần thứ hai bà đây đã đuổi cậu vô số lần nhưng chính cậu không biết xấu hổ vẫn ở đây mau cút khỏi đây cho tôi đêm nay có cậu thì không có tôi trương lan phượng mắng hoàng thiên lần này bà ta thật sự giận dữ lâm huỳnh mai ở một bên cũng không nói lời nào cô ấy cũng có thể thấy được là đêm nay khác với ngày thường mẹ thật sự đã nổi giận rồi anh rể này tuy rằng có chút vô dụng nhưng nếu thật sự bị đuổi ra ngoài anh ấy nghèo như vậy thì sống ở đâu mẹ mẹ bớt giận đi đừng thực sự đuổi anh ấy đi nhé lâm huỳnh mai nhìn trương lan phượng và nói ừ mẹ à người nào mà không có giới hạn chứ mẹ mắng anh ấy lâu như vậy rồi một ngày anh ấy không chịu nổi thì thật ra cũng không đáng trách lâm ngọc an vội vàng nói cậu ta có cái dám giới hạn đấy cái loại không có tiền đồ lại không ngoan ngoãn này đuổi cậu ta đi cũng chưa chắc đã chịu đi đâu cậu ta có tiền để thuê khách sạn sao ha ha trương lan phượng cười nhạo nhưng bà ta vừa muốn nói thêm vài câu với hoàng thiên lại nhìn thấy hoàng thiên đã bước tới cửa không biết từ lúc nào trực tiếp đi thẳng ra khỏi nhà trương lan phượng sửng sốt nàng vốn tưởng rằng hoàng thiên cũng sẽ như trước vừa bị đuổi khỏi nhà là lập tức sợ hãi rồi sau đó lại nhận lỗi với bà ta không ngờ rằng hoàng thiên thật sự rời đi sao trương lan phượng lúc này mới bình tĩnh lại cảm thấy có chút quá đáng nhưng ở trước mặt hai cô con gái đương nhiên là phải giữ thể diện hoàng thiên lâm ngọc an hét lên và định đuổi ra ngoài nhưng mà trương lan phượng nắm lấy lâm ngọc an còn ở lại cho mẹ loại người như cậu ta thì không được nuông chiều thói hư tật xấu mẹ hãy nghe lời mẹ nếu không mẹ sẽ từ mặt con đấy trương lan phượng nghiêm mặt nói lâm ngọc an lo lắng đến mức sắp khóc cô vừa rồi có tình cảm với hoàng thiên đây là điều mà ba năm nay cô chưa từng có lần trước mẹ ép cô phải ly hôn với hoàng thiên cùng với việc hoàng thiên vừa bước ra khỏi nhà đều làm cô cảm thấy đau lòng Cô biết cảm giác của chính mình sẽ không lừa dối cô, giữa cô và Hoàng Thiên thực sự có một tình cảm không thể vứt bỏ. Dù thế nào thì cũng đã ở cùng với nhau 3-4 năm rồi, cho dù có là nuôi một con vật nhỏ thì cũng không thể không có tình cảm. Mẹ, lần này con không nghe theo được, mẹ thật sự đã làm quá đáng. Lâm Ngọc An khóc, hất tay Trương Lan Phượng ra và chạy ra ngoài. Ngọc An, Ngọc An. Trương Lan Phượng sốt ruột vội vàng đuổi theo nhưng bà ta đang đi dép lê, Thay giày thì đã muộn. Huỳnh Mai, Đỗ Hành mau mau đuổi theo chị gái con. Trương Lan Phượng hét lên. Sau khi Hoàng Thiên rời khỏi nhà, trong lòng anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Không phải những lời xúc phạm của Trương Lan Phượng không thể dung thứ, nhưng anh đã hứa với Lâm Ngọc An là sẽ trở thành một người đàn ông thực sự và không để cho ai xem thường. Đã hứa với cô rồi thì anh nhất định phải làm được. Trời đã khuya, Hoàng Thiên lấy điện thoại di động ra gọi cho Lưu Nguyệt Hoa tìm giúp tôi một chỗ ở ha ha cậu chủ cậu không muốn ở nhà nữa sao lưu nguyệt hoa cười nói thôi tìm cho tôi một nơi yên tĩnh một chút được cậu chủ cậu đang ở đâu tôi tới đưa cho cậu chìa khóa lưu nguyệt hoa nói hoàng thiên nói với lưu nguyệt hoa vị trí mà anh đang đứng rồi ở đấy chờ cô ta rất nhanh lưu nguyệt hoa đã vội vàng chạy tới cô ta lấy ra một chiếc chìa khóa làm bằng vàng dòng đưa cho hoàng thiên khi Hoàng Thiên nhìn thấy chiếc chìa khóa này cũng rất ngạc nhiên, như này không phải là quá xa xỉ sao. Đúng là vàng, rất nặng. Cậu chủ, đây là chìa khóa của biệt thự hướng biển mà mẹ cậu đã để lại khi còn sống. Đó là một cung điện sang trọng. Lúc đó, mẹ cậu quản lý tập đoàn quốc tế toàn cầu ở thành phố Bắc Ninh. Bà ấy thích biển nên đã bỏ ra số tiền khổng lồ lên tới hơn 1.000 tỷ để mua căn biệt thự giá cao ngất trời này. Lưu Nguyệt Hoa giải thích cho Hoàng Thiên. Khi nghe cô ta kể về mẹ mình, Hoàng Thiên đã có chút nước mắt. Khi anh được 6 tuổi, mẹ anh qua đời và rời xa anh mãi mãi. Sau đó thì có mẹ kế Tiêu Bích Liên và cuộc sống ác mộng bắt đầu. "Làm sao cô được biết nhiều như vậy?" Hoàng Thiên mỉm cười hỏi Lưu Nguyệt Hoa. "Tất cả đều là do chủ tịch Lương nói với tôi, hi hi, nhanh đi xem một chút đi cậu chủ, tôi chỉ nhìn thấy ở bên ngoài thôi, nếu không có sự đồng ý của cậu thì không một ai được phép tiến vào." lưu nguyệt hoa mỉm cười ánh mắt quyến rũ nhìn hoàng thiên hoàng thiên hiểu được chỉ cần anh thể hiện qua ánh mắt một cái người đẹp này nhất định sẽ không nói lời nào lập tức sách úi cùng anh đi vào biệt thự cô trở về đi ngày mai nếu có hứng thú thì có thể tới thăm hoàng thiên nói vâng cậu chủ lưu nguyệt hoa trả lời và lái xe rời đi hoàng thiên lắc đầu cuộc sống mới sắp phải bắt đầu rồi nhưng trong thâm tâm anh thực sự không muốn rời xa vợ chỉ vì chuyện xảy ra đêm nay không biết là bà xã có ly hôn cùng mình hay không cũng khó mà nói được hoàng thiên không nghĩ nhiều nữa trời phải mưa con gái phải lập gia đình có một số việc con người không thể thay đổi được cứ để theo tự nhiên đi vừa định đi đến biệt thự hướng biển nhưng đúng lúc này điện thoại di động của hoàng thiên vang lên là của lâm ngọc an gọi đến trong lòng hoàng thiên vừa cảm động vừa vui mừng ngọc an chồng anh đang ở đâu trái tim hoàng thiên gần như tan chảy giọng nói đầy lo lắng và xúc động của lâm ngọc an trên điện thoại đặc biệt là một câu chồng khiến trái tim hoàng thiên rất cảm động anh đang ở trên cầu vượt đường vành đai bốn chồng đừng nghĩ quẩn nữa anh tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc biết không lâm ngọc an lo lắng hét lên hoàng thiên dở khóc dở cười sợ rằng ngọc an đang nghĩ là mình sắp nhảy cầu được rồi tôi sẽ tới đó ngay lâm ngọc an cúp điện thoại Vài phút sau, Lâm Ngọc An lái chiếc BYD đến và nhìn thấy Hoàng Thiên. Ngay khi gặp nhau, Lâm Ngọc An đã ôm chặt lấy Hoàng Thiên. Hai vợ chồng phớt lở ánh mắt của người qua đường, ôm nhau thật lâu không nói một lời. Anh định sống ở đâu? Lâm Ngọc An nhẹ giọng hỏi, ghé đầu trên vai Hoàng Thiên. Mẹ anh để lại cho anh hai căn nhà nát, anh sẽ sống ở đó. Hoàng Thiên nhẹ nhàng nói. Theo em trở về đi, xin lỗi mẹ một câu là sẽ ổn thôi được không lâm ngọc an nhìn hoàng thiên cô chỉ có thể cố gắng xoa dịu mâu thuẫn giữa hoàng thiên và mẹ cô nếu như anh không muốn trở về thì sao hoàng thiên cười hỏi lâm ngọc an lâm ngọc an giật mình sau đó vẻ mặt kiên định nói vậy thì em sẽ cùng anh sống trong nhà nát đấy lời nói kiên định của lâm ngọc an khiến cơ thể hoàng thiên chấn động anh thực sự không ngờ rằng lâm ngọc an lại sẵn sàng bỏ nhà để theo anh ngọc an em phải biết rằng hai ngôi nhà hỏng đó có điều kiện rất tồi tàn mùa đông thì lạnh và mùa thì hè nóng hôm nào trời mưa thì trong nhà đầy nước vẻ mặt hoàng thiên nghiêm túc nhìn lâm ngọc an nói rõ ràng với cô lâm ngọc an nghe xong nhàn nhạt cười hiện tại cũng không nóng không lạnh trời cũng không có mưa có gì mà phải sợ chứ về sau nếu trời mưa thì sao đến khi mùa đông lạnh lẽo và mùa hè nóng bước làm sao bây giờ hoàng thiên nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay mềm mại của cô mỉm cười hỏi lâm ngọc an cảm thấy người mình có chút nóng lên dù sao cũng đã hơn ba năm nay số lần hoàng thiên nắm tay cô có thể đếm được bằng đầu ngón tay vào lúc này cô có thể cảm nhận được tình cảm của hoàng thiên dành cho mình nhưng cô không quen thân mật với hoàng thiên như vậy em còn không sợ sao anh lại sợ nhiều như vậy nếu mùa đông thực sự lạnh chúng ta có thể ra ngoài thuê nhà là được rồi lâm ngọc an nói trong lòng hoàng thiên thật sự vui mừng anh gật đầu vậy đi thôi được lâm ngọc an nhẹ gật đầu cùng hoàng thiên lên xe đi xuống cầu vượt bình thường đều là anh chở em tối nay em sẽ là tài xế của anh một lần lâm ngọc an cười nhẹ rồi khởi động xe được rồi nhìn xem kỹ năng lái xe của vợ anh như thế nào hoàng thiên cười nhẹ hai căn nhà mà mẹ anh để lại cho anh ở đâu trong khu phố ổ chuột sao lâm ngọc an nhìn hoàng thiên hỏi đi đi anh sẽ chỉ đường cho em hoàng thiên nói chỉ dẫn cho lâm ngọc an đường đi lâm ngọc an ổn định lái xe nhưng càng đi về phía trước cô càng kinh ngạc bởi vì đường mà hoàng thiên chỉ cho cô là ra biển lâm ngọc an biết rằng khi mọi người đang nghĩ quẩn họ luôn thích đến những nơi như bờ biển cầu vượt hoặc mái nhà vì vậy cô thực sự không muốn cùng hoàng thiên đến những nơi như vậy vì sợ rằng sau khi hoàng thiên bị mẹ đuổi ra khỏi nhà trong lòng anh thực sự đang nghĩ quẩn hoàng thiên dù sao thì bà ấy cũng là mẹ em để em giúp anh giải thích với mẹ anh coi như nể mặt em đừng so đo với mẹ nữa được không trong khi lâm ngọc an đang lái xe thì thở dài thuyết phục hoàng thiên hoàng thiên nghe xong cười nói anh không so đo nhưng mẹ em đuổi anh đi ra ngoài anh chỉ đành đi ra cảm ơn anh giọng lâm ngọc an có chút nghẹn ngào Cô cũng biết mẹ cô đối xử với Hoàng Thiên thật sự là quá đáng, không người đàn ông nào có thể chịu được. Hoàng Thiên nhiên đã chịu đựng hơn 3 năm nay hoàn toàn là vì yêu cô nên anh mới cam chịu như vậy. Đừng nghĩ nhiều như vậy Ngọc An, chỉ cần em ở bên cạnh tôi, mọi chuyện khó chịu đều không thành vấn đề. Hoàng Thiên nắm tay Lâm Ngọc An, nhẹ nhàng nói. Lâm Ngọc An chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Dưới sự hướng dẫn của Hoàng Thiên, Lâm Ngọc An đã lái xe đến khu biệt thự gần biển. Một đống biệt thự hướng biển đứng ở đây, đặc biệt trong số đó là một biệt thự sang trọng với tổng diện tích hàng chục nghìn mét vuông, cực kỳ bắt mắt. Đây không còn có thể gọi là biệt thự nữa, mà phải gọi là khu vườn của một lâu đài cực kỳ tráng lệ. Phần thân chính của tòa có nhà ba tầng với phong cách hoàng gia châu Âu và diện tích của kiến trúc này lớn hơn 1.000 mét vuông. Xung quanh biệt thự có bể bơi, sân bóng, vườn trồng cây cảnh, Vườn trồng cây ăn quả, sân tập thể dục ngoài trời. Điều quan trọng nhất chính là là vị trí của nó, căn biệt thự này có vị trí đẹp nhất trong khu biệt thự, có thể nhìn ra biển, có thể nhìn gần ra bãi biển cát đỏ, có vị trí độc nhất. Trong khu biệt thự hướng biển này thì đúng là tắc đất tắc vàng, mà có thể sở hữu được căn biệt thự hướng biển rộng hàng chục nghìn mét vuông này chắc chắn là biểu tượng của thân phận và địa vị. Lâm Ngọc An vừa đứng ngoài cửa biệt thự đã ngây người Mặc dù cô đã sống ở Bắc Ninh nhiều năm như vậy và nghe nói khu biệt thự hướng biển sang trọng như thế nào, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên cô đến đây. Hoàng Thiên, anh đưa em đến đây làm gì? Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt nghỉ ngờ. Để ngủ qua đêm chứ còn có thể làm gì? Hoàng Thiên mỉm cười. Vậy còn hai ngôi nhà nhỏ đổ nát mẹ anh để lại cho anh thì sao? Lâm Ngọc An tò mò hỏi Hoàng Thiên, cô thực sự đã rất sốc rồi, nếu hai ngôi nhà nhỏ đổ nát mà Hoàng Thiên nói đến ở khu vực này, nhất định sẽ có giá trị khá lớn. Nhà đổ nát cũng không sao, chủ yếu chính là đất mới có giá trị, nếu hai căn nhà ở vị trí này có thể bán được 3-40 tỷ là chuyện bình thường. Đừng hỏi nữa, đi theo anh. Hoàng Thiên nói nhỏ rồi nắm lấy tay của Lâm Ngọc An đi về phía cửa biệt thự. Lâm Ngọc An cau mày nhìn hai nhân viên bảo vệ ở cổng biệt thự. Cô tự hỏi là Hoàng Thiên đang làm gì vậy? chẳng lẽ lại muốn đi vào bên trong thôi đừng làm loạn nữa anh còn chưa bị đuổi đủ sao bây giờ lại muốn bị bảo vệ đuổi tiếp lâm ngọc an vội vàng nói ha ha không phải ai cũng như mẹ của em không thích nói lý lẽ hoàng thiên cười lên trêu chọc lâm ngọc an lâm ngọc an trừng mắt nhìn hoàng thiên nhưng cũng không biện minh cho mẹ có xin chào hai vị xin hỏi có việc gì thế hai nhân viên bảo vệ cúi chào hai người sau đó một trong số họ hỏi Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An một cách lịch sự. Đội ngũ nhân viên an ninh làm việc ở đây đều là những người có trình độ cao nhất cả nước, vì dù sao những người có thể mua một bất động sản trong khu biệt thự hướng biển đều là địa vị cao quý, hưởng thụ phục vụ cũng là cao cấp nhất. Lâm Ngọc An nằm mơ cũng không nghĩ đến là an ninh ở đây sẽ lịch sự với Hoàng Thiên và cô như vậy. Cảm giác lo lắng vừa rồi không còn nữa, đôi mắt đẹp của Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên, cô thực sự bị sốc cô thật sự không biết người chồng vô dụng của cô đang định làm cái gì mở cửa hoàng thiên nhẹ nói thưa ông vui lòng cho tôi xem thẻ hoặc chìa khóa cửa độc quyền của chủ biệt thự bảo vệ rất lễ phép nhắc nhở hoàng thiên hoàng thiên lấy ra một chiếc chìa khóa làm bằng vàng ròng chiếc chìa khóa này cũng được kết nối với một chiếc thẻ tối cao nạm kim cương vừa mới nhìn thấy bảo vệ lập tức sửng sốt hai người đồng thời đi tới chuẩn mực đứng thẳng người chào nghiêm Chào ông chủ, hoan nghênh về nhà." Hai người bảo vệ với vẻ mặt cung kính đứng thẳng người, trong lòng vô cùng hưng phấn. Biệt thự này đã không có người ở hơn 10 năm, họ chỉ nghe nói có một bà chủ sống ở đây 10 năm trước. Mặc dù trong những năm này không có người ở nhưng doanh nghiệp hàng đầu của thành phố, tập đoàn quốc tế toàn cầu đều trả phí bất động sản đúng hạn hàng năm. Vừa rồi, Lưu Nguyệt Hoa đã gọi điện đến đây để thông báo là chủ nhân của ngôi biệt thự này đã quay lại và dọn đến ở hai nhân viên bảo vệ này rất hào hứng, họ đã ở đây nhàn nhã kiếm được hơn 30 năm triệu một tháng, và cuối cùng họ cũng biết được là kiếm được tiền là nhờ ai. Vừa nhìn đến chiếc xe BYD mà Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An lái đến, hai chồng mắt bảo vệ sắp rớt ra ngoài, ông chủ cũng quá khiêm tốn đi. Sống trong biệt thự hàng trăm tỷ lại đi lái xe hơi mấy trăm triệu. Nhưng họ không dám hỏi, họ chỉ duy trì tư thế cúi chào. Lâm Ngọc An kinh ngạc suýt chút nữa ngất xỉu, Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Hai nhân viên bảo vệ này có phải đã nhận nhầm người rồi không? Hoàng Thiên, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Vẻ mặt của Lâm Ngọc An khó tin nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vuốt khuôn mặt xinh xắn của cô, mỉm cười nói, "Chúng ta đi vào thôi." "Ai ai được, được." Lâm Ngọc An có chút nói lắp, biểu hiện của cô cũng không đáng trách được bởi vì bất kỳ ai đột nhiên gặp phải chuyện này đều không thể bình tĩnh được. Cánh cửa lớn của biệt thự được mở ra, một nhân viên bảo vệ cúi đầu 90 độ nói với Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An: "Ông chủ, bà chủ, trong nhà có tổng cộng 6 người giúp việc, hai người làm vườn, một huấn luyện viên thể dục và hai người nuôi thú cưng, không ai trong số họ đang ở đây. Ông chủ có muốn gọi bọn họ đến đây ngay bây giờ không?" Hoàng Thiên cũng hơi kinh ngạc, nhưng anh chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở nên không thích ồn ào. "Để sau đi." Hoàng Thiên không quay đầu lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của lâm ngọc an bước vào khu vườn sang trọng vâng thưa ông chủ hai nhân viên bảo vệ đồng thanh nói lâm ngọc an ngửi thấy mùi hương tao nhã thơm ngát trong khu vườn cả khu vườn này tràn ngập hương hoa sảng khoái làm người khác say mê như đang ở trên thiên đường cô thực sự cảm thấy như mình đang nằm mơ làm sao tất cả những điều này lại là sự thật được khu vườn quý tộc sang trọng và quý phái như vậy thật sự là của hoàng thiên sao điều này làm sao mà có thể xảy ra được. C. Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An vào biệt thự, chỉ là phòng khách ở lầu một thôi đã khiến Lâm Ngọc An choáng ngợp. Đại sảnh nguy nga lộng lẫy này được xây dựng theo phong cách Tây Ban Nha, trang trí xa hoa, sang trọng và ấm áp như vậy cũng có giá ít nhất hàng trăm tỷ. Lâm Ngọc An ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên, cô cảm thấy lúc này Hoàng Thiên, người mà cô quen thuộc nhất lại xa lạ như vậy. Người chồng hơn 3 năm chưa từng thành vợ chồng này là ai? Hoàng Thiên, anh, anh nói cho em biết, đây có phải là đang trong giấc mơ không? Hoàng Thiên cũng đã dự đoán trước Lâm Ngọc An sẽ có phản ứng như vậy. Trước đó Hoàng Thiên đã cho biết là anh sẽ ở tại hai ngôi nhà đổ nát. Lâm Ngọc An đã không chút do dự sẽ cùng với anh đồng cam cộng khổ đã làm cho trong lòng anh cực kỳ vui mừng. Nếu không phải như vậy, Hoàng Thiên chắc chắn sẽ không đưa Lâm Ngọc An tới đây. Suy cho cùng, với một người vợ ham giàu chê nghèo, thì quan trọng là có muốn hay không thôi ngọc an có đau không hoàng thiên cười và véo vào má của lâm ngọc an đau quá vậy thì đây không phải là một giấc mơ đây chính là hai căn nhà đổ nát mà anh nói lâm ngọc an ngây người nhìn hoàng thiên cô thực sự không biết phải nói gì tất cả chuyện này xảy ra quá đột ngột giống như ảo giác nhà chỉ để cho người ở có người yêu thương bên cạnh mới là hạnh phúc hoàng thiên nhẹ nhàng ôm lâm ngọc an trong mắt anh tràn đầy dịu dàng Lâm Ngọc An vẫn chưa kịp phản ứng, cú sốc này đối với cô đêm nay thực sự quá mạnh. Chồng mình rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Chúng ta lên lầu 2 xem một chút. Hoàng Thiên kéo Lâm Ngọc An và đi đến cầu thang lên tầng 2. Bước vào một phòng ngủ rộng rãi, Lâm Ngọc An hoàn toàn ngớ ngẩn khi nhìn thấy. Không cần phải nói, trang trí rất sang trọng và tao nhã, cô thấy được một chiếc giường lớn, đầu giường được điêu khắc tinh xảo đá cẩm thạch, lấy tay đè lên, nệm êm ái và cực kỳ đàn hồi, có thể tưởng tượng được khi nằm ngủ trên chiếc giường lớn này thì thoải mái như thế nào. Mở cửa sổ phòng ngủ ra, cách đó không xa là bãi cát đỏ dưới ánh trăng đẹp như trong mơ. Hoàng Thiên, đây là biệt thự mẹ anh để lại cho anh sao? Lâm Ngọc An nghi hoặc nhìn Hoàng Thiên, mong muốn được biết sự thật. Đúng vậy, Hoàng Thiên gật đầu. Nhưng mà, không phải là cha của anh nhặt đồng nát sao? Nếu mẹ anh giàu như vậy, tại sao gia đình anh lại nghèo thế? Lâm Ngọc An mở to mắt, khó hiểu. Thấy Lâm Ngọc An hỏi, Hoàng Thiên nhẹ nhàng thở dài rồi nói, "Thật ra, ông ấy là cha nuôi của anh, còn Hoàng Linh cũng không phải em ruột gái anh." "Cái gì?" Lâm Ngọc An đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của mình, mấy năm kết hôn với Hoàng Thiên, cô chưa từng biết chuyện này. Sau một thời gian dài rắc rối, hóa ra cha chồng của cô lại là cha nuôi của Hoàng Thiên. "Khi tôi hơn 10 tuổi thì đã được cha nuôi nhận nuôi." Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An nói. Lâm Ngọc An cắn môi, nhìn Hoàng Thiên thật sâu, không thể tưởng được, không ngờ cảnh mộ của anh lại éo le như vậy. Nghe vậy, Hoàng Thiên cười khổ. Anh được sinh ra là thế hệ thứ hai giàu có bậc nhất, rất nhiều người ghen tị, nhưng không may gặp phải bà mẹ kế độc ác, mọi thứ đã thay đổi. Hoàng Thiên, mẹ ruột của anh chắc hẳn là rất giàu có đúng không? Lâm Ngọc An hỏi. Hoàng Thiên cười, cũng bình thường thôi. Hả? Như này còn bình thường, mẹ anh phải có bao nhiêu tiền mới có thể mua được một biệt thự sang trọng như vậy?" Lâm Ngọc An kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên. "Biệt thự này đã được mua cách đây hơn 10 năm, có lẽ khi đó nó rẻ hơn." Hoàng Thiên nhẹ giọng nói, không thảo luận về chủ đề này với Lâm Ngọc An nữa. Lâm Ngọc An không ngốc, tuy rằng không biết giá cả của biệt thự, nhưng loại biệt thự xa hoa này được coi là cao cấp nhất toàn bộ Việt Nam ngay cả mua nó ở mười mấy năm trước thì giá vẫn sẽ cực kỳ cao muộn rồi nghỉ ngơi đi ngọc an đêm nay em ngủ trong phòng này hoàng thiên ôm lâm ngọc an xoay người đi ra ngoài chuẩn bị tìm phòng ngủ khác để ngủ phòng lớn quá em ngủ một mình sẽ sợ lâm ngọc an ngăn hoàng thiên lại nhưng càng nói giọng cô lại càng nhỏ hoàng thiên đã đi tới cửa nghe xong lập ức dừng lại quay đầu lại nhìn lâm ngọc an hoàng thiên có chút xấu hổ ngọc an trong phòng ngủ này không có giường nhỏ cũng không có chăn đệm để nằm dưới đất khi nghe hoàng thiên nói vậy lâm ngọc an cảm thấy có chút hổ thẹn hơn ba năm qua ở nhà cô đều ngủ trên chiếc giường lớn còn hoàng thiên thì chỉ ngủ trên chiếc giường bé có một mét hai kia đã là vợ chồng với nhau thực ra thân thể của cô chưa có người đàn ông nào động vào kể cả là hoàng thiên chồng cô điều này thật sự là không công bằng với hoàng thiên nhưng cuộc hôn nhân của cô khi đó là do cha cô sắp đặt lúc đó cô không có chút tình cảm nào với hoàng thiên cả thậm chí còn chán ghét gần đây cảm giác của lâm ngọc an đối với hoàng thiên thực sự rất khó tả cô ấy đã không còn chán ghét hoàng thiên nữa thậm chí cô ấy đã quen với việc hàng ngày có hoàng thiên ở bên cạnh vậy thì chúng ta cùng ngủ một giường đi giường này rất rộng lâm ngọc an không nhìn vào hoàng thiên mà sau khi nhẹ nhàng nói xong cô lập tức bắt đầu sắp xếp lại chăn gối Sao cơ? Hoàng Thiên thật sự đang nghỉ ngờ có phải chính mình đã nghe nhầm không, Ngọc An thật sự muốn mình ngủ chung giường với cô sao? Ngọc An, thật, thật vậy hả? Hoàng Thiên rất xúc động, đã hơn 3 năm qua anh luôn muốn cùng với vợ của mình ngủ cùng một giường sao? Lâm Ngọc An lúc này đang quay lưng về phía Hoàng Thiên, trong lòng cô đau nhói khi nghe thấy giọng nói run rẩy đầy phấn khích của Hoàng Thiên hóa ra cô chỉ cần nói ra một câu nói như vậy lại có thể làm cho người đàn ông này xúc động đến mức này nếu không phải bởi vì yêu cô sao có thể như vậy chứ thế nào anh không thích hà lâm ngọc an không quay đầu lại mà hỏi thích chứ đương nhiên là thích hoàng thiên nhìn tấm lưng mảnh mai của lâm ngọc an cực kỳ kích động cùng lúc đó lâm huỳnh mai và đỗ hành đang đi tìm lâm ngọc an trên đường phố lâm ngọc an ra ngoài đuổi theo hoàng thiên Trương Lan Phượng không yên tâm nên để hai người họ chạy ra tìm Lâm Ngọc An trở về. Đỗ Hành lái chiếc Zeta cũ của mình cùng với Lâm Huỳnh Mai đuổi theo xe của Lâm Ngọc An, nhưng anh ta bị thương ở tay nên chỉ có thể lái xe bằng một tay, cuối cùng cũng không đuổi được Lâm Ngọc An. Tất cả đều tại chiếc xe nát của anh. Lâm Huỳnh Mai phàn nàn, cổ tay của anh không phải vẫn đang bị đau sao? Huỳnh Mai, chúng ta phải làm gì bây giờ? Đỗ Hành hỏi. Lâm Huỳnh Mai trong lòng rất sốt ruột, nếu không mang được chị gái về mẹ cô sẽ giáp huấn cô ấy mất trong cái nhà này trương lan phượng là người nắm quyền tuyệt đối em sẽ gọi cho chị gái rồi hỏi chị ấy đang ở đâu lâm huỳnh mai nói rồi lấy điện thoại di động ra vậy em gọi nhanh lên đỗ hành liếc nhìn thoáng qua lâm huỳnh mai tốc độ của xe vẫn rất nhanh nhưng vào lúc này dầm đỗ hành và lâm huỳnh mai đều chóng mặt và choáng váng hết rồi xong đời rồi tôi đâm phải một chiếc xe sang. Đỗ Hành run rẩy nói, anh ta đang đến chỗ quẹo xe thì tông thẳng vào một chiếc Mercedes-Benz đang đi trên đường. Cản trước của chiếc xe sang này bị nát bét, cản phần thân xe cũng bị méo. Chiếc xe này là do anh đâm vào, như này thì xong thật rồi. Lâm Huỳnh Mai sốt ruột không biết phải làm sao, xe bên kia ít nhất cũng phải mấy tỷ, bị va chạm nghiêm trọng như vậy, đúng là xảy ra chuyện lớn. Cô và Đỗ Hành vội vàng xuống xe, lúc này những người trên chiếc Mercedes-Benz G cũng đã xuống xe. Đây là một thanh niên trạc tuổi 20, mặc quần áo hàng hiệu, tóc cắt kiểu thịnh hành, khuôn mặt trắng nõn lộ ra khí chất bướng bỉnh. Thanh niên này xuống xe nhìn thoáng qua, không khỏi cau mày nhìn về phía đỗ hành cùng Lâm Huỳnh Mai. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt và dáng người của Lâm Huỳnh Mai, đôi mắt của chàng trai trẻ phóng ra một tia tham lam. Chật chật, thật sự không ngờ, ở thành phố Bắc Ninh nhỏ bé này lại có một cô gái xinh đẹp và dịu dàng như vậy. Thiếu niên âm thầm cảm thán, ánh mắt không cách nào rời khỏi thân thể Lâm Huỳnh Mai. Đỗ Hành đã nhận ra cậu chủ nhà giàu này có suy nghĩ không tốt đẹp với Lâm Huỳnh Mai nên nhanh chóng che Lâm Huỳnh Mai ở phía sau. Thêm hai thanh niên ăn mặc sang trọng bước xuống chiếc Mercedes-Benz. Trong đó có một gã béo cười nhạo, "Cậu chủ Vương, va chạm rất nghiêm trọng đấy, thằng nhóc này có thể đền bù được không?" Nói xong, tên mập nhìn qua Đỗ Hành khinh thường. Người thanh niên được gọi là cậu chủ Vương là Vương Đăng và chiếc Mercedes này là của anh ta. Chiếc xe bị biến dạng như vậy nhưng Vương Đăng không đau lòng một chút nào, dù sao gia đình cũng rất có tiền mà. Anh ta bây giờ quan tâm nhất là Lâm Huỳnh Mai. Ha ha, dù sao thì cũng không cần biết có bồi thường được không nhưng ít nhất cũng phải 100 triệu tiền bảo trì. Vương Đăng mỉm cười nhìn Đỗ Hành và Lâm Huỳnh Mai. Cái gì? Lâm Huỳnh Mai trợn tròn mắt hoảng sợ. Đỗ hành cả người run lên, anh ta còn chưa mua bảo hiểm thương mại, lần này gặp phải tai họa lớn như vậy, anh thật sự sợ rồi. Anh à, tôi không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Cậu nói cái gì? Vương đang lập tức xa sầm mặt, vỗ vỗ vào mặt đỗ hành, tôi nói thẳng, cậu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ tai nạn này, nếu không lấy ra được 100 triệu, có thể bạn của cậu vẫn có cách giải quyết, ha ha. Lúc này, Vương Đăng liếc mắt nhìn Lâm Huỳnh Mai. Ý nghĩa của nó không thể rõ ràng hơn, nếu không thể lấy ra được 100 triệu, Lâm Huỳnh Mai sẽ phải trả tiền. Hai người trẻ tuổi đi cùng Vương Đăng đều nở nụ cười bị ổi. Lâm Huỳnh Mai cũng hiểu ý của Vương Đăng, cô sợ đến mức vội vàng gọi điện cho chị gái là Lâm Ngọc An. Nhưng điện thoại của Lâm Ngọc An không liên lạc được, cô nhanh chóng bấm điện thoại di động của Hoàng Thiên. Anh rể, anh đang ở cùng chị gái em sao? Hai người mau tới đây hiện tại em đang gặp phiền toái lớn. Khi Lâm Huỳnh Mai gọi điện, giọng cô ấy rất run. Làm sao mà không run dậy đây? Người trong túi không có tiền thì không tự tin, 100 triệu tiền đền bù là một số tiền lớn, đem bán đỗ hành đi cũng không đủ trả tiền sửa xe của người ta. Hoàng Thiên đang nói chuyện với Lâm Ngọc An trong phòng ngủ, sau khi nhận được cuộc gọi này của Lâm Huỳnh Mai, Hoàng Thiên hơi nhíu mày. Cô em dâu này thật khéo chọn thời gian, mình chuẩn bị ngủ cùng giường với bà xã, Nói không chừng đêm nay có thể phát triển. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng Thiên hỏi. Anh rể, đỗ hành động phải xe của người ta, bên kia là xe sang, muốn chúng em bồi thường 100 triệu. Lâm Huỳnh Mai lo lắng nói. Ở đâu? Hỏi xong vị trí của Lâm Huỳnh Mai, Hoàng Thiên lập tức cúp điện thoại. Vì trong phòng ngủ rất hiên tĩnh, Lâm Ngọc An cũng đã nghe được Lâm Huỳnh Mai vừa nói gì, lúc này cô cũng rất lo lắng. Chúng ta mau tới xem đi. Lâm Ngọc An sốt ruột nói với Hoàng Thiên: Dù sao cũng là em dâu của mình, lại đang cầu xin mình, Hoàng Thiên làm sao có thể không quan tâm? Đi thôi. Hoàng Thiên cùng Lâm Ngọc An rời khỏi biệt thự. Lúc này, Lâm Huỳnh Mai và Đỗ Hành đã khiếp sợ trước đám Vương Đăng. Mấu chốt là ánh mắt của Vương quá đáng sợ, anh ta nhìn thẳng vào Lâm Huỳnh Mai, muốn ăn ăn tươi nuốt sống cô. Anh ơi, một trăm triệu có phải quá nhiều rồi không? Anh dùng nhiều tiền như vậy để đi sửa xe sao? Đỗ Hành Cay đang nhìn Vương Đăng. Vương Đăng không thèm nhìn Đỗ Hành, anh ta đang mê mẩn nhìn Lâm Huỳnh Mai. Nếu không có được người đẹp này, anh ta không cam lòng. Vương Đăng như vậy cũng không kỳ lạ. Lâm Huỳnh Mai quả thực rất xinh đẹp. Cậu nhóc đang nói cái gì vậy? Biết nó là loại xe gì không? Mercedes gì cậu nghĩ là cậu đang đi sửa chiếc Zeta bị hỏng của mình sao? người đàn ông béo ở bên cạnh vương đang bực mình và mắng mỏ đỗ hành đỗ hành sao dám cãi lại bị chửi đến mức mặt xám xịt lại cậu chủ vương không cần phải dây dưa với bọn họ nữa nhanh bảo thằng nhóc này đền tiền nếu không đưa thì để cô gái này đền anh cũng được ha 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 thằng nhóc còn lại bên cạnh vương đang cười châm chọc lâm ngọc an tức giận khi nghe được lời này nàng biết ba người này tính cách không tốt khi nói chuyện hãy chú ý đừng có cái gì cũng có thể nói được lâm huỳnh mai trừng mắt nhìn thằng nhóc vừa nói ô mẹ nó cô gái này rất nóng tính đấy nếu không nể mặt cậu chủ vương mẹ kiếp tao lập tức sẽ đánh chết mày đúng vậy cậu chủ vương đã để ý đến cô nếu không tao đã giết cả hai bọn mày rồi tên béo cũng lạnh lùng mắng vẻ mặt vương đang đáng khinh xua tay ra hiệu cho hai người đồng bọn đừng chửi nữa he he thế nào rồi người đẹp chỉ cần đêm nay đi cùng tôi thì các người sẽ không phải đền 100 triệu nữa, thế nào? Vương Đăng bước đến chỗ Lâm Huỳnh Mai và hỏi với vẻ chế nhạo. Lâm Huỳnh Mai sắp bùng phát, làm sao mà có thể gặp được loại người như vậy chứ? Anh câm mồm vào, nếu anh lại nói như vậy, tôi sẽ gọi cảnh sát. Lâm Huỳnh Mai giận dữ. Vương Đăng nghe vậy càng hưng phấn hơn, nuốt nước bọt ừng ực rồi nói, chật chật, Vương Đăng tôi loại phụ nữ nào cũng chơi qua rồi, nhưng tôi thích nhất là chính là loại con gái cứng rắn như cô, ngon quá. Sau khi nói xong, Vương Đăng liền nằm lấy Lâm Huỳnh Mai và muốn ôm cô ấy một cách táo tợn. Ôi, anh làm gì vậy? Lâm Huỳnh Mai tức giận và xấu hổ, liều mạng giấy ruộ. Đỗ hành làm sao có thể chịu được khi nhìn thấy bạn gái bị trêu ghẹo ngoài đường? Đang định lao tới thì tên mập mạp bên cạnh Vương Đăng lập tức ngăn lại, mẹ mày, nghĩ cách đền tiền đi, nếu còn dám lộn xộn thì tao giết chết mày. Đỗ Hành lập tức sợ hãi, đúng vậy, thằng nhóc thật sự đang sợ hãi. Lúc này, Vương đang ôm Lâm Huỳnh Mai, anh ta bị ổi cười định hôn lên khuôn mặt của Lâm Huỳnh Mai. Lâm Huỳnh Mai hét lên, vùng vẫy trong tuyệt vọng và cô ấy sắp bị hôn. Dừng lại. Đúng lúc này, một giọng nói trầm mạnh truyền đến. Vương đang giật mình, theo giọng nói nhìn lại, trên mặt anh ta đột nhiên lộ ra vẻ khinh thường. Bởi vì anh ta nhìn thấy người vừa nói đã ra khỏi xe BYD theo quan điểm của vương đăng lái một chiếc xe mấy trăm triệu thì có năng lực gì chứ vẫn muốn xem vào chuyện của người khác sao người đi xuống đúng là hoàng thiên không lâu sau lâm ngọc an cũng đi xuống theo sau hoàng thiên nhìn thấy em gái mình bị ức hiếp như vậy lâm ngọc an thực sự tức giận bốp lâm ngọc an nhanh chóng đến gần vương đăng và cho vương đăng một cái tát vào mặt a à, con mẹ nói vương đăng trợn mắt tức giận anh ta là cậu chủ vương đã bao giờ bị người đánh đâu chứ vốn đang cực kỳ tức giận nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của lâm ngọc an cơn tức giận của anh ta đã giảm đi hơn một nửa có vẻ như đến thành phố bắc ninh là đến đúng nơi rồi các cô gái ở đây càng gặp thì lại càng xinh đẹp sao vương đang lẩm bẩm trong lòng nhưng bị tát ba cái ở ngoài đường anh ta thực sự đang rất bị bẽ mặt đây buông lâm huỳnh mai ra vương đang giơ tay lên định tát vào mặt lâm ngọc an dù thế nào đi nữa thì cũng phải lấy lại mặt mũi, trả lại cái tát này. Không ngờ, trước khi cái tát của anh ta chạm vào mặt Lâm Ngọc An, cổ tay của anh ta đã bị một bàn tay to năm chặt. Bốp. Hoàng Thiên một tay nắm lấy cổ tay Vương Đăng, tay kia thì tát vào mặt anh ta. Mẹ kiếp. Vương Đăng liên tục bị tát, hoàn toàn phát điên rồi. Bốp bốp. Hoàng Thiên lại cho thêm hai cái tát, làm cho Vương Đăng định mở miệng chửi rủa, tất cả đều bị nghẹn lại cảnh cáo mày đừng có miệng phun cứt trước mặt tao hoàng thiên lạnh giọng nói vương đăng bị khí thế của hoàng thiên làm cho choáng váng không dám mắng nữa dám đánh cậu chủ vương mày muốn chết hả người đàn ông mập mạp quát hoàng thiên rồi cùng thằng nhóc kia lao tới vương đăng lúc này cũng đã phản ứng lại ba một trọi một đấy làm sao lại để thằng khốn này làm cho choáng váng được anh ta đang định đánh hoàng thiên nhưng không ngờ hoàng thiên lại đột nhiên ra tay bóp cổ anh ta đương nhiên hoàng thiên không thể ngồi chờ chết anh biết đỗ hành là một thằng nhát chết nhất định không thể trông chờ được bây giờ anh đang lấy ít đánh nhiều nếu không có chút tàn nhẫn thì chắc chắn sẽ chịu thiệt trong khi bóp cổ vương đăng hoàng thiên dùng tay kia đưa hai ngón tay ra và dí sát vào hai mắt của vương đăng đừng tới đây nếu không tao sẽ chọc mù mắt anh ta dai hoàng thiên gào to tên béo và thằng nhóc kia hoảng sợ không dám tiến lên một bước. Đánh nhau chính là như vậy, ai dám giết người sẽ chiếm thế thượng phong, không dám đánh thì chỉ có khổ mà thôi. Thằng nhóc, mày có biết đấy là ai không? Tên béo nhìn chầm chầm Hoàng Thiên hỏi. Ha ha, anh ta là ai? Hoàng Thiên cười lạnh. Cậu chủ vương, mày lập tức thả cậu chủ vương ra rồi quỳ xuống cầu xin anh ấy tha thứ, nếu không thì mày sẽ phải nhận hậu quẻ. Tên béo uy hiếp Hoàng Thiên đừng có mạo uy hiếp trước mặt tao, hai người bọn mày ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu. Hoàng thiên hét lên, đồng thời, ngón tay của anh ấy tăng lên một chút lực. Mau ngồi xổm xuống, hai bọn mày muốn hại chết tao à? Vương đằng hoảng sợ và hét lên. Tên béo cùng thằng nhóc kia cũng khiếp sợ, biết hôm nay mình gặp phải người tàn nhãn, bọn họ cúi đầu ngồi xổm xuống đất. Lâm Ngọc An ngây người, cô phát hiện người đàn ông của mình thật sự không vô dụng như cô nghĩ. Ô, Đỗ Hành, anh xem đi, lúc anh dễ tức giận cũng rất oai phong đấy. Lâm Ngọc An đi chậm đến đây, trốn sang một bên cùng Đỗ Hành, thì thảo nói. Đỗ Hành bĩu môi khinh thường nói, kinh, oai phong. Anh rể rác rưởi của em lại gây ra rắc rối rồi. Tôi thấy thân phận của cậu chủ vương này không nhỏ đâu, bị tên phế vật kia đánh như vậy, chắc chắn phải bồi thường cho người ta càng nhiều tiền. Anh nói cũng đúng. Lâm Huỳnh Mai khi nghe được điều đó cũng choáng váng, dù sao thì người nghèo cũng không đấu lại được người giàu lại nghèo như hoàng thiên thì làm sao mà so sánh được với những cậu chủ như này bọn họ ở một bên lẩm bẩm hoàng thiên cũng nghe thấy hoàng thiên lúc này không khỏi có chút buồn bực anh ra tay giúp bọn họ bọn họ còn nói những lời châm chọc như vậy quả thật là phí công người anh em có gì thì từ từ nói chuyện anh mà làm cho tôi mù mắt thì anh cũng đừng hòng sống được vương đăng khẩn trương cảnh cáo hoàng thiên Hoàng Thiên hừ lạnh nói, mày muốn từ từ nói chuyện. Đúng vậy, xe của tôi bị đâm, phải có một câu nói đúng không? Nói cho anh sợ chết khiếp, không có 100 triệu không sửa được. Vương Đăng có lại cảm giác hơn người, hét to. Lâm Ngọc An cũng rất lo lắng khi nghe được. Muốn sửa xe này cần phải tốn 100 triệu, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để bồi thường cho người ta. Ngay lúc Lâm Ngọc An đang lo lắng, cô nhìn thấy Hoàng Thiên đang võ võ mặt Vương Đăng, cười lạnh, có trăm triệu mà là rất nhiều sao. Xem mày kiêu ngạo chưa kìa. Ngay khi Hoàng Thiên nói ra điều này, Vương Đăng không khỏi cười thầm. Mấu chốt là cách ăn mặc của Hoàng Thiên quá bình thường, so với Vương Đăng và loại con nhà giàu thì quả thật là một trời một vực. Bên cạnh đó, còn đi xe đi nữa, liệu có người giàu nào lại đi xe này không? Đây không phải là một trò cười sao? Ha ha, 100 triệu đối với tôi thì không nhiều lắm, nhưng đối với một người nghèo như anh mà nói thì đã là một con số khổng lồ rồi đúng không? Vương đang nhìn Hoàng Thiên cười nói. Hoàng Thiên mặc kệ anh ta, muốn nói gì thì nói, coi như là không khí. Cậu chịu trách nhiệm hoàn toàn về tai nạn này. Hoàng Thiên nhìn Đỗ Hành lạnh lùng hỏi anh ta. Đỗ Hành đang cực kỳ lo lắng, anh ta làm sao lấy ra được 100 triệu tiền bồi thường? Lần trước thực sự hết tiền lại còn vay nặng lãi 30 năm triệu của chú Trịnh Hiểu Phong, suýt chút nữa mất mạng. Nhưng khi Hoàng Thiên đánh cho cậu chủ Vương Thành như thế này, trong lòng Đỗ Hành càng sợ hãi. Theo như suy nghĩ của anh ta, làm thế nào mà Hoàng Thiên, một thằng vô dụng, lại có thể chống lại loại nhà giàu như cậu chủ Vương chứ? Còn dám định chọc mù mắt Vương Đăng, chuyện này càng không xong rồi. Nghĩ đến đây, Đỗ Hành trong lòng oán hận Hoàng Thiên, thằng nhóc này cho rằng Hoàng Thiên đã hại mình, anh có thể câm miệng được rồi không có vấn đề gì quá lớn anh mau buông cậu chủ vương ran đỗ hành trông như một con chó điên nhỏ anh ta đi tới và chỉ vào mũi của hoàng thiên rồi mắng hoàng thiên sững sờ một lúc thật không ngờ là đỗ hành này chẳng lẽ không phân biệt được tốt xấu sao thật sự là làm việc tốt không được báo đáp đến giúp đỡ thằng nhóc đỗ hành này vậy mà thằng nhóc này lại có thể thái độ như vậy đỗ hành cậu điên rồi sao anh rể cậu đến để giúp cậu đấy lâm ngọc an không chịu được tức giận quát đỗ hành đỗ hành đã phớt lờ lâm ngọc an lúc này anh ta như một con chó chạy đến chỗ vương đăng cậu chủ vương à anh rể của tôi không hiểu chuyện anh ta xúc phạm anh anh chỉ nên tìm anh ta giải quyết không liên quan gì đến tôi đỗ hành cười nói với vương đăng nhìn thấy cảnh này lâm ngọc an và lâm huỳnh mai đều được mở rộng tâm mắt thật sự là có người bỏ qua người thân để giúp người ngoài sao Hoàng Thiên có lòng tốt đến giúp anh ta, vậy mà anh ta lại nói như thế với Hoàng Thiên, còn đi lấy lòng người ngoài sao? Đỗ Hành, sao anh lại như thế này, tôi thật không ngờ anh lại hèn hạ như vậy. Lâm Huỳnh Mai tức giận tái mặt, tuy rằng cô ấy xem thường Hoàng Thiên, nhưng cô ấy không giống như Đỗ Hành hèn hạ vô liêm sỉ như vậy. Huỳnh Mai, đừng có nói lung tung, cậu chủ Vương chính là người giàu có. Cô thật sự mong đợi Hoàng Thiên có thể giải quyết chuyện này sao? đỗ hành lấy lòng với vương đăng và gật đầu sau đó nói với lâm huỳnh mai không sao cả nếu hoàng thiên không thể giải quyết thì cô tự mình giải quyết đi lâm huỳnh mai hoàn toàn thất vọng với đỗ hành hoàng thiên nhìn đỗ hành anh thật sự không nói nên lời buông vương đăng ra hoàng thiên nói với anh ta việc của anh ta không liên quan gì đến tôi anh muốn làm gì thì làm hoàng thiên sau khi nói xong anh nói với lâm ngọc an chúng ta đi thôi lâm ngọc an lên xe cùng hoàng thiên mặc dù lâm ngọc an cũng đang rất giận đỗ hành nhưng em gái lâm huỳnh mai của cô vẫn còn ở đấy cô vẫn rất lo lắng huỳnh mai em mau lên xe lâm ngọc an gọi lâm huỳnh mai lâm huỳnh mai do dự một chút nhưng cô ấy vẫn lên xe huỳnh mai huỳnh mai em đừng bỏ đi đỗ hành lo lắng khi thấy điều này lập tức chạy đến cầu xin lâm huỳnh mai đừng rời đi anh ta không tin tưởng rằng hoàng thiên có thể giúp anh ta nhưng anh ta tin chắc rằng lâm ngọc an có thể giúp anh ta nếu lâm huỳnh mai rời đi lâm ngọc an chắc chắn sẽ không quan tâm đến việc này nữa lâm huỳnh mai trong lòng tức giận lúc này không quan tâm đến đỗ hành nữa hoàng thiên không nói chuyện vô nghĩa với đỗ hành nhấn ga lái xe chở lâm ngọc an và lâm huỳnh mai rời khỏi đây còn thằng nhóc đỗ hành kia thì thích làm gì thì làm nếu còn giúp anh ta thêm một lần nữa thì ra thể loại gì Nhìn thấy Hoàng Thiên bọn họ đều đi rồi, Đỗ Hành hoàn toàn luống cuống. Nhìn Vương Đăng ba người bọn họ, Đỗ Hành chân run lên, không biết phải làm sao. Vẻ mặt Vương Đăng âm trầm cùng nụ cười lạnh lùng, mang theo hai người đồng bọn đến chỗ Đỗ Hành. "Ha ha, anh rể mày thật là kiêu ngạo, dám bóc cổ tao, móc mắt tao." Vương Đăng lạnh lùng hỏi Đỗ Hành. Tên mập và cậu nhóc kia trông cũng dữ tợn, làm bộ như muốn dạy dỗ Đỗ Hành bất cứ lúc nào. Bịch bịch hai chân đỗ hành mềm như ra, anh ta trong vô vọng quỳ xuống trước mặt vương đăng. Cậu chủ vương, anh tha thứ cho tôi đi, đều là do tên khốn hoàng thiên kia gây ra, tôi không làm gì cả. Khuôn mặt đỗ hành nhăn nhó, lo lắng nhìn vương đăng. Vương đăng nhìn về phía đỗ hành, thấy thằng nhóc này thật đúng là không có chút nghĩa khí nào, trong lòng vương đăng đã nảy sinh ý niệm xấu. Ha ha, mẹ kiếp, mày cũng là đàn ông à. Vương Đăng vươn tay vỗ vỗ mặt Đỗ Hành, khinh thường cười nói. Đỗ hành không hề biết xấu hổ, sợ đám người vương đang đánh mình nên đã tự tát mình hai cái. Cậu chủ vương nói đúng, tôi không phải đàn ông, cầu xin anh tha cho tôi. Đừng nói nhảm nữa, tiền sửa xe của tôi ít nhất cũng phải là 100 triệu, cậu đền đi sắc mặt vương đang trầm xuống. Đây là việc mà đỗ hành sợ nhất, anh ta làm sao mà lấy ra 100 triệu được. Cậu chủ vương, tôi không có tiền đâu. Không có tiền. Vương Đăng đột nhiên nhướng mày, trong mắt lóe lên chút hung ác. Cậu chủ Vương, đừng nhiều lời với thằng nhóc này nữa, đem về thiến đi. Tên mập sắn tay áo hét lớn. Đỗ hành sợ tới mức tiểu trong quần, đổ mồ hôi lạnh, cậu chủ Vương, có chuyện gì thì từ từ nói, anh muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm theo, có được không? Vương Đăng đang chờ câu này, lúc này mới cười nói với Đỗ Hành, cậu giúp tôi làm một việc, 100 triệu kia cậu không cần phải đền nữa. Cậu chủ Vương nói đi, tôi phải làm việc gì? Đỗ Hành hai mắt sáng lên. Khi Vương đang nói ra yêu cầu của mình, Đỗ Hành lập tức ngẩn ra, nhất thời không lên tiếng. Như thế nào, không muốn làm. Vương đang hung hăng nhìn chằm chằm Đỗ Hành, nếu như ngươi không muốn làm, lập tức lấy 100 triệu ra đây, nếu không thì bố mày sẽ thiến cậu. Đỗ Hành sợ tới mức sợ đến mức quỳ xuống không nói gì. Vương đang lại cười vỗ vai Đỗ Hành, đừng lo lắng chỉ cần cậu làm được chuyện này, tôi không cần cậu đền tiền sửa xe nữa mà còn đưa thêm cho cậu 70 triệu, thế nào? Đỗ Hành khi nghe điều này, có chút suy nghĩ. Tên béo lúc này mỉm cười, đi tới thuyết phục, thằng nhóc, cậu chủ Vương không thể chơi xấu cô ấy, chơi đùa xong thì cô ấy vẫn là của cậu. Thông minh thì đừng vướng bận chuyện tiền bạc. Đỗ Hành suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Ha ha ha, chính xác, chính xác, thằng nhóc cậu coi như biết điều. Vương đang hưng phấn cười to, cực kỳ hài lòng. Hoàng Thiên lái xe đưa Lâm Ngọc An cùng Lâm Huỳnh Mai về đến cửa nhà. Trương Lan Phượng đang đi loanh quanh trước cửa nhà, trời đã khuya và chỉ còn lại một mình bà ta ở nhà, bà ta có chút không quen. Khi Hoàng Thiên lái xe về nhà, ánh mắt Trương Lan Phượng đã có một chút chán ghét. Tên khốn này, vẫn còn mặt mũi trở về. Bước nhanh tới trước xe, Trương Lan Phượng cũng không thèm nhìn Hoàng Thiên, nói: "Ngọc An, con làm mẹ lo lắng đến chết. Mau vào nhà cùng mẹ đi. Lâm ngọc an trong nháy mắt đã nhìn ra. Thái độ của mẹ cô rất rõ ràng, chỉ cho cô vào, còn về hoàng thiên thì thậm chí ngay cả cửa cũng đừng hòng được bước vào. nhìn hoàng thiên bên cạnh, lâm ngọc an thấy hoàng thiên lúc này cực kỳ bình tĩnh, giống như không có vấn đề gì. Anh gần đây thực sự đã thay đổi rất nhiều. trong lòng lâm ngọc an âm thầm kinh ngạc. huỳnh mai, con còn ngồi đấy làm gì. Mau xuống xe trương lan phượng trở nên mất kiên nhãn kêu lâm huỳnh mai xuống xe lâm huỳnh mai xuống xe nhưng lâm ngọc an bây giờ đang rất bối rối cô không muốn làm trái ý của trương lan phượng nhưng cô cũng muốn hòa giải mâu thuẫn giữa hoàng thiên và trương lan phượng hoàng thiên cùng xuống xe đi lâm ngọc an chọc hoàng thiên và ra hiệu cho anh xuống xe cùng mình hoàng thiên đã nghĩ là sẽ không trở lại cái nhà này bị trương lan phượng đuổi ra ngoài bây giờ lại trở về không đợi hoàng thiên nói cái gì trương lan phượng đã chống hai tay lên hông tức giận nói ngọc an con xuống xe là được rồi cậu ta không phải rất mạnh mẽ sao đi rồi thì vĩnh viễn đừng trở về nữa hư mẹ nếu hoàng thiên không về nhà thì con cũng không về lâm ngọc an nhỏ giọng nói cái gì trương lan phượng nghe vậy liền nổi giận ngọc an con có biết con đang nói gì không nhìn cậu ta xem con định sẽ ngủ ngoài đường với cậu ta sao Lúc này, Lâm Ngọc An chỉ cảm thấy những gì mẹ mình nói thật sự rất buồn cười. Nếu mẹ biết Hoàng Thiên sở hữu một biệt thự sang trọng như cung điện, mẹ sẽ cảm thấy thế nào? Mẹ, Hoàng Thiên không cho con ngủ ngoài đường, anh ấy sở hữu một căn nhà, còn. Xong rồi, mẹ thấy là con bị thằng phế vật này lừa rồi. Cậu ta có nhà, mẹ nghĩ cậu ta nhiều nhất thì có hai nhà vệ sinh mà thôi. Trương Lan Phượng giận dữ hét lên trước khi Lâm Ngọc An nói xong audio điện tử võ tấn bền. Bị Trương Lan Phượng làm loạn như vậy, Lâm Ngọc An thực sự càng lo lắng không nói nên lời. Bây giờ cô có thể cảm nhận được cảm giác của Hoàng Thiên, ở trước mặt Trương Lan Phượng, cô thật sự không hiểu mình phải nói sao mới rõ ràng. "Mẹ, đây là sự thật, nếu mẹ không tin, con sẽ lập tức dẫn mẹ đi xem." Lâm Ngọc An nhân lúc Trương Lan Phượng không nói thì nói nhanh. Trương Lan Phượng nghe xong càng tức giận hơn bà ta cảm thấy con gái mình thật sự bị Hoàng Thiên làm hỏng rồi, không còn nghe lời bà ta nữa. Dựa vào nó sao, Ngọc An, hôm nay mẹ sẽ nói luôn, nếu nó có thể có một ngôi nhà rộng 80 mét vuông, mẹ sẽ lập tức xin lỗi nó con mau chóng ly hôn với Hoàng Thiên càng sớm càng tốt, con không được phép ở lại với nó nữa. Trương Lan Phượng rất hung hăng hét vào mặt Lâm Ngọc An. Con sẽ không ly hôn với anh ấy. Lâm Ngọc An nói, tức chết tôi rồi trương lan phượng tức giận đến mức nhìn xung quanh sau đó xông vào một bức tường mẹ mẹ làm sao vậy mệt lâm huỳnh mai ở bên cạnh vội vàng kèo trương lan phượng khi thấy vậy trương lan phượng to béo hơn lâm huỳnh mai nhiều lâm huỳnh mai mảnh mai làm sao có thể giữ được bà ta nhưng trương lan phượng chỉ dọa lâm ngọc an bà ta sẽ không muốn đập đầu vào tường rất đau huỳnh mai đừng ôm mẹ nữa chị gái con sắp bị tên phế vật đó làm hư rồi mẹ không thiết sống nữa trương lan phượng làm ầm đòi tự tử, tử khả năng làm loạn của bà ta rất mạnh lâm ngọc an lo lắng đến mức đổ mồ hôi cô không biết mẹ cô thật sự có dám làm thế không nếu thật sự đập đầu vào tường hậu quả sẽ rất thảm khốc nhanh chóng bước ra khỏi xe lâm ngọc an chạy đến giúp lâm huỳnh mai và ôm trương lan phượng mẹ bình tĩnh đi bị hàng xóm nhìn thấy thì thành trò cười cho người ta đấy lâm ngọc an tiếp tục thuyết phục trương lan phượng thích cười thì cười mấy năm nay bị cười không ít rồi. Ngọc An, con quá độc ác. Mẹ nuôi con dễ dàng như vậy sao? Sao con lại nhân tâm bỏ mẹ một mình ở đây? Trương Lan Phượng càng nói càng hăng, trông rất đau khổ. Trái tim của Lâm Ngọc An đang tan nát, cô quá lo lắng không biết phải làm gì. Hoàng Thiên thấy vợ vội vàng, anh xa sầm mặt mũi bước xuống xe. Trương Lan Phượng, bà làm loạn đủ chưa sao? Hoàng Thiên đứng trước mặt Trương Lan Phượng lạnh lùng nói. Trương Lan Phượng sướng sờ, bà ta thật sự không ngờ rằng Hoàng Thiên lại dám nói chuyện với bà ta như thế này. Được, được rồi, cậu càng ngày càng giỏi, còn dám dạy rõ tôi. Trương Lan Phượng sắc mặt trầm xuống, trừng mắt mà nhìn chầm chầm Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không muốn cãi nhau với bà ta, vì vậy anh nhìn Lâm Ngọc An nói, Ngọc An, em về nhà trước đi. Lâm Ngọc An đã rất xúc động khi nghe điều này. Cô hiểu Hoàng Thiên không muốn cô xấu hổ, bây giờ, cô không thể ra khỏi nhà nữa cô thật sự rất sợ trương lan phượng xảy ra chuyện còn anh thì sao lâm ngọc an nhìn hoàng thiên anh sẽ trở về nhà của chúng ta trước hoàng thiên cười nhẹ ừm vậy hai ngày nữa em sẽ đi cùng anh lâm ngọc an nhẹ nhàng gật đầu cười nhẹ với hoàng thiên nhìn lâm ngọc an và hoàng thiên như thế này trương lan phượng thực sự lo lắng và tức giận nếu cứ thế này khi nào con gái bà ta có thể ly hôn với hoàng thiên nếu không ly hôn, làm sao có thể kết hôn với một gia đình giàu có? Cậu chủ Hoàng ở Hà Nội chắc chắn rất hứng thú với con gái của mình, nếu con gái chậm trễ trong việc ly hôn, chẳng phải chuyện đẹp đẽ này sẽ thất bại sao? Trương Lan Phượng càng nghĩ càng tức giận, lúc này bà ta không muốn để Hoàng Thiên đi, muốn Hoàng Thiên quay lại, cho đến khi Hoàng Thiên không chịu nổi những lời mắng mỏ, kêu anh đệ đơn ly hôn. "Này hay là cậu về nhà đi, tôi nói cho cậu biết, tất cả đều là nể mặt con gái tôi mà thôi." trương lan phượng lao về phía hoàng thiên và nói với giọng tức giận lúc thì muốn tôi đi lúc thì muốn tôi về thích gì được nấy bà coi hoàng thiên tôi là cái gì hoàng thiên lạnh lùng liếc nhìn trương lan phượng sau khi buông câu nói này liền lái xe rời đi cậu trương lan phượng tức giận đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên cảm thấy mình như thể bị đánh vào ngực thật quá không biết xấu hổ ngọc an huỳnh mai mấy đứa nghe rõ chưa nó lại còn ngoan cối trương lan phượng phàn nàn lâm ngọc an trong lòng rất vui nàng cảm thấy hoàng thiên làm đúng được rồi mẹ mấy ngày nữa anh ấy sẽ trở lại mẹ đừng nóng giận lâm ngọc an thuyết phục trương lan phượng tức giận đến mức liên tục kêu ca và đưa lâm ngọc an và lâm huỳnh mai vào nhà hoàng thiên lái xe trở về biệt thự hướng biển trời đã khuya anh nằm ở trên giường không biết đã ngủ say lúc nào sáng sớm hôm sau hoàng thiên dậy đúng giờ và lái xe ra khỏi biệt thự dù không còn sống ở nhà nhưng anh vẫn quen đưa đón Lâm Ngọc An đi làm, nếu không thì anh không thể yên tâm. Nhưng khi anh vừa lái xe ra ngoài, anh phát hiện một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Mặc dù người phụ nữ này tuổi có hơi lớn, nhưng bà ta giữ gìn nhan sắc rất tốt, nhìn bề ngoài chỉ như ngoài 30. Vóc sáng cũng được duy trì rất tốt, và giang phục thậm chí còn thời trang. Lúc này, người phụ nữ nhìn thoáng qua đã nhận ra Hoàng Thiên, nhanh chóng lấy điện thoại di động chụp ảnh ngay khi lâm ngọc an đi xuống lầu cô thấy hoàng thiên đã đợi sẵn ở dưới lầu đây là điều cô không ngờ tới lúc này cô không khỏi xúc động xa như vậy anh vẫn chạy về đón em lâm ngọc an nhìn hoàng thiên nhẹ giọng nói em không muốn anh đón sao hoàng thiên mỉm cười nói tất nhiên là em hy vọng nhưng em hy vọng anh có thể về nhà và sống lâm ngọc an mỉm cười và sau đó lên xe hoàng thiên lái xe đưa lâm ngọc an đến công ty vừa thấy cô vào hoàng thiên liền lái xe rời đi công viên nước và sơn trang cẩm tú bắt đầu xây dựng cùng lúc và không có gì để làm vào các ngày trong tuần vì vậy anh quyết định đến thăm công trường ăn sáng xong trương lan phượng đi ra ngoài sớm dự định tìm hàng xóm đánh vải ván bài bà ta đã hết giận đêm qua và chỉ sau một giấc ngủ bà ta đã bình tĩnh trở lại lan phượng lan phượng sau khi nhìn thấy trương lan phượng một cô gái ăn mặc thời trang vội vàng bước xuống xe và vây tay với Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng nhìn thấy đó là chị em tốt của mình của mình Vương Sở Kiều. Vương Sở Kiều, sao cô lại ở đây? Trương Lan Phượng tỏ vẻ khó hiểu, bà ta biết người chị em tốt Vương Sở Kiều này gần đây đã bắt được một ông chủ lớn ở Hải Phòng, tuy rằng ông chủ đã ngoài 60 nhưng ông ta rất yêu Vương Sở Kiều. Thậm chí còn mua một căn nhà hướng biển ở thành phố Bắc Ninh có giá hơn 60 tỷ để Vương Sở Kiều sống ở đó lan phượng cô có biết tôi sáng nay nhìn thấy ai không tôi nhìn thấy con rể của cô vương sở kiều kinh ngạc nhìn trương lan phượng lo lắng nói trương lan phượng rất kinh ngạc cười nói cô nhìn thấy nó thì có bất ngờ sao kích động như vậy khi vương sở kiều nhìn thấy những gì trương lan phượng nói bà ta bí ẩn kéo bà sang một bên và nói cô có biết tôi đã nhìn thấy hoàng thiên ở đâu không ở đâu ở khu biệt thự hướng biển Trương Lan Phượng đã rất ngạc nhiên vì điều này. Khu biệt thự đó là nơi những người giàu có hàng đầu sinh sống. Tại sao Hoàng Thiên có thể đến đó? Lan Phượng, để tôi nói cho cô biết, trong khu biệt thự của chúng tôi có một ngôi biệt thự phong cách Hoàng gia châu Âu, hiện tại trị giá ít nhất là 18.000 tỷ đến 21.000 tỷ. Vương Sở Kiều ghen tị nói. Ha ha, đắt như vậy sao? Trương Lan Phượng nghe vậy ngẩn ra, Vương Sở Kiều, cô nói với tôi chuyện này để làm gì? vương sở kiều khó hiểu dường như trương lan phượng không biết chuyện gì con rể bà ta đang sống trong biệt thự hoàng gia bà không biết sao con rể của cô sáng nay đã ra khỏi biệt thự đó lan phượng cô quá không thú vị con rể của cô đã phát tài làm sao cô có thể giữ bí mật với chị em tốt chúng tôi vương sở kiều than thở trương lan phượng ở đó nghe xong cũng không nói gì nhưng ngay sau đó bà ta bĩu môi và mỉm cười ha ha Cô đừng làm tôi mừng hụt, con rể của tôi vô dụng như thế nào chẳng lẽ cô không biết? Bảo nó làm ăn phát tài. Trương Lan Phượng cười chế giễu. Khi Vương Sở Kiều thấy Trương Lan Phượng vẫn không tin, bà ta lo lắng, lấy điện thoại ra, cho Trương Lan Phượng xem mấy tấm ảnh chụp hôm nay của Hoàng Thiên. Nhìn thoáng qua Trương Lan Phượng đã nhận ra nó, bức ảnh chụp một chiếc xe BYD màu đen, quả thực rất giống chiếc ở nhà. Có một số bức ảnh, bao gồm cả chiếc xe vừa lái ra khỏi cổng biệt thự và khoảnh khắc nó rời khỏi biệt thự. Và trong xe, một người đàn ông đang lái xe một cách mơ hồ, có vẻ như là Hoàng Thiên. Cô nhìn rõ chưa, có thật là Hoàng Thiên không? Trương Lan Phượng cũng mở to mắt hỏi Vương Sở Kiều. 80% đi, nếu cô không in, chúng ta sẽ lái xe đến trước cửa biệt thự, chặn ở cửa. Có lẽ con rể cô sẽ sớm trở lại. Vương Sở Kiều nói. Trương Lan Phượng cảm thấy trong lòng hơi nghi ngờ, nếu điều này là sự thật thì có thể Hoàng Thiên đã làm ăn phát đạt. Nếu Hoàng Thiên thực sự sở hữu một căn biệt thự trị giá mười mấy nghìn tỷ thì trời đất ơi! Trương Lan Phượng không dám nghĩ nữa, bà ta nóng lòng muốn biết đó có phải là sự thật hay không. Vương Sở Kiều, tôi hy vọng cô không nhìn lầm, ha ha hai. <laughs> Trương Lan Phượng cười rất sảng khoái, vẻ đắc ý hiện nên khuôn mặt trắng nõn của bà ta. Vương Sở Kiều chắc chắn mình không thể nhìn nhầm bà ta cũng hy vọng con rể của chị em tốt của bà ta thật sự là người giàu có như vậy, có thế thì bà ta mới bám víu được tầng lớp thượng lưu. Đừng lo lắng, tôi không nhìn lầm đâu, đi thôi. Vương Sở Kiều kéo Trương Lan Phượng lên xe, đi thẳng đến khu biệt thự hướng biển. Khi đến khu biệt thự này, Trương Lan Phượng không thể tin được mắt mình. Ở đây có rất nhiều biệt thự xa hoa, cứ như biệt lập với thế giới của người thường, người có thể sống ở một nơi như vậy thì tài sản ít nhất cũng hơn 300 tỷ trương lan phượng cảm thấy ghen tị trong lòng khi vương sở kiều đưa bà ta đến biệt thự kiểu hoàng gia bà ta càng không nói nên lời trời đất ơi tôi không thể tin được chẳng lẽ biệt thự này có giá hơn nghìn tỷ biệt thự này quá lớn quá xa hoa trương lan phượng nhìn từ xa đã bị sốc con rể của cô đã lái xe rời khỏi biệt thự này vương sở kiều nói bộp trương lan phượng mềm nhữ hai chân ngồi bệt xuống đất đứng dậy một cách xấu hổ Trương Lan Phượng kích động đến mức hai tay run rẩy, "Đi, để tôi hỏi ngay ông bảo vệ." Trương Lan Phượng chạy nhanh đến trước cửa biệt thự. Nhìn về phía hai ông bảo vệ, Trương Lan Phượng cười nói, "Hai ông anh, cho tôi hỏi một chút, chủ nhân của biệt thự có ở đây không?" Cả hai nhân viên bảo vệ đều được đào tạo rất chuyên nghiệp vì sự an toàn của chủ biệt thự. Thấy người lạ đến hỏi thăm, nét mặt của hai người đều hiện lên sự cảnh giác, "Không ở đây." Một người bảo vệ trả lời một cách lạnh lùng, vậy chủ nhân của ngôi biệt thự này tên là gì trương lan phượng hỏi chuyện nhân viên bảo vệ kia càng thêm sốt ruột nhìn về phía trương lan phượng nói xin bà đừng hỏi ngôi biệt thự này không có người ở mời hai người hãy lập tức rời khỏi nơi đây nhân viên bảo vệ lên tiếng đầu tiên đã làm động tác mời thực ra là để đuổi trương lan phượng và vương sở kiều đi trương lan phượng có muốn to tiếng cũng không dám với hai người bảo vệ đó trong khi đó chủ nhân của ngôi biệt thự trên cũng không phải là con rể của bà ta, làm sao bà ta dám tùy tiện chửi bậy. Vương Sở Kiều, cô không có cách gì để hỏi thăm chuyện này sao? Trương Lan Phượng vô cùng thất vọng hỏi Vương Sở Kiều. Tôi có cách, tôi biết giám đốc vật tư. Tôi sẽ đưa cô đến hỏi anh ta. Vương Sở Kiều vừa nói vừa kéo Trương Lan Phượng đi về phía bên trong khu biệt thự. Sau khi ra khỏi khu biệt thự, Trương Lan Phượng nhận được tin tức rất chính xác rằng chủ nhân của biệt thự Hoàng gia là một nữ doanh nhân giàu có và danh tính cụ thể không tiện tiết lộ. Chết tiệt, còn tưởng rằng tên khốn Hoàng Thiên này đúng là có triển vọng. Loạn cao cao cả một ngày đúng là được phụ nữ giàu có bao nuôi rồi. Trương Lan Phượng nghiến răng nghiến lợi, xác định Hoàng Thiên được bà chủ biệt thự bao nuôi. Vương Sở Kiều cũng đơ người, sau khi Trương Lan Phượng nói thế, Vương Sở Kiều cũng cảm thấy tình cảnh trên đúng là như vậy dù sao hoàng thiên cũng khá đẹp trai có tố chất ăn bám phụ nữ lan phượng à cứ coi như tôi chưa nói gì đi tôi đi ngay đây vương sở kiều thấy tình hình không ổn liền chuồn đi trương lan phượng tức giận đến xanh cả mặt bà ta trợn mắt giận giữ nhìn về phía ngôi biệt thự đó sau khi hoàng thiên đến công trường đang thi công của sơn trang cầm viên tình cờ gặp tô lạc yến một người bạn học cũ lúc này tô lạc yến xinh đẹp tự nhiên nụ cười rạng rỡ khiến ai nhìn thấy cũng thoải mái thấy hoàng thiên tô lạc yến chào anh một cách vui vẻ trên đầu của cô đang đội mũ bảo hiểm càng nhìn càng thấy cô có một sức hấp dẫn đặc biệt này bạn cũ cuối cùng cậu cũng đến gặp tôi rồi tô lạc yến cười vui vẻ nhìn thấy lớp trưởng vui vẻ như vậy hoàng thiên trong lòng cũng rất vui tình hình công việc của cậu vẫn ổn chứ hoàng thiên hỏi cô mọi chuyện diễn ra tốt đẹp lưu nguyệt hoa người phụ trách ở đây cũng rất tốt với tôi." Tô Lạc Yến trả lời. Hoàng Thiên nghe xong, anh khẽ mỉm cười, đương nhiên Lưu Nguyệt sẽ chăm sóc cho Tô Lạc Yến, bởi vì anh đã sớm dặn dò rồi. "Ồ, chẳng phải đây không phải là Hoàng Thiên sao?" Đúng lúc này, ông Tô từ xa chào hỏi rồi chạy tới. Ông vốn là một người rất trầm ổn, nhưng sau khi nhìn thấy Hoàng Thiên, sao ông có thể bình tĩnh được? Có thể nhận thầu một phần dự án biệt thự hoàng gia và công viên nước tất cả đều trông cậy vào Hoàng Thiên, lãi gần chục triệu, đủ để ông trả hết nợ. Bây giờ ông Tô coi Hoàng Thiên là đại ân nhân, sao có thể sơ suất được. "Chú Tô, Hoàng Thiên vui mừng gọi." "Ha ha, được rồi Hoàng Thiên." Ông Tô cười ha ha một tiếng, sau đó lại nhìn con gái mình, rồi lại nhìn Hoàng Thiên, hai đứa nhỏ cũng rất hợp nhau. "Cậu Hoàng Thiên, nghe nói cậu có quan hệ không tốt với mẹ vợ, vợ chồng cậu cũng sắp ly hôn. Còn có chuyện như vậy sao?" chú Tô nghiêm túc hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cao mày, chú Tô đã nghe chuyện này ở đâu? Vợ chồng cháu sẽ không ly hôn, chúng cháu đang sống rất tốt với nhau. Hoàng Thiên nói rõ ràng. Hi hi, đừng có dấu giếm trước mặt chú. Vậy chú có thể hỏi cháu, nếu ly hôn với vợ cháu, cháu có thể đến với con gái chú được không? Dù sao hai người cũng là bạn học, quen biết. Chú Tô cười sảng khoái. Nghe thấy lời đùa của cha, Khuôn mặt của Tô Lạc Yến e thẹn đỏ bừng. Cô nhìn ông Tô một cách trách móc khi ông gán ghép cô với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ho khan hai tiếng, thật sự không nói nên lời. Trong lòng anh chỉ có Lâm Ngọc An là người anh yêu, không thể dễ dàng đến bên người phụ nữ khác được. Nhưng Tô Lạc Yến thì khác, mặc dù hiện tại rất ngại ngùng nhưng cô khiến Hoàng Thiên có ấn tượng rất tốt. Nhìn trộm Hoàng Thiên, Tô Lạc Yến trong lòng có cảm giác khác lạ, đỏ mặt tim đập mạnh. Hoàng Thiên cảm thấy không thể ở chỗ này nữa, chào hỏi vài câu liền lái xe rời đi. Cùng lúc đó, Lâm Huỳnh Mai nhận được một cuộc gọi từ Đỗ Hành ở nhà. "Huỳnh Mai, em mau tới karaoke đường mật tìm anh, nhanh lên." Đỗ Hành nói một cách gấp gáp qua điện thoại. Lâm Huỳnh Mai cau mày khi nghe thấy giọng nói của Đỗ Hành. Biểu hiện ngày hôm qua của Đỗ Hành thực sự khiến cô thất vọng. Cho dù có coi thường Hoàng Thiên, nhưng anh ta vẫn tới giúp đỡ Đỗ Hành mà anh ta lại đối xử như vậy với Hoàng Thiên. Còn Đỗ Hành thì thật thấp hèn trước mặt Vương Đăng, như một con chó nghĩ đến đây, Lâm Huỳnh Mai tức giận nói, "Tìm tôi có chuyện gì?" "Huỳnh Mai, em mau đến đi, nếu không anh sẽ rất thảm." Đỗ Hành lo lắng nói. Nhưng Lâm Huỳnh Mai vẫn không nhịn được mà mềm lòng trước Đỗ Hành, bèn ra khỏi nhà đến gặp Đỗ Hành. Karaoke Đường Mật, trong một căn phòng sang trọng Cậu chủ vương đang ở Hải Phòng đang ngồi trên ghế sofa với hai người bạn, vừa uống rượu vừa hát. Trước mặt họ, Đỗ Hành lo lắng đứng đó không yên. Sau khi kết thúc bài hát, Vương đang chỉ vào Đỗ Hành và nói, một lát nữa đến lượt mày hát, nếu biểu hiện tốt thì sẽ thưởng cho mày. Nếu mày dám không nghe lời, hừ hừ, mày biết hậu quả rồi đấy. Tiên hiệp hay. Tôi hiểu rồi, cậu chủ Vương yên tâm đi. Đỗ Hành gật đầu cúi eo trả lời. Mười phút sau, Lâm Huỳnh Mai đến đây. Cô vẫn đang tự hỏi, tại sao Đỗ Hành lại muốn mời cô đến karaoke đường mật. Nhưng vừa bước vào, cô biết mọi chuyện không suôn sẻ, ngoài Đỗ Hành ra, trong phòng riêng này còn có Vương Đăng và những người khá. C. Đỗ Hành, anh đang làm cái quái gì vậy? Lâm Huỳnh Mai tức giận hỏi. Huỳnh Mai em đừng lo, cậu chủ Vương đã nói rồi, 900 triệu đó cũng không cần phải trả nữa, chỉ cần chúng ta cùng anh ấy đi uống rượu, hát hò kết bạn là được anh ta không quên âm thầm quan sát phản ứng của Lâm Huỳnh Mai. Lâm Huỳnh Mai tỏ vẻ nghi ngờ và hỏi Vương Đăng, "Thật không?" Vương Đăng rất vui, có thể thấy rằng Lâm Huỳnh Mai cực kỳ thiếu kinh nghiệm xã hội, một cô gái như vậy là tốt nhất để đùa giỡn. Vương Đăng cười to và đưa cho Lâm Huỳnh Mai một chai bia mà hắn ta đã chuẩn bị. Lâm Huỳnh Mai do dự, nhưng bởi vì đỗ hành có mặt, cô không nghĩ gì nhiều nữa và uống bia. Vương Đăng ở bên cạnh ép uống, không lâu sau lâm huỳnh mai đã hơi say đỗ hành biết lâm huỳnh mai đã bị hạ thuốc vẻ mặt không vui chua xót nói với vương đăng tôi đi ra ngoài trước anh cứ từ từ thưởng thức đứng ở đó mày không được phép rời đi cứ việc ở đây xem đi ha ha cậu chủ đây yêu thích chính là điều này vương đăng tham lam chỉ vào đôi chân thon dài trắng nõn của lâm huỳnh mai sau khi nói xong vương đăng đã bế lâm huỳnh mai đang bất tỉnh lên ghế sofa và để cô nằm trên đó Nhân tiện, chị gái của bạn gái của mày càng xinh đẹp, mày gọi một cú điện thoại, bảo cô ta một mình đến đây. Vương Đăng cười ra lệnh cho Đỗ Hành. Đỗ Hành giống như một con chó chết, sợ không dám thách thức Vương Đăng, vì vậy anh ta lấy điện thoại di động ra và gọi cho Lâm Ngọc An. Chị Ngọc An, chị đến karaoke đường mật đi, Huỳnh Mai uống nhiều quá, không chịu về với tôi. Lâm Ngọc An đang làm việc trong công ty, sau khi nhận được cuộc gọi của Đỗ Hành khiến cô không khỏi lo lắng cô biết tử lượng của em gái mình, chắc chắn là do uống nhiều rồi. Tôi hiểu rồi, cậu có thể chăm sóc em gái tôi trước, tôi sẽ qua ngay. Lâm Ngọc An nói trên điện thoại. Đỗ Hành nhìn thân thể trẻ trung đầy hấp dẫn của Lâm Huỳnh Mai hít sâu một hơi. Chị Ngọc An đừng lo, em sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, nhưng chị phải đến nhanh nhé. Tôi biết rồi, Lâm Ngọc An vội vàng cúp điện thoại. Anh Vương, chị gái của bạn gái tôi nói cô ấy sẽ đến ngay bây giờ, He he. Đỗ Hành nhìn Vương Đăng vẻ mặt xu nịch, chờ đợi Vương Đăng khen ngợi. Quả nhiên, Vương Đăng rất hài lòng. Từ khi nhìn thấy Lâm Ngọc An tối hôm qua, Vương Đăng trong lòng ngứa ngáy, cảm thấy Lâm Ngọc An đẹp hơn Lâm Huỳnh Mai rất nhiều. Điều quan trọng nhất là Lâm Ngọc An tương đối trưởng thành, đã kết hôn, những người phụ nữ như thế này có sự lão luyện trong chuyện chăn gối, là hương vị mà hắn ta thích nhất. Nếu mọi việc làm tốt, sau khi việc xong xuôi, Tao sẽ trả thêm cho mày 150 triệu, tổng cộng mày sẽ có 450 triệu." Vương Đăng vui vẻ nói với Đỗ Hành. Đỗ Hành nghe vậy bỗng nhiên mừng rỡ, anh ta thiếu tiền rất nhiều, đối với hơn 400 triệu là một con số trong mơ rồi. "Cảm ơn anh Vương, cảm ơn anh Vương." Đỗ Hành gật đầu cảm ơn, như một kẻ nô lệ. Tên mập bên cạnh Vương Đăng và một người tên đàn em khác đều ậm ừ, thật sự trên vẻ mặt bọn chúng toát lên vẻ coi thường Đỗ Hành. Đỗ Hành không quan tâm đến những điều này, dù sao thì cũng tốt. Anh ta có thể nhận được hơn 400, giờ này đối với anh ta chỉ cần có tiền là được, anh ta không quan tâm đến những người xung quanh nghĩ gì. Vương Đăng lúc này đang nhìn chằm chằm vào Lâm Huỳnh Mai vẻ thèm khát khi thấy Lâm Huỳnh Mai đang nằm trên ghế sofa và hắn ta đang nghĩ đến cuộc vui sắp bắt đầu rồi. Anh Vương, anh làm chuyện này không sợ gặp phiền phức sao? Gã mập nhắc nhở Vương Đăng nhưng hắn ta không hề tỏ vẻ sợ hãi mà còn lớn tiếng cười nói, "He he, đừng quên, cậu của tao đang làm chức cao ở Hải Phòng, có ông ấy ở đó, tao có gì phải sợ." Vương Đăng cười đắc thắng nói với tên mập. Nghe xong, tên mập lập tức cảm thấy tự tin, "Ha ha ha, suýt nữa thì em quên mất, vậy thì chơi thử đi." Trong đầu thằng mập đã giấy lên một suy nghĩ đen tối đợi Vương Đăng chơi xong một lúc thì sẽ cho hắn nếm thử. Vương Đăng không thể đợi thêm được nữa. Ở trước mặt bạn trai của Lâm Huỳnh Mai, nghĩ đến điều đó thật phấn khích. Thằng nhãi, mày sắp bị cắm sừng rồi, có cảm giác gì không? Vương Đăng đắc ý khoái chí cười với Đỗ Hành, đã bắt đầu ra tay với Lâm Huỳnh Mai. Đỗ Hành không khỏi cảm thấy buồn bực một hồi, nhưng nghĩ đến 450 triệu, anh ta lại cảm thấy rất đáng giá. Vương Đăng, anh cứ chơi vui vẻ, tôi sẽ chờ bên ngoài. Đỗ Hành lại cười tủm tỉm đi ra cửa. Không được đi. Mày không hiểu tao nói cái gì sao? Tao bắt mày phải đứng đây nhìn không được chớp mắt." Vương Đăng quát to. Đỗ Hành sợ hãi vội quay đầu lại nhìn, cảm thấy thật ghê tởm. "Cô bé, em thật là xinh đẹp." Vương Đăng vừa nói, tay hắn kéo thân thể Lâm Huỳnh Mai xuống. Lâm Huỳnh Mai bị lôi kéo, cô cảm thấy rất tỉnh táo. "Anh làm gì vậy?" Lâm Huỳnh Mai sợ hãi nhảy ra khỏi ghế sofa và nhìn Vương Đăng, hốt hoảng nói, "Anh làm trò gì đây?" mẹ kiếp tại sao loại thuốc này lại có tác dụng tệ như vậy vương đăng tức giận đến mức định lao vào lâm huỳnh mai đừng tới đây anh mà bước tới tôi sẽ gọi anh rể lâm huỳnh mai cảnh báo vương đăng nếu động đến người cô anh rể cô hoàng thiên sẽ đến tối hôm qua hoàng thiên đã bóp cổ vương đăng và đấm vào mắt vương đăng anh rể cô để lại ấn tượng rất sâu trong lòng lâm huỳnh mai cho nên hiện tại cô đã dùng hoàng thiên để hù dọa vương đăng hy vọng có thể khiến vương đăng rút lui không nhắc đến Hoàng Thiên thì không sao, nhưng Vương Đăng lại càng phát biên hơn khi Lâm Huỳnh Mai đã nhắc đến Hoàng Thiên. Tao lại sợ quá cơ, cô dám đưa cái thằng Hoàng Thiên dọa tôi sao? Tao đang tìm hắn ta để tính sổ đây. Vương Đăng vừa quát mắng vừa lao đến Lâm Huỳnh Mai, giơ tay rằng xé quần áo cô. Lâm Huỳnh Mai giờ vẫn còn chóng mặt, loạn trọng chống đỡ gã yêu dâu xanh. Nhưng cô vẫn rất tỉnh táo, biết rằng hôm nay đã bị đỗ hành chơi sỏ, nếu bây giờ cô không chạy thì hậu quả sẽ rất tai hại vì vậy lâm huỳnh mai bỏ chạy chạy tới cửa và mở cửa chạy ra hành lang cô muốn chạy hả vương đăng đuổi theo cô ra khỏi phòng và túm được tóc lâm huỳnh mai cô quay lại ngay vương đăng chửi bới kéo lâm huỳnh mai vào phòng riêng dừng lại anh đang làm gì vậy đúng lúc này lâm ngọc an chạy tới đã tình cờ nhìn thấy cảnh này và lo lắng hét lên mẹ kiếp Vương Đăng giật mình và trả lời ban đầu Vương Đăng hơi giật mình, nhưng ngay sau đó mắt hắn ta nhìn thẳng. Đang nghĩ về việc sẽ sớm gặp Lâm Ngọc An, mà cô đã đến rồi. Mấu chốt chính là Lâm Ngọc An này chính là vợ của Hoàng Thiên, mà tối hôm qua hắn ta đã bị Hoàng Thiên đánh. Vương Đăng càng nghĩ càng tức giận. Ha ha ha, đi thôi cô em, nếu muốn cứu em gái cô, chúng ta vào phòng riêng nói chuyện một chút đi. Vương Đăng cười đều cáng và vẫy tay với Lâm Ngọc An lâm ngọc an cắn chặt răng lại nghĩ rằng giờ không còn luật pháp hay sao lúc này cô nghĩ đến hoàng thiên dù sao cô cũng biết hoàng thiên có quan hệ tốt với lã việt cho dù cô không biết tại sao hoàng thiên lại có thể kết bạn với lã việt một người có thế lực như vậy ở thành phố bắc ninh dân anh chị không ai không sợ uy danh của lã việt cho nên lâm ngọc an cảm thấy chỉ có cách này mới có thể cứu được mình và em gái vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho hoàng thiên vương đăng liền đẩy lâm ngọc an vào phòng riêng sau đó nhanh chóng đến gần lâm ngọc an cô còn muốn gọi điện cho cảnh sát vương đang giật điện thoại của lâm ngọc an và đẩy cô ngã xuống đất anh đang dở trò gì lâm ngọc an tức quá giơ tay tát vương đăng cô dám đánh tôi nếu hôm nay không dạy cho cô một bài học thằng này sẽ không mang họ vương vương đăng hết sức tức giận hắn ta không hề trần trừ mà đột nhiên túm tóc lâm ngọc an và cho lâm ngọc an bốn cái tát vì quá mạnh tay Khuôn mặt của Lâm Ngọc An sưng tấy và khóe miệng chảy ra máu. Không đánh chết cô cũng là may mắn cho cô đấy. Mau vào phòng đi, nhớ hầu hạ tôi cho tốt." Vương Đăng kéo tóc Lâm Ngọc An và lôi vào phòng riêng. "Cứu tôi với." Lâm Ngọc An hét lên để được mọi người giúp đỡ, cô đã biết rằng nếu vào phòng thì không còn hy vọng gì nữa, nếu ai đó có thể giúp cô ấy ở hành lang thì vẫn còn hy vọng. Vương Đăng cũng có chút hơi lo ngại vì đang ngoài hành lang mà ồn ào quá, khó xử lý hắn ta nghĩ thế và hết sức lôi Lâm Ngọc An vào phòng riêng, trong nháy mắt đã xé rách quần áo của Lâm Ngọc An. Đúng lúc này, những người trong karaoke đường mật khi nghe tiếng kêu cứu của Lâm Ngọc An đã chạy ngay tới, tổng cộng có 5 người, một người trong số họ cạo chọc đầu, trông rất dữ tợn. Vương Đăng đảo mắt nhìn 5 người này, nhưng hắn ta vẫn không quan tâm. Vì theo hắn ta, cậu của hắn ta có thể xử tất cả những người này, nên hắn ta không cần lo lắng. Không liên quan gì đến các anh, tốt hơn không phận sự đừng có nhúng tay vào vương đăng nói một cách bất bình gã đầu chọc nhìn vương đăng một cách soi mói gã thấy trên người vương đăng không phải người thường quần áo hắn ta mặc đều rất có giá trị anh không phải là anh huy sao mau cứu tôi lâm ngọc an đang kinh hãi nhìn thoáng qua đã nhận ra gã đầu chọc chính là người yêu của trương ngọc huyền hoàng huy hoàng huy đã thấy rõ rằng người đẹp bị bắt nạt này thực sự là lâm ngọc an mẹ kiếp đây không phải là người phụ nữ của anh Hoàng Thiên hay sao? Hoàng Huy chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng một lúc, lần này có thể gặp rắc rối rồi. Hãy buông cô ấy ra. Hoàng Huy tức giận, đấm vào mặt Vương Đăng một cú đấm thật mạnh. Vương Đăng bị đánh đến xanh cả mắt, buông tha cho Lâm Ngọc An đang kêu gào. Gã mập và một gã khác thấy thế thì nhanh chóng lao ra khỏi phòng riêng. Thấy còn hung hăng, gã béo nhanh chóng ngăn Hoàng Huy lại này người anh em anh có biết anh ấy là ai không anh ta là ai hoàng huy sốt ruột nhìn người gã mập anh ta là vương đăng ở hải phòng hẳn là anh chưa nghe danh cậu của anh ta gã mập đứng khoanh cánh tay với vẻ mặt kiêu ngạo hoàng huy với vẻ mặt lo lắng hỏi cậu của hắn ta là ai là ông kha phù đừng nói với tôi là anh chưa nghe nói qua đột nhiên hoàng huy hoảng sợ như một quả bóng hết hơi vương đăng nhìn thấy tình hình đó hắn ta cười sảng khoái và chỉ vào mặt của hoàng huy và nói mày tránh ra hai chị em nó hôm nay phải hầu hả tao anh vương tôi có chuyện muốn nói hoàng huy lên tiếng anh ta không dám xúc phạm tới ông kha phù gã trước mặt là cháu trai của ông ta nhưng lâm ngọc an là vợ của hoàng thiên hoàng huy cũng không dám không cứu vì vậy cực kỳ khó khăn cút đi mẹ kiếp mày còn dám nói như vậy sao đợi đến khi tao vui vẻ cùng hai chị em nó xong sau đó mới hỏi tội của mày vương đang lao vào tát mạnh vào mặt anh hoàng huy và sau đó kéo lâm ngọc an vào phòng riêng anh huy mau gọi điện cho chồng tôi mau lên lâm ngọc an gần như đã khóc và hét lên với anh hoàng huy được rồi tôi sẽ gọi điện ngay anh huy nhanh chóng gật đầu và sau đó gọi điện cho hoàng thiên ngoan đi cưng cứ coi anh là chồng em đi vương đang nói trong khinh bỉ hắn ta gần như đã đạt được mục đích có được lâm ngọc an và lâm huỳnh mai sau khi kéo lâm ngọc an vào phòng riêng vương đang nói với đỗ hành mày đứng đó làm gì vậy mau đưa bạn gái ra đi vâng tôi hiểu rồi thưa cậu chủ vương hắn ta gật đầu đồng ý ngay tức khắc đỗ hành cậu cậu lâm ngọc an tái mặt vì tức giận cứng miệng không nói được lời nào anh hoàng huy lúc này không dám rời đi sau khi gọi điện cho hoàng thiên báo việc khẩn cấp anh ta cùng một người bạn lao vào phòng riêng mày vẫn còn ở đây sao còn dám chỉ hoãn chuyện tốt của tao vương đăng nhìn chằm chằm vào anh hoàng huy với đôi mắt bực tức vương đăng tôi sẽ không cho phép anh làm hại cô ấy hoàng huy rối rít nói với vương đăng cố gắng ngăn cản vương đăng trước khi hoàng thiên đến mẹ cha thằng này mày còn dám ngăn cản tao hả vương đăng rất tức giận cho anh hoàng huy thêm hai cú đấm hoàng huy lúc này cũng chịu thua anh ta biết Hoàng Thiên nhất định sẽ tới càng sớm càng tốt, cho nên anh ta chỉ có thể câu giờ. Để cứu được vợ và em gái vợ của Hoàng Thiên, đây là điều mà hiện tại anh nên làm. Hoàng Huy biết không thể kiểm soát được nhiều nhưng vẫn phải kéo dài tình thế chờ cho đến khi Hoàng Thiên đến. Được, được rồi, tao sẽ đợi tên Hoàng Thiên kia tới, để nó tận mắt chứng kiến vợ nó bị tao làm nhục như thế nào. Vương đang ngạo nghễ nói. Hai bên giờ phút này đang lâm vào căng thẳng và tình thế bế tắc và mỗi giây là một cực hình đối với Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai. Hơn 10 phút trôi qua, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa phòng riêng vang lên, sau đó có một người bước vào. Anh Hoàng Thiên, anh rể, Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai gần như hét lên cùng lúc, lúc này Lâm Huỳnh Mai đã khóc rất nhiều đến mức cô đã choáng váng. Lâm Ngọc An có cảm xúc lẫn lộn, nhìn thấy Hoàng Thiên vào lúc này, tất cả những uất ức mà cô phải chịu bỗng dưng trào lên, khiến cô cực kỳ đau lòng hoàng thiên đến đây càng nhanh càng tốt sau khi nhận được cuộc gọi từ hoàng huy hoàng thiên thực sự rất lo lắng anh đã lập tức đến đây với tốc độ nhanh nhất nhìn vợ yêu của mình bị đánh xương mặt đầu tóc bù xù hoàng thiên tức giận đến tim đập mạnh nghiến răng ken két ai đánh vợ tao hoàng thiên hét lên với giọng nói vô cùng giận dữ lâm ngọc an chỉ vào vương đăng mà khóc nhìn thấy lâm ngọc an như vậy cơn giận của hoàng thiên càng không thể kìm nén được anh biết vợ là một người phụ nữ mạnh mẽ, nếu không quá oan trái và đau buồn thì đã không bao giờ khóc trước mặt nhiều người như vậy. Một chai bia đập mạnh vào đầu vương đăng, bia bắn tung tóe khắp nơi, đầu hắn ta đầy máu. Ái! Vương đăng hét lên một tiếng và ngã xuống đất, hai tay ôm lấy đầu đầy máu. Mảnh vỏ bia sắc bén đã cắt rách nhiều vệt trên mặt của hắn ta. Hoàng thiên không dừng lại, tướm tóc vương đăng, nhấc vương đăng lên như một con chó chết. Hoàng Thiên tức giận tột cùng vớ thêm một chai bia khác đập tiếp vào đầu hắn ta, Vương Đăng hét lên đau đớn và bất tỉnh. Cơ thể của Vương Đăng rơi xuống nặng nề trên nền sàn nhà, giống như một người chết. Điều gì thế này? Mọi người có mặt đều bị số. C ngay cả Lâm Ngọc An cũng quên khóc vào lúc này. Nhìn chồng mình đang như hổ xuống núi, Lâm Ngọc An sửng sốt không nói được lời nào. Lâm Huỳnh Mai cũng mở to đôi mắt đẹp, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, Cô thật sự không thể tưởng tượng được, đây là người anh rể vô dụng sao? Vừa rồi trước mắt cô là người đàn ông quá nóng tính. Đỗ Hành sợ hãi rụt cổ lại giống như một con rùa. Thấy có chuyện không hay, anh ta liền lẻn ra khỏi phòng riêng. Hoàng Thiên lập tức quát Đỗ Hành dừng lại cậu ở lại đây cho tôi, không được ra khỏi phòng. Vâng, anh rể tốt, tôi sẽ không rời đi. Nhìn Hoàng Thiên hai mắt đỏ rực, Đỗ Hành sợ hãi lắm, anh ta làm sao lại dám khinh thường Hoàng Thiên? mấy người gã mập đưa ra một lúc cuối cùng cũng có phản ứng mẹ kiếp vương đăng thực sự bị đánh như thế này sao như thế này cũng được mày tên là hoàng thiên đúng không mày có biết mày vừa đánh ai không gã mập to gan dùng ngón tay chất vấn hoàng thiên hoàng thiên đang sẵn tức giận mà có tên mập kiêu ngạo như vậy anh liền cầm chai rượu đập vào mũi tên mập ái vang lên tiếng kêu đau đớn của gã mập hắn ta bị đập đến gấy sống mũi gã ôm mặt lùi lại. Hoàng thiên đá mạnh vào gã còn lại, đạp vào bụng khiến gã hét lên và ôm bụng quẩn quải. Trong vòng chưa đầy một phút, Hoàng thiên đã khống chế hiện trường và đánh gục tất cả những kẻ này. Hoàng thiên, cũng đủ rồi anh, bọn họ đến từ Hải Phòng, có vẻ rất khó chọc vào. Lâm Ngọc An nằm lấy cánh tay của Hoàng Thiên và thuyết phục. Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An, anh nhìn vợ xót xa, thực sự anh rất thương cô. Đối với Lâm Ngọc An, vợ anh có bị kiến đốt anh cũng đã xót rồi mà hôm nay lại bị đánh thế này sự quan tâm của chồng đã khiến lâm ngọc an rất cảm động em đưa huỳnh mai ra ghế ngồi đi tất cả đã có anh lo để anh giải quyết lâm ngọc an nghe được hoàng thiên nói một cách tự tin và mạnh mẽ như vậy cô ngoan ngoãn gật đầu dắt tay lâm huỳnh mai ngồi trên ghế sofa ôi đau quá vương đăng tỉnh dậy ôm đầu đứng dậy nhìn hoàng thiên trước mặt vương đăng thật sự tức đến nghiến răng nghiến lợi Hoàng Thiên, mày chết chắc rồi, cậu chủ vương là cháu của ông Kha Phù. Thấy vương đăng đã tỉnh, tên mập vừa la hét vừa ôm chặt lấy chiếc mũi gấy của mình. Hoàng Thiên trong lòng không khỏi bực tức nhìn chằm chằm vương đăng, thâm nghĩ thằng này là cháu ông Kha Phù, hẳn nào kiêu ngạo như vậy. Mày là cháu trai chết tiệt của ông ta sao, mày tưởng tao không dám đánh mày à? Hoàng Thiên nói, kéo tóc vương đăng, cúi đầu và đá vào mặt hắn ta. Tiếng hú thảm thiết không dứt, vang vọng khắp phòng khi cửa phòng vẫn mở tiếng la hét của vương đăng đã vang lên và ngay sau đó đã thu hút rất nhiều người đến xem ôi thật là bạo lực đỉnh đấy dám đánh người ở địa bàn của anh huy mẹ kiếp anh huy cũng ở đây người này là ai vậy dám đánh người ở đây trước mặt anh huy một nhóm người trên hành lang nói chuyện rôm rả tất cả đều vừa ngưỡng mộ vừa tò mò không biết hoàng thiên là ai nhìn thấy hoàng thiên đánh vương đăng một cách điên cuồng Hoàng Huy đã rất sợ hãi. Vấn đề là Vương Đăng, gã này không phải người thường, hắn ta là cháu trai của ông Kha Phù. Đây đâu phải là người có thể tùy tiện đánh, nếu làm không tốt, ngay cả Lã Việt cũng không thể che đậy cho anh ta được. Hoàng Huy đổ mồ hôi vì lo lắng, nhưng không dám ngăn cản Hoàng Thiên. Cú đá bạo lực này kéo dài hơn một phút, giọng nói của Vương Đăng trở nên khàn khàn. Hoàng Thiên, mày dám đánh tao như thế này hả, mày chết chắc rồi. Nhìn xem ai sẽ chết trước." Hoàng Thiên hét lên và đá mạnh hơn. Vương Đăng cuối cùng không giữ được cơ thể nữa, ngã vật xuống đất như một con chó chết. Hoàng Thiên dừng tay, sau đó nhìn Vương Đăng, trên mặt hắn ta đều là xanh tím, đầu sưng như quả dưa hấu lớn. "Alo, cậu, cháu bị đánh rất nặng, mau tới đây, nếu không cháu sẽ bị nó đánh chết, hu hu hu." Vương Đăng bấm gọi điện thoại cho ông Kha Phù, cậu của hắn ta, vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết xong rồi xong rồi hoàng huy hoảng hốt vương đăng gọi cho ông kha phù ông cậu của hắn ta rồi hoàng thiên gặp nạn rồi cũng khó trách hoàng huy sợ như thế bởi vì anh ta không biết mối quan hệ giữa hoàng thiên và ông kha phù anh ta chỉ biết rằng anh cả lã việt có mối quan hệ thân thiết với hoàng thiên sau khi kết thúc cuộc gọi vương đăng bật dậy khỏi mặt đất hung hăng nhìn chằm chằm hoàng thiên chờ đợi người cậu đến báo thù cho mình vương đăng tuy rằng vẻ mặt hung tợn nhưng hắn ta không dám nói lời nào. Ông Kha Phù còn chưa tới, lúc này mà mắng Hoàng Thiên thì đúng là thích chết. Vẻ mặt Hoàng Thiên hiện nên mệt mỏi, cùng Lâm Ngọc An ngồi ở trên ghế sofa liếc mắt nhìn anh Huy và nói, anh cùng với mấy người ra chặn cửa, đừng để bọn chúng chạy mất. Vâng, vâng, tôi hiểu rồi anh Hoàng. Anh Huy lại gật đầu lia lịa và dẫn theo bốn người anh em của mình, canh cửa, đề phòng Vương Đăng và những người khác bất ngờ trốn thoát vương đăng trong lòng cảm thấy lo lắng tự hỏi liệu mình có thể trốn thoát không hắn ta vẫn đang chờ và hy vọng ông cậu hắn đến cứu hẳn càng nhanh càng tốt tên mập ôm chặt cái mũi gáy của mình trong lòng hắn rất hận hoàng thiên đợi chú của cậu chủ hắn đến sẽ đập hoàng thiên thành từng mảnh ngoài hành lang lúc đó rất đông người đang hóng chuyện đều sửng sốt khi thấy anh huy đối với hoàng thiên như vậy anh huy là nhân vật như thế nào thân quen với ông lã việt một người nổi tiếng trong giới xã hội đen ngay cả anh Huy cũng tôn trọng anh Hoàng, anh Hoàng này là người như nào mà có cái uy vậy? Hoàng Thiên hỏi Lâm Huỳnh Mai về sự việc, mới phát hiện ra rằng chính Đỗ Hành đã lừa Lâm Huỳnh Mai ở đây. Đỗ Hành, lại đây. Hoàng Thiên hai vẫy tay chừng mắt nhìn Đỗ Hành rồi quát lên. Đỗ Hành sớm biết tình thế là không ổn, anh ta là nhân vật chính làm ra chuyện này. Nếu anh ta không lừa Lâm Ngọc An bằng cách gọi điện, Lâm Ngọc An đã không bị đánh như thế này. Đỗ hành run rẩy đi đến, quỳ dưới chân Hoàng Thiên khẩn khoản nói. Anh rể, em vốn dĩ không phải người như vậy nhưng lại bị đồng tiền mê hoặc. Thằng chó vương đăng kia hứa sẽ cho em 450 triệu để em. Bốp, đỗ hành chưa kịp nói xong, Hoàng Thiên đã đá anh ta ngã lăn ra. Em đáng chết, em không bằng con chó. Anh rể, xin anh tha lỗi cho em. Đỗ hành vừa nói van xin vừa tát vào mặt mình, vì sợ Hoàng Thiên sẽ không tha cho mình. Hoàng Thiên không thèm đánh tên này, chỉ vào mặt hắn và nói, tôi không cho cậu dừng tay, cậu cứ tự vả vào mặt đi, hiểu không? Em hiểu, em hiểu. Đỗ Hành vừa khóc vừa tự tát vào mặt mình, anh ta quỳ xuống cảm thấy nhục nhã với chính mình. Lúc này trong phòng, Đỗ Hành đang tự tát vào mặt mình, tiếng tát vang lên bông bốp bên ngoài hành lang bỗng nhiên hỗn loạn. Đám đông người xem nhanh chóng bước sang một bên, và nhìn thấy một người đàn ông mập mạp chạc 40-50 tuổi, cùng một người phụ nữ gợi cảm, vội vã bước vào phòng. Phía sau hai người đó còn có một số vệ sĩ, tất cả đều trông rất dữ tợn và đầy sát khí. Là ông Kha Phù, cậu của Vương Đăng. Người phụ nữ bên cạnh ông ta là Lăng Thanh Trúc, cô họ của Trịnh Hiếu Phong. Mấy ngày nay ông Kha Phù không về Hải Phòng, cả ngày đưa Lăng Thanh Trúc đi du lịch vùng núi rừng, rảnh rỗi thì cùng Lã Việt ra ngoài uống rượu. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Vương Đăng, ông Kha Phù đã rất tức giận từ xưa toàn thành phố này chưa có ai dám không nể mặt ông ta ngay cả cháu trai của ông ta cũng dám đánh thằng đó là ai có liều quá không ông ta rất bực tức suy nghĩ ông kha phù đã dẫn mọi người đến karaoke đường mật với tốc độ nhanh nhất có thể nhìn thấy cậu của hắn ta đang đến phương đang như thể nhìn thấy vị cứu tỉnh nức nở chạy đến bên ông kha phù cậu ơi cháu bị đánh đau như thế này cháu không sống được bao lâu nữa đâu vương đang ôm đùi ông kha phù vừa khóc vừa than thở ông kha phù suýt chút nữa không nhận ra vương đăng vì lúc này mặt của vương đăng sưng lên như đầu heo trông không giống nữa may mắn thay giọng nói của hắn ta có thể nghe thấy được và ông kha phù còn nhận ra hắn vương đăng ai đánh cháu thế này cháu đừng khóc cậu sẽ đòi lại công bằng cho cháu ông kha phù ân cần an ủi vương đăng khi nghe ông ta nói thế anh Huy càng trở nên hoảng hơn có vẻ như ông Kha Phù khá thương cháu trai của mình, lần này Hoàng Thiên thảm rồi. Ngay cả giờ này ông Kha Phù mà giết Hoàng Thiên trong phòng này, anh Huy cũng không dám ngăn ông ta lại, bởi vì anh ta không đủ can đảm. Ông Kha Phù, cầu xin ông đừng làm gì, ông nên tích đức chút đi, anh Huy nói thầm trong lòng. Ông chủ, là gã này đã đánh cậu chủ ải. Gã đàn ông béo đến trước mặt ông Kha Phù và chỉ vào Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An nhìn ông Kha Phù, mặc dù không biết người này, nhưng từ biểu hiện của Hoàng Huy, cô biết rằng ông Kha Phù Hẳn là một người có địa vị lớn. Nếu không, anh Huy sẽ không sợ hãi như chuột gặp mèo như vậy. Nghĩ đến điều này, trái tim của Lâm Ngọc An như ngừng đập, mồ hôi cô ướt đấm, rất lo lắng cho Hoàng Thiên. Nhưng khi nhìn vẻ mặt của Hoàng Thiên, cô thấy Hoàng Thiên rất bình tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra. Ông Kha Phù theo hướng ngón tay của gã béo, lúc này nhìn thấy Hoàng Thiên chân của ông Kha Phù mềm đi và ông ta suýt ngã. Ông đã gặp rất nhiều sóng gió trong cuộc đời của mình, còn cảnh tượng nào mà ông Kha Phù chưa được nhìn thấy? Nhưng điều khiến ông lo lắng đến vậy, trên đời này có lẽ chỉ có trong ngày hôm nay đó là đối diện với Hoàng Thiên. Anh chấm ANS Hoàng. Ông Kha Phù mặt mũi tái xanh, định gọi cậu chủ Hoàng, nhưng nghĩ sợ lộ nên gọi anh Hoàng. Tất cả những người có mặt đều bị sốc và hóa đá ngay lập tức. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Hoàng Thiên, người có thể khiến ông Kha Phù gọi mình như vậy, rốt cuộc có thân phận gì chứ? Mặt khác, Hoàng Thiên, mặc quần áo bình thường, anh còn trẻ, trông không giống một người có địa vị. Anh Huy và một vài người của anh ta há hốc mồm vì sốc, không ngờ rằng mọi chuyện lại đảo ngược như vậy. Anh Hoàng Thiên này là ai vậy? Ngay cả ông Kha Phù cũng phải khúm núm trước mặt. Anh Huy xúc động trong lòng, vì từ trước anh ta vẫn ngưỡng mộ hoàng thiên và không muốn điều tồi tệ xảy ra với gia đình của hoàng thiên cậu cậu không sao chứ vương đăng cũng ngẩn ra ngơ ngác nhìn ông kha phù hỏi ông kha phù thậm chí không quan tâm đến vương đăng ông ta cúi đầu về phía hoàng thiên nói một cách nhã nhặn anh hoàng vương đăng làm anh tức giận sao ông kha phù ngập ngừng hỏi hoàng thiên đam mỹ hát văn hoàng thiên lúc này vẫn còn tức giận nhìn về phía ông kha phù lạnh lùng nói được rồi ông đã có một đứa cháu rất ngoan nhìn vẻ mặt lạnh như băng của hoàng thiên tim ông kha phù đập mạnh lo lắng xem ra hôm nay xảy ra chuyện lớn rồi anh hoàng thiên hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra vậy ông kha phù cố cười hỏi vợ và em gái của vợ tôi đã bị đánh bởi cháu trai của ông cái gì khuôn mặt của ông ta xám lại vì sợ hãi điều này quá khủng khiếp vợ và em vợ của anh hoàng đã bị chính đứa cháu của ông ta đánh Ông ta nhìn vào khuôn mặt của Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai, trên mặt của họ sưng lên và có những vết tát. Ông rất tức giận nhìn thẳng vào mặt Vương Đăng, bây giờ chỉ muốn đánh chết thằng cháu này. Cậu ơi, cậu nghe thằng nghèo này làm nhảm làm gì, mau dậy dỗ nó đi. Vương Đăng gần như chán nản, rất không hiểu thái độ của ông Kha Phù. Đồ ngu, về phía Lăng Thanh Trúc cũng không nhịn được nữa, trong lòng cười thầm và nói nhỏ rằng Vương Đăng quá ngốc, không hiểu người đó ghê gớm đến mức nào sao. Vương Đăng bị những lời nói của Lăng Thanh Trúc làm cho choáng váng, bối rối nói, ý bà là gì? Ông Kha Phù tức giận cởi đôi giày da đang đi của mình ra, dáng vài đòn vào khuôn mặt vốn đã sưng vù của Vương Đăng khiến hắn ta hét lên đau đớn. Cậu, sao lại đánh cháu? Mẹ kiếp, mày khiến cho cậu mày gặp rắc rồi đây. Ông Kha Phù hết sức tức giận đến mức hét lên, và ông ta nằm chặt chiếc áo khoác đang cầm trên tay cậu, hắn ta là ai? Vương Đăng vừa khóc vừa chỉ vào Hoàng Thiên đang ngồi vững vàng trên ghế sofa. Anh Hoàng Thiên đây là ân nhân của của cậu mày, mau quỳ xuống xin lỗi anh Hoàng ngay đi cho tao. Ông Kha Phù run lên vì tức giận quát măng thằng cháu trai. Bởi vì ông ta biết rằng vợ của Hoàng Thiên đã bị đánh, nếu không xử lý thì số phận của của ông ta coi như xong, xuất thân của Hoàng Thiên không bình thường. Cuối cùng Vương Đăng cũng nhận ra mình đã gây ra bao nhiêu rắc rối, ngây người nhìn hoàng thiên mấy giây hắn ta hiểu rõ thân phận hoàng thiên là vô cùng danh giá ngay cả cậu của hắn ông kha phù cũng sợ hãi như vậy không biết tên hoàng thiên này khủng khiếp đến mức nào hoàng thiên xin anh hãy tha lỗi cho tôi vương đăng quỳ xuống bỏ đến bên chân hoàng thiên không ngừng quỳ lạy nhìn vương đăng quỳ lạy luôn mồm mồ hôi ướt đẫm quần áo hoàng thiên lúc này vẻ mặt lạnh lùng không nói lời nào nhìn thấy hoàng thiên không nói lời nào trái tim vương đang càng trở nên lạnh lẽo nỗi sợ hãi sâu thẳm khiến hắn ta cảm thấy ngột ngạt và tuyệt vọng anh hoàng tôi đã sai hãy tha tội cho tôi vương đang lẩm bẩm xin tha tội anh hoàng xin anh hãy tha tội cho nó một lần anh muốn bắt nó làm cái gì xin anh cứ nói ông kha phù thở dài thườn thượt và khẩn khoản xin hoàng thiên tha tội cho cháu trai hoàng thiên nhìn ông kha phù lạnh lùng nói ông kha phù hôm nay tôi nể mặt ông nên không tính toán việc này Ông Kha Phù nghe thấy Hoàng Thiên nói vậy, trong lòng ông ta vui mừng khôn xiết. Vương Đăng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhóm, dù sao cũng là cậu của mình có chút thể diện. Hắn ta đang vui mừng thì bỗng nghe thấy Hoàng Thiên nói với giọng lạnh lẽo, chỉ cần chặt đứt hai ngón tay của hắn ta, chuyện này tôi sẽ bỏ qua. Câu nói này, đối với Vương Đăng mà nói, không nghĩ ngờ gì là bản. Vương Đăng sợ hãi đến mức nhũn chân khi nghe Hoàng Thiên nói vậy, hắn ta ngã quy xuống đất. Vốn dĩ hắn ta đưa hai người bạn đến thành phố Bắc Ninh chơi, nhưng chỉ sau khi gặp Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai, hắn ta mới có cảm giác rung động. Nhưng hắn ta cũng không nằm mơ mình sẽ gây ra thảm họa như vậy, và hắn ta không gánh nổi hậu quả. "Không, không, anh Hoàng, anh Hoàng, anh không thể làm chuyện này." Vương đang yếu ớt ngồi phịch xuống đất, mồ hôi lạnh đổ ra như thác. Hoàng Thiên còn không thèm nhìn tên cặn bã này vợ bị đánh, nếu không cho tên cặn bã này một bài học không bao giờ quên, Hoàng Thiên cũng tự thấy xấu hổ với bản thân. Anh Hoàng, có thể nể mặt tôi, tha cho cậu ta lần này được không? Ông Kha Phù lau mồ hôi lạnh, cầu xin Hoàng Thiên. Dù sao Vương Đăng cũng là cháu trai của ông ta, nếu như bị gấy hai ngón tay, không chỉ mất hết thể diện, sau khi trở về nhà cũng không giải thích được với mẹ Vương Đăng. Ông Kha Phù, lần này tôi không thể nể mặt ông, ông làm hay tôi làm. Giọng nói lạnh như băng của Hoàng Thiên truyền đến, trong lòng ông Kha Phù cũng lạnh đi. Xem ra không có khả năng ngược lại, trong lòng ông Kha Phù chửi rủa Vương Đăng, đồ ngu rốt này đúng là tự tìm chết. "Để tôi tới, anh Hoàng." Ông Kha Phù thì thầm với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên phất lờ ông Kha Phù, sau đó nhìn anh Huy và nói với anh ta, "Đưa vợ và dì tôi đến một phòng riêng." "Vâng, anh Hoàng." Anh Huy nhanh chóng đồng ý và làm động tác mời với Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai lâm ngọc an không muốn rời khỏi hoàng thiên trong chốc lát bởi vì trong lòng cô vân còn rất lo lắng hiện tại chỉ cần ở bên cạnh hoàng thiên là cô cảm thấy an toàn nhất nhìn vẻ mặt kinh hãi của lâm ngọc an hoàng thiên khẽ mỉm cười với cô đi tới phòng trước sau khi xong việc anh sẽ đưa em về sao ai vâng lâm ngọc an đồng ý cùng lâm huỳnh mai đi với anh huy hoàng thiên bảo bọn họ đi ra ngoài chỉ là không muốn bọn họ nhìn thấy máu nhìn ông kha phù lạnh lùng Hoàng Thiên không nói lời nào. Ông Kha Phù hiểu ý của Hoàng Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói với người đàn ông kế bên, chặt hai ngón tay của Vương Đăng. "Kha Phù, tay trái hay tay phải?" Một tia sáng dữ dội lóe lên trong đầu quả dứa, hỏi ông Kha Phù. Chỉ cần ông Kha Phù nói một lời, đầu quả dứa sẽ lập tức chặt đứt ngón tay của Vương Đăng. Đã đi theo ông Kha Phù, có ai là không độc ác? Ông Kha Phù nhìn Hoàng Thiên, không biết rốt cuộc Hoàng Thiên muốn tay nào tay phải hoàng thiên nói chặt tay phải ông kha phù hét lên với đầu quả dứa vâng đầu quả dứa lấy ra một con dao sắc bén đi tới giãm lên lưng vương đăng rồi ấn vào tay phải vương đăng á à, tha cho tôi anh hoàng xin hãy tha cho tôi tôi sẽ không bao giờ dám nữa vương đăng sợ tới mức hét lên hắn ta chưa từng thấy tình cảnh này bao giờ sợ hãi đến mức tiểu ra quần khi đầu quả dứa chặt con dao xuống vương đang hét lên một tiếng kinh hoàng và ngất đi trong đau đớn cảnh tượng này khiến hai người bạn đồng hành của vương đang sợ hãi vô cùng tên béo bị gấy mũi vì sợ hãi mà giờ không còn thấy đau nữa bịch bịch tên béo và người bạn đồng hành khác của vương đang gần như cùng lúc quỳ xuống dưới chân hoàng thiên và không ngừng cầu xin tha thứ hoàng thiên rất tức giận hai tên đồng bọn này không thể nhẹ tay bẻ chân chúng ra hoàng thiên đứng dậy đi ra khỏi phòng không quay đầu lại nói một lời. Ông Kha Phù nhanh chóng đồng ý và ra lệnh cho người của mình làm theo chỉ dẫn của Hoàng Thiên. Tiếng la hét liên tục trong phòng riêng, và đỗ hành, người bị tát vào mặt, ngất đi vì sợ hãi. Sau khi Hoàng Thiên rời khỏi phòng, anh tìm Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai và đưa họ rời khỏi karaoke đường mật. Trong lúc đó, Lâm Ngọc An không nói lời nào, cô vẫn còn bị sốc. Lâm Huỳnh Mai lại càng sợ hãi, lúc này nhìn Hoàng Thiên, cảm thấy chính mình còn không biết người anh rể này nữa hoàng thiên lái xe về nhà ngôi nhà đã ở hơn ba năm này không còn là nhà của anh anh chỉ đưa lâm ngọc an và lâm huỳnh mai trở về trên đường lâm huỳnh mai ngồi ở ghế sau nhìn hoàng thiên thật lâu sau mới nói anh rể cảm ơn hoàng thiên nở nụ cười huỳnh mai từ trong miệng em nói ra lời này cũng không dễ dàng lâm huỳnh mai sắc mặt ửng hồng nghĩ đến cô trước kia hung dữ đối với hoàng thiên như vậy luôn luôn khinh thường anh, trên mặt cô bỗng nóng bừng. Hương, anh cho rằng cứu tôi thì sẽ có được cảm tình của tôi sao? Lâm Huỳnh Mai khít mũi, bệnh công chúa lại tái phát. Hoàng Thiên không chấp cô, vì vậy anh tập trung lái xe. Em gái, em đừng đối xử với anh rể như vậy nữa. Nếu hôm nay anh rể không tới cứu chúng ta, em có biết hậu quả không? Lâm Ngọc An nói. Lâm Huỳnh Mai không có lời nào, cô cũng biết chị gái mình nói đúng bây giờ em có thể nhìn rõ con người đỗ hành rồi không được tiếp xúc với anh ta nữa lâm ngọc an tức giận cảnh cáo lâm huỳnh mai em biết rồi chị thật không ngờ đỗ hành lại là người như vậy thật không biết xấu hổi lâm huỳnh mai nói chẳng mấy chốc hoàng thiên đã lái xe trở lại cửa trước khi lâm ngọc an và những người khác xuống xe trương lan phượng đã trở lại từ bên ngoài nhìn thấy hoàng thiên lái xe về nhà trương lan phượng tròn mắt trương lan phượng nhanh chóng chạy đến trương lan phượng mở cửa xe ngay lập tức rồi túm lấy quần áo của hoàng thiên vì sợ rằng hoàng thiên sẽ bỏ chạy hoàng thiên thấy thế thì rất ngạc nhiên tại sao trương lan phượng này lại hung hăng như vậy cậu còn dám trở lại hừ trương lan phượng nằm lấy quần áo của hoàng thiên hừ lạnh hoàng thiên nhìn trương lan phượng và không để ý đến bà ta thấy hoàng thiên không nói trương lan phượng càng thêm tức giận hừ lạnh một tiếng tại sao làm chuyện xấu nên không dám nói đúng không tôi đã làm gì sai hoàng thiên liếc trương lan phượng cậu có chết cũng không thừa nhận đúng không xuống xeo trương lan phượng nói bà ta kéo hoàng thiên ra khỏi xe hoàng thiên không có đường đi nên tôi xuống xe mẹ mẹ làm sao vậy đừng ồn ào bên ngoài sẽ khiến người ta cười lâm ngọc an nhanh chóng ra khỏi xe và đến giải thích đúng vậy mẹ vào nhà rồi nói chuyện Lâm Huỳnh Mai cũng thuyết phục, Trương Lan Phượng không quan tâm lắm. Bà ta hét lên, cứ để người ta cười đi. Từ khi nó vào cửa nhà chúng ta, chẳng phải chúng ta đã luôn bị cười nhạo rồi sao? Nếu nó đã dám làm những chuyện không biết xấu hổ như vậy, bà đây còn việc gì phải ngại nữa? Lâm Ngọc An lo lắng đến mức dậm chân, giọng nói Trương Lan Phượng thanh rất lớn, khu vực lân cận đều nghe thấy, không ít người đã nằm ở bên cửa sổ hóng chuyện. Hoàng Thiên cao mày, anh có thể nghe ra lời này của Trương Lan Phượng không bình thường. Anh đã làm điều vô liêm sỉ gì? Trương Lan Phượng nói thế có ý gì? Hoàng Thiên khó hiểu và bất đắc dĩ, Trương Lan Phượng nắm lấy quần áo của anh khiến anh không thể rời đi, anh chỉ muốn tát Trương Lan Phượng hai cái. Trương Lan Phượng, người lại muốn dội nước bẩn lên người ta sao? Hoàng Thiên nhìn Trương Lan Phượng lạnh lùng, không khách sáo với bà ta chút nào. Trương Lan Phượng trong lòng tức giận, Nhìn thấy Hoàng Thiên còn dám gọi thẳng tên của bà ta, còn không có gọi mẹ, bà ta càng thêm tức giận. Được được được, cứ cho là cậu đang giả vờ là không có chuyện gì đi. Cậu theo tôi về nhà, bà đây phải thẩm vấn cậu đến nơi đến chốn Trương Lan Phượng gầm lên một cách chói tai và kéo Hoàng Thiên vào hành lang. Hoàng Thiên rất muốn đẩy Trương Lan Phượng ra, nhưng nhìn thấy Lâm Ngọc An lo lắng đến mức cắn môi, trong lòng bỗng mềm nhũn. Cho dù như thế nào, chỉ cần nghe Trương Lan Phượng nói sau đó giải thích rõ ràng cũng không muộn nghĩ vậy hoàng thiên không có từ chối đi theo trương lan phượng vào nhà nhìn mọi thứ quen thuộc trong phòng hoàng thiên cũng rất xúc động dù thế nào đi nữa anh cũng đã sống ở đây hơn ba năm và anh luôn coi đó như nhà của mình cạch một tiếng trương lan phượng đóng cửa lại một cách nặng nề nhìn thấy trương lan phượng sắn tay áo hoàng thiên đứng ở nơi đó lạnh lùng nói bà không cần phải hung dữ như thế làm gì cứ việc nói thẳng. Ồ, có vẻ như cậu cũng cứng mồm đấy. Vậy được, tôi hỏi cậu, cậu có cặp kè với một người phụ nữ giàu có bên ngoài không? Trương Lan Phượng hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, hai tay chống nạnh, chờ Hoàng Thiên trả lời nàng. Gì cơ? Hoàng Thiên sốc như thể bị xét đánh, chuyện này ở đâu ra đây? Trương Lan Phượng sao có thể thiêu dệt ra chuyện như vậy? Người phụ nữ giàu có nào? Cậu dám ngụy biện sao? Vương Sở Kiều tận mắt nhìn thấy cậu lái xe ra khỏi biệt thự hướng biển. Tôi đã hỏi thăm rồi, căn biệt thự hướng biển sang trọng nhất đó được một người phụ nữ giàu có mua. Trương Lan Phượng chỉ vào mũi của Hoàng Thiên, rồi tức giận gầm lên, tối hôm qua cậu trong biệt thự với người phụ nữ giàu có đúng không? Trương Lan Phượng hỏi những lời này, đôi mắt của bà ta hết lần này tới lần khác nhìn chầm chầm vào khuôn mặt của Hoàng Thiên. Bà ta thực sự hy vọng mình có thể nắm đằng chui lần này, chỉ cần có thể chứng minh Hoàng Thiên được bao nuôi bởi một người nữ giàu có là bà ta có thể đuổi Hoàng Thiên ra khỏi nhà. Chỉ khi Hoàng Thiên ly hôn với Lâm Ngọc An, Lâm Ngọc An mới có thể kết hôn thành công vào một gia đình giàu có, đây là điều mà Trương Lan Phượng mơ ước. Hoàng Thiên bị Trương Lan Phượng nói không nên lời, mẹ chồng này đúng là có một không hai, cho nên mới luôn đặt bay anh. Tôi không biết bà đang nói về cái gì. Hoàng Thiên quá lười biếng để tranh luận với Trương Lan Phượng về những điều vô nghĩa này, anh nói xong còn phải đi ra ngoài. Cậu đừng có chuồn đi, nếu hôm nay không làm rõ sự việc, để tôi xem cậu làm sao ra khỏi căn nhà này. Trương Lan Phượng đứng trước mặt Hoàng Thiên như một con gà mái hung hăng, bằng mọi giá không để Hoàng Thiên rời đi. Hoàng Thiên thực sự không còn cách nào nữa, bất cứ ai cũng sẽ đau đầu nếu gặp phải bà mẹ chồng vô lý như vậy. Lâm Ngọc An cũng hoang mang trước lời nhận xét của Trương Lan Phượng, cô bước đến và nói với Trương Lan Phượng, mẹ, đừng nói gì cả. Hoàng Thiên làm sao có thể được bao nuôi bởi một người phụ nữ giàu có được. Con gái yêu của mẹ, con còn nói đỡ cho nó làm gì. Vương Sở Kiều chụp ảnh rồi. Hoàng Thiên lái xe ra khỏi biệt thự hướng biển. Trương Lan Phượng nói với Lâm Ngọc An một cách thuyết phục. Lâm Ngọc An cười cười sau khi nghe xong, nhìn Trương Lan Phượng nói, mẹ, con biết, biệt thự đó là của Hoàng Thiên. Cái gì? Trương Lan Phượng nghe vậy thì sững sờ, nhưng ngay sau đó, bà ta bĩu môi, ha ha, mẹ thà tin mặt trời ló dạng phía tây còn hơn Hoàng Thiên có thể có biệt thự. Ngọc An, Hoàng Thiên nói cho con biết à. Nó nói biệt thự là của nó. Trương Lan Phượng liếc nhìn Hoàng Thiên, rồi hỏi Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An gật đầu nói, con tin tưởng Hoàng Thiên sẽ không nói dối con. Con đừng tin người như vậy nữa, con còn không biết hoàn cảnh gia đình của Hoàng Thiên còn như thế nào sao. Biệt thự bây giờ ít nhất cũng phải 18.000 tỷ đến 21.000 tỷ. Có có biết khái niệm đó là gì không?" Trương Lan Phượng tức giận nói. Sau khi nghe điều này, Lâm Ngọc An cũng bị sốc. Mặc dù cô cho rằng căn biệt thự đó rất có giá trị, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại đáng giá đến vậy. Nhìn Hoàng Thiên, Lâm Ngọc An sốc đến mức không nói được lời nào. "Mau nói thật, cậu được bao nuôi bao lâu rồi? Cậu có thể bảo phụ nữ giàu có đấy, yêu cầu bà ta đưa ra 6 tỷ, sau đó cậu ly hôn Ngọc An?" Sau đó cậu muốn làm gì tôi cũng không quan tâm nữa. Trương Lan Phượng trực tiếp đòi tiền Hoàng Thiên, mở miệng đã nói 6 tỷ. Hoàng Thiên gần như bị Trương Lan Phượng chọc cười, đây đều là những vấn đề không ảnh hưởng gì, Trương Lan Phượng vẫn muốn kiếm tiền từ việc này. Quá lười cùng Trương Lan Phượng tranh luận, Hoàng Thiên lúc này không nói lời nào. Thấy Hoàng Thiên không nói chuyện, Trương Lan Phượng càng thêm chắc chắn Hoàng Thiên được phụ nữ giàu có bao nuôi. Vừa định nổi giận lần nữa, di động của Trương Lan Phượng liền vang lên. Nhìn thấy số điện thoại, đó là em trai Trương Định của bà ta. Hai ngày trước, Trương Lan Phượng và Trương Định cãi nhau, không chỉ với Trương Định mà còn với cả chị gái Trương Lan Hương của bà ta. Lúc này, khi nhận được cuộc gọi của Trương Định, Trương Lan Phượng càng tức giận hơn. Cậu gọi điện thoại tới làm gì? Trương Lan Phượng vừa trả lời điện thoại đã quát ầm lên. Chị, chị vẫn còn giận em sao? Đừng tức giận, cha của chúng ta nằm viện vì tắc nghẽn mạch máu não. Chị mau đến đi." Trương Định vội vàng nói qua điện thoại. Trương Lan Phượng nghe vậy đột nhiên mất bình tĩnh, lo lắng nói, "Bệnh viện nào vậy? Tôi tới ngay." "Khoa tim mạch và mạch máu não, bệnh viện Bắc Ninh." Trương Định nói. Trương Lan Phượng liền cúp điện thoại, sau đó mặc quần áo đi ra ngoài. Dù bạo lực đến đâu, bà ta vẫn khá hiếu thảo, bà ta rất lo lắng khi nghe tin cha già đang nhập viện. Ngọc An, Huỳnh Mai, đi nào, ông của các con bị tắc mạch máu não, chúng ta phải đến bệnh viện ngay. Trương Lan Phượng nói với Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai. Hải, vậy thì đi thôi. Lâm Ngọc An cũng lo lắng, vội vàng dẫn Hoàng Thiên đi theo ra ngoài. Hoàng Thiên cũng rất lo lắng, trong số những người thân bên vợ anh, ngoài người cha vợ đã chết, chỉ có ông nội Trương Công Điền là tốt với anh nhất. Anh vội vã xuống lầu lái xe, Đưa Lâm Ngọc An và những người khác đến bệnh viện Bắc Ninh. Sau khi đến bệnh viện, bỗng thấy gia đình Trương Lan Hương và Trương Định, tất cả đều ở đây. Khi Trương Lan Phượng hỏi thăm, Trương Công Điền đang ở trong phòng cấp cứu, trong tình trạng rất khẩn cấp. Trong trường hợp này, những xung đột trước đây không phải là vấn đề lớn, dù sao giải cứu Trương Công Điền mới là điều quan trọng nhất. "Chị, chị không đặt phong bì đỏ cho bác sĩ đang khám sao?" Trương Lan Phượng lo lắng hỏi Trương Lan Hương đặt rồi nhưng bị tịch thu. Trương Lan Hương cảm thấy rất đáy. Cha cần cấp cứu, nhất định phải tìm chuyên gia hàng đầu chữa trị. Trương Định lúc này mới thở dài. Khi nghe điều này, tất cả những người có mặt đều ngừng nói. Các chuyên gia hàng đầu dễ tìm ở đâu? Bệnh viện Bắc Ninh là một trong những bệnh viện tốt nhất ở Bắc Ninh và nó cũng có các chuyên gia não giỏi, nhưng có thể đặt lịch hẹn rất khó vì các chuyên gia đều rất bận. Trương Vĩ cũng ở đây. Tên nhóc này khi nhìn thấy Hoàng Thiên thì ngứa răng căm hận. Hoàng Thiên khiến Trương Vĩ mất chức tổng giám đốc khiến Trương Vĩ cực kỳ tức giận. "Ồ, anh cũng ở đây à?" Trương Vĩ nhìn Hoàng Thiên một cái nhìn trống rỗng và nói với giọng điệu tức giận. Hoàng Thiên lo lắng cho tình trạng của Trương công điền, cũng không quan tâm đến Trương Vĩ, nên đơn giản là mặc kệ cậu ta. Trương Vĩ đang nghĩ cách chế giễu Hoàng Thiên, nhưng rồi Trần Giang đi tới. "Anh tới đây làm gì?" không giúp được gì đến đây để gây ngứa mắt à Trần Giang trừng mắt nhìn Hoàng Thiên ước giận nói Hoàng Thiên biết Trương Vĩ và Trần Giang đang muốn trả thù nên không cãi nhau họ muốn nói gì thì nói Vừa lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ bên trong bước ra với vẻ mặt nghiêm túc người nhà bệnh nhân là ai bác sĩ đeo kính nói lớn chúng tôi đều là người nhà bệnh nhân bác sĩ bệnh nhân tình trạng thế nào Trương Lan Phượng chào hỏi trước, lo lắng hỏi: "Tình hình của bệnh nhân không mấy lạc quan, người có thẩm quyền nhất trong bệnh viện này là giáo sư Tôn Cảnh Vinh. Ông ấy là một chuyên gia về não, nên sẽ nhanh chóng tìm được cách giải quyết tốt nhất. Tốt nhất là nên sắp xếp một cuộc hẹn với giáo sư Tôn và để ông ấy tự mình tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân." Bác sĩ nói xong liền rời khỏi đây. "Tôi đã nghe nói về giáo sư Tôn Cảnh Vinh, ông ấy là một chuyên gia về não khá có uy tín ở Trung Quốc." chúng ta hãy đi tìm ông ấy ngay thôi trương lan hương lo lắng nói một nhóm lớn người đều chạy đến quầy thông tin nhưng họ đã trở lại rất nhanh giáo sư tôn cảnh vinh gần đây cảm thấy không khỏe ông đang hồi phục sức khỏe ở nhà và đã không đến bệnh viện trong vài ngày tôi phải làm sao đây tôi phải tìm cách đưa giáo sư tôn đến bệnh viện trần giang nói lớn trần giang có quen biết lãnh đạo bệnh viện không trương lan hương hỏi trần giang làm sao mà con biết được nếu con không chia tay với đặng nam có lẽ anh ấy sẽ biết những người trong bệnh viện trần giang cũng rất lo lắng mọi người các người nói lời nào với ta nghĩ cách đi trong hành lang bệnh viện nhưng không ai có cách nào thật lo lắng hoàng thiên anh có cách nào không lúc này lâm ngọc an lo lắng hỏi hoàng thiên cô luôn cảm thấy những thay đổi gần đây trong ngày hoàng thiên quá lớn nên cô nghĩ anh sẽ có cách ngay cả khi lâm ngọc an không hỏi hoàng thiên sẽ đến gặp viện trưởng phan trí trung lần trước khi em gái anh nằm viện ở đây hoàng thiên đã gặp viện trưởng phan lúc đó viện trưởng phan rất kính trọng với hoàng thiên tất nhiên phan trí trung cũng thấy rằng lương mạnh bắc rất tôn trọng hoàng thiên vì vậy anh ta quyết định có thiện cảm với hoàng thiên thôi để anh thử liên lạc với giáo sư tôn xem sao hoàng thiên gật đầu lâm ngọc an đã rất vui mừng khi nghe điều này người khác không tin hoàng thiên nhưng cô vẫn tin vì hoàng thiên chưa bao giờ nói khoác với cô con mẹ nó tôi không nghe lầm chứ anh định thử sao ha han trần giang đột nhiên bật cười sau khi nghe những lời của hoàng thiên quên đi trần giang còn để ý tên phế vật này làm gì đến lúc này rồi phải mau chóng liên lạc được với giáo sư tôn trương lan hương nhìn chằm chằm vào hoàng thiên một cách khinh thường và nói với trần giang đúng vậy trần giang ở đây cháu là người quen nhiều biết nhiều người nhất cháu thử nghĩ xem ai có thể giúp ta liên lạc với giáo sư tôn trương định cũng nói với trần giang trần giang lắc đầu và suy nghĩ về nó rất lâu nhưng không thể tìm ra cách lúc này trương lan phượng đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc vừa nhìn rõ người này thì lập tức vui vẻ cậu chủ trịnh cậu chủ trịnh trương lan phượng hét lên và chạy đến người này đúng là cậu chủ trịnh trịnh hiếu phong lúc này trịnh hiếu phong đang cầm trong tay báo cáo kết quả thi cau mày khi nhìn thấy trương lan phượng anh ta không khỏi sửng sốt dì trương sao dì lại ở đây cậu chủ trịnh dì không thể trông cậy vào người khác còn mau giúp cho dì được không trương lan phượng gượng cười và hỏi trịnh hiếu phong với vẻ mong đợi hoàng trịnh hiếu phong chán nản lần trước anh ta và chú của mình là trịnh tiến muốn tấn công lâm ngọc an Hoàng Thiên đã mang theo lá Việt đến kịp thời và đá vào của quý của anh ta. Mặc dù anh ta đã hồi phục sau đó nhưng anh ấy không bao giờ hồi phục hoàn toàn chức năng của mình. Trịnh Hiếu Phong mấy ngày nay chơi với phụ nữ không ít, nhưng lần nào cũng rất khó khăn, dựa vào thuốc cường dương để duy trì, chỉ có thể kéo dài được hơn 20 giây. Nếu bỏ thuốc thì chẳng khác gì tàn phế. Trịnh Hiếu Phong gần như phát điên, anh ta đã chạy đến bệnh viện trong khoảng thời gian này, kết quả kiểm tra ngày hôm nay cho thấy tình trạng của anh ta còn nặng hơn điều này khiến anh ta cảm thấy muốn chết nhìn thấy trương lan phượng cầu xin điều gì đó trong lòng trịnh hiếu phong vẫn rất kích động bởi vì anh ta chưa bao giờ từ bỏ lâm ngọc an dì trương nếu gì có gì cần giúp đỡ cứ nói ở bắc ninh này không có gì trịnh hiếu phong này không thể làm trịnh hiếu phong lại vỗ ngực khoe khoang chém gió hăng say thấy trịnh hiếu phong nói chắc chắn như vậy Trương Lan Phượng bỗng cảm thấy tự tin. Bà ta không quên quay đầu nhìn lại Hoàng Thiên, nghĩ đến tên phế vật này, nếu nó có năng lực một chút, bà đây cũng không cần phải mất mặt cầu xin người khá. C đúng vậy, Hiểu Phong, dì tuyệt đối tin tưởng con. Con có thể nhờ giáo sư tôn cảnh vinh ra ngoài để ông ấy tiến hành phẫu thuật cho cha của dì được không? Trương Lan Phượng nhìn Trịnh Hiếu Phong đầy mong đợi và hỏi anh ta. Trịnh Hiếu Phong nghe xong cũng đau đầu. Những ngày này. Anh ta luôn chạy đến bệnh viện và nghe nói rằng Tôn Cảnh Vinh, bác sĩ chuyên khoa não có thẩm quyền nhất tại bệnh viện Bắc Ninh, đã không ở đây mấy ngày. Có rất nhiều bệnh nhân và gia đình của họ chờ đợi sự xuất hiện của Tôn Cảnh Vinh, nóng lòng như kiến, nhưng họ không thể mời được giáo sư Sun. Thấy Trịnh Hiếu phong lúng túng, Trương Lan Phượng cũng trở nên lo lắng, sao vậy cậu chủ Trịnh? Có vấn đề gì không? Không sao, cháu sẽ đi tìm viện trưởng Phan bây giờ chỉ có thể diện viện trưởng Phan mới có thể mời giáo sư Tôn ra ngoài. Trịnh Hiếu Phong nói với sự tự tin. Trương Lan Phượng vui mừng khôn xiết, vậy thì dựa vào Hiểu Phong nhé. Sau khi sự việc xong xuôi, dì rất biết ơn. He he, vâng thưa gì. Trịnh Hiếu Phong cười khổ, ánh mắt rơi vào Lâm Ngọc An cách đó không xa, trong lòng ngứa ngáy. Lâm Ngọc An không thoải mái với Trịnh Hiếu Phong, vì vậy cô phải đứng với Hoàng Thiên thay vì nhìn Trịnh Hiếu Phong trịnh hiếu phong nhìn thấy lâm ngọc an ghét mình vô cùng và khi nhìn thấy hoàng thiên bên cạnh lâm ngọc an thì anh ta nghiến răng căm thù hoàng thiên hoàng thiên mày đã khiến tao trở thành thái giám sớm muộn gì tao cũng giải quyết chuyện này với mày trịnh hiếu phong trong lòng thầm tàn nhẫn khi định đi tìm phan trí trung thì lại thấy phan trí trung tình cờ đi dạo ở đây cùng một nhóm chuyên gia và giáo sư viện trưởng phan viện trưởng phan trịnh hiếu phong vẫy tay với viện trưởng phan sau đó chạy lon ton đến chỗ ông. Trương Lan Phượng lúc này mới biết viện trưởng Phan là ai. Khi thấy Trịnh Hiếu Phong biết viện trưởng Phan, bà ta đã tràn đầy mong đợi. "Lan Phượng, cậu chủ Trịnh này là ai vậy? Cậu ta còn biết viện trưởng Phan sao?" Trương Lan Hương nhìn Trịnh Hiếu Phong với sự ghen tị và sau đó hỏi Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng khá tự hào, điều này đúng là thỏa mãn sự ưa phù phiếm của bà ta. Tất nhiên cậu chủ trịnh là con trai của tập đoàn trịnh thị biết viện trưởng phan cũng không có gì ngạc nhiên khi trương lan phượng mỉm cười trương lan hương gật đầu nói thẳng chuyện này được rồi viện trưởng phan có chuyện gì nói đi giáo sư tôn nhất định có thể đi ra chữa cho cha ừ ừ chị hai nhờ chị lần này trương định cũng đến để tâm bốc trương lan phượng càng thấy thoải mái bà ta rất biết ơn trịnh hiếu phong dì hai vẫn thật lợi hại quen biết một người có thân phận như cậu chủ Trịnh Trần Giang cũng đi tới khen ngợi sau đó nhìn về phía Hoàng Thiên và khịt mũi, hừ, không giống như một số người kẻ nào đó. Bạn không thể trông đợi vào cái gì. He he, chị Giang, chị nói qua đúng. Em nghĩ rằng tên phế vật đó chỉ biết bấy gia đình chúng ta mà thôi. Trương Vĩ chế nhạo cậu ta mất chức tổng giám đốc, e rằng sẽ buồn bực cả đời. Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên, cô khẽ thở dài. Cô nghĩ rằng Trịnh Hiếu Phong có mối quan hệ rất rộng, điều này Hoàng Thiên không thể sánh được. Lâm Huỳnh Mai vừa được Hoàng Thiên cứu, cô xấu hổ không dám chế nhạo Hoàng Thiên nữa, nên lúc đóng vai người câm. Nghe thấy lời diêu cợt của Trần Giang và Trương Vĩ, Hoàng Thiên chỉ cười lạnh và gạt họ đi. Anh muốn tìm viện trưởng Phan, nhưng không ngờ viện trưởng Phan đi ngang qua đây, bị Trịnh Hiếu Phong cướp mất. Hoàng Thiên đơn giản không có đi qua, xem Trịnh Hiếu Phong biểu diễn. Phan Trí Trung sướng sờ khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, nhìn về phía phát ra âm thanh. Viện trưởng Phan, ông không nhận ra tôi sao? Trịnh Hiếu Phong cười, đến gần Phan Trí Trung. Phan Trí Trung thật sự không nhớ ra được một lúc, chỉ nghĩ rằng Trịnh Hiếu Phong rất quen thuộc. Cậu là... Tôi là Trịnh Hiếu Phong, và bố tôi là Trịnh Hải, chủ tịch tập đoàn Trịnh Thị. Lần trước ông và bố tôi đã cùng nhau uống rượu. Trịnh Hiếu Phong báo cáo gia đình của mình, nhưng anh ta cũng có chút xấu hổ dù sao phan trí trung không nhận ra anh ta ôi nhớ lại thì ra cậu chủ trịnh cậu đang làm gì vậy phan trí trung cũng không quá coi trọng điều đó những người ông ấy tiếp xúc đều thuộc mọi tầng lớp một trịnh hiếu phong cũng chưa đủ để ông quan tâm trịnh hiếu phong nói với phan trí trung những gì anh ta yêu cầu và rất hào hứng chờ đợi câu trả lời chỉ cần làm được điều này anh ta sẽ làm rất tốt trước mặt trương lan phượng muốn có được lâm ngọc an trước tiên anh ta phải giành được sự yêu thích của Trương Lan Phượng. Thật bất ngờ, Phan Trí Trung đã từ chối Trịnh Hiếu Phong mà không cần suy nghĩ. Cậu chủ trịnh, chuyện này tôi không giúp được cậu. Tại sao, viện trưởng Phan, ông có thể giúp không, bệnh nhân này là ông nội của tôi. Trịnh Hiếu Phong hoàn toàn không coi mình là người ngoài, và nói thẳng rằng Trương Công Điền là ông nội của mình. Giáo sư Tôn đang trong tình trạng sức khỏe rất tồi tệ. Ông ấy hiện không thể phẫu thuật cho bệnh nhân. Phan Chí Trung lắc đầu liên tục. Trịnh Hiếu Phong nghe vậy sững sờ. Anh ta nghĩ Phan Chí Trung nhất định sẽ cho anh a mặt mũi. Cho dù không cho anh ta mặt mũi, vẫn phải nể mặt cha cậu Trịnh Hải. Không ngờ Phan Chí Trung lại từ chối đơn giản như vậy, không hề nể mặt anh ta. Trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là trước mặt Trương Lan Phượng và Lâm Ngọc An, làm sao mà Trịnh Hiếu Phong lại mất mặt thế này được? Viện trưởng Phan, ông có thể giúp không? Đừng lo lắng, lợi ích cũng không ít. Trịnh Hiếu Phong cười nói. Phan Trí Trung ngay lập tức xa xâm mặt khi nghe thấy điều này. Trịnh Hiếu Phong nói trắng trợn trước mặt nhiều người như vậy, đây rõ ràng là muốn hối lộ ông ta. Thế này lại càng phải từ chối Trịnh Hiếu Phong, nếu không muốn danh tiếng bị ảnh hưởng. Cậu chủ trịnh, xin tôn trọng, Phan Trí Trung tôi cần gì lợi lộc. Hơn nữa, giáo sư tôn hiện tại tình trạng sức khỏe không tốt. Tôi không thể ép ông ấy tới được, đúng không? nếu như giáo sư tôn xảy ra chuyện chẳng phải lúc đó là tôi hại người ta hay sao phan trí trung nghiêm khắc khiển trách trịnh hiếu phong trịnh hiếu phong bị dạy dỗ đến mức mặt đỏ và trắng trương lan phượng thấy thế thì chết lặng có vẻ hoàn toàn hết hy vọng rồi ngay cả cậu chủ trịnh cũng không ăn thua trương lan hương và trương định cũng đang trong lòng nặng chiếu nếu không có giáo sư tôn cảnh vinh thì trương công điền sợ là sẽ chết lâm ngọc an cảm thấy rất lo lắng khi nhìn thấy điều này cô cắn chặt môi nhưng không thể làm gì được viện trưởng phan từ chối giúp đỡ e rằng không ai có thể mời giáo sư tôn ra ngoài đừng lo lắng anh sẽ cố gắng hoàng thiên vỗ nhẹ vào cánh tay của lâm ngọc an và an ủi cô lâm ngọc an nhìn hoàng thiên với đôi mắt to đẹp cô nhẹ nhàng gật đầu vẫn rất hài lòng dù cho có thành công hay không sau tất cả hoàng thiên đã cố gắng hết sức cậu đứng sang một bên cho tôi còn sợ chưa đủ lộn xộn đúng không sau khi Trương Lan Phượng nghe Hoàng Thiên nói xong, lập tức mắng, chỉ vào Hoàng Thiên rồi nói, cậu chủ trịnh đang cố gắng thuyết phục, cậu đi qua để gây thêm phiền phức à. Đúng vậy, nếu có thể thuyết phục thành công thì đâu đến lượt cậu. Trương Lan Hương cũng nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên và gầm lên. Hi hi, đúng là tự chuốc lấy nhục, tôi nghĩ cậu nên tìm đường lương hiếu, dù sao người tình đó của cậu vẫn là rất có năng lực. Trần Giang chế nhạo Hoàng Thiên. Trương Vĩ không từ bỏ cơ hội dìm Hoàng Thiên chút nào, liền xông tới. Chị Giang nói đúng, tôi nghĩ anh ta đã quên họ của mình rồi. Hư, nếu anh ta dám làm bậy, tôi sẽ là người đầu tiên xử anh ta. Hoàng Thiên, đừng lên đó làm phiền, đừng ảnh hưởng cậu chủ Trịnh nói chuyện với viện trưởng Phan. Trần Giang Hùng cũng cao có và cảnh cáo Hoàng Thiên. Đột nhiên, Hoàng Thiên lại trở thành mục tiêu công kích của nhiều người. Ở đây có tiếng động ồn ào khiến phan trí trung đang ở cách đó cả chục mét cũng chú ý lúc này phan trí trung nhìn thoáng qua hoàng thiên trong lòng kích động đây không phải là anh hoàng sao thấy trịnh hiếu phong vẫn đang cười tô toét với chính mình phan trí trung đẩy trịnh hiếu phong ra một cách không kiên nhãn rồi chạy tới cười hết cỡ với hoàng thiên anh hoàng sao anh lại ở đây phan trí trung gật đầu cúi eo chào hỏi hoàng thiên tất cả mọi người có mặt đều sững sờ nhìn viện trưởng Phan Trí Trung với vẻ khó tin. Thật khó tưởng tượng rằng một vị chủ nhiệm lớn như vậy lại khen ngợi Hoàng Thiên nhiều như vậy. Trương Lan Phượng ngơ ngác nhìn Phan Trí Trung, rồi nhìn Hoàng Thiên, bà ta thực sự nghỉ ngờ không biết mình có nhìn nhầm không. Lâm Ngọc An cũng không hiểu gì cả, mặc dù cô cũng biết Hoàng Thiên gần đây hình như thực sự thay đổi, không ngờ Hoàng Thiên lại có thể diện lớn như vậy, ngay cả viện trưởng Phan cũng chủ động tới chào hỏi như vậy, có vẻ rất kính nể. Xin chào, Viện trưởng Phan Hoàng Thiên cười với Phan Trí Trung, chào hỏi. Phan Trí Trung cảm thấy được mịn ngọt, nhanh chóng gật đầu cười, chào anh Hoàng, sao anh lại tới đây? Anh tới thăm chủ tịch Lương à? Tất cả mọi người càng kinh ngạc tới mức rất hàm hơn nữa, Phan Trí Trung đã lớn đến mức thực sự gọi Hoàng Thiên bằng cái tên kính trọng là anh. Có chuyện gì vậy? Vừa này vẫn đang diếu cợt Hoàng Thiên, đều ngậm miệng lại. Nếu không phải nhờ có da mặt dày, chắc chắn họ sẽ đỏ mặt. Ông nội tôi nhập viện vì tắc nghín mạch máu não, tôi muốn nhờ giáo sư Tôn Cảnh Vinh đến xem trực tiếp, nhưng có vẻ khó gặp giáo sư Tôn. Hoàng Thiên không vòng vào cùng Phan Trí Trung, mà là trực tiếp giải thích ý đồ của anh. Dù gì Trương Công Điền vẫn đang gặp nguy hiểm, mổ càng sớm càng tốt. Ồ, thì ra là vậy, anh Hoàng, tôi sẽ gọi cho giáo sư Tôn Cảnh Vinh ngay, ông ấy không dậy nổi thì tôi cũng bắt ông ấy phải dậy. Phan Trí Trung nói một cách chắc chắn, ông lấy điện thoại di động ra và đi sang bên kia để gọi điện không phải chứ trần giang mở to mắt nhìn thẳng vào hoàng thiên cô ta nghĩ muốn vỡ đầu cũng không hiểu ra tại sao hoàng thiên lại có thể có năng lực lớn như vậy chỉ là một câu nói thản nhiên phan trí trung đã làm như đã nhận mệnh lệnh của vua lan hương không ngờ tên phế vật hoàng thiên này lại có năng lực lớn như vậy trần giang hùng thì thầm với trương lan hương trương lan phượng cũng im lặng cho dù bà ta có thành kiến với Hoàng Thiên như thế nào, hiện tại Hoàng Thiên quả thực rất ấn tượng. Trương Vĩ không nói lời nào nữa, tuy rằng trong lòng vẫn không phục, nhưng cậu ta hiện tại không có gì để nói. Trịnh Hiếu Phong tức giận đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên, cầu xin Phan Trí Trung một hồi cũng không cho anh ta chút mặt mũi nào. Nhưng Hoàng Thiên chỉ nói một câu, và Phan Trí Trung ngay lập tức gọi điện để giúp tìm giáo sư Tôn. Điều này đã tát vào mặt Trịnh Hiếu Phong. Trịnh Hiếu Phong đỏ mặt tía tai muốn nói chuyện với Phan Trí Trung, nhưng anh ta không có đủ can đảm. Trong vòng 2 phút, Phan Trí Trung vui vẻ trở lại. Anh Hoàng, giáo sư tôn cảnh vinh quả thực sức khỏe không tốt, nhưng ông ấy vẫn nể mặt tôi, nghiến răng nhất định thực hiện ca phẫu thuật cho ông nội của anh. Phan Trí Trung đến nói với Hoàng Thiên. Thật tuyệt, thật tuyệt. Trương Lan Phượng Hưng phấn tán thưởng, giáo sư tôn đích thân cầm dao, nhất định có thể khỏi bệnh. Trương Lan Hương và Trương Định cũng rất phấn khích, nhưng họ không thể hiện ra, và họ xấu hổ khi vừa chế nhạo Hoàng Thiên. Cảm ơn, Viện trưởng Phan. Hoàng Thiên lễ phép nói với Phan Trí Trung. Phan Trí Trung rất vui, ông đoán rằng xuất thân của Hoàng Thiên rất không đơn giản, được kết giao với một người như vậy là một vinh dự. Anh Hoàng không cần khách sáo, giáo. giáo sư Tôn sẽ đến đây ngay, tôi sẽ sắp xếp phòng mổ cho ông của anh ngay bây giờ. Phan Trí Trung mỉm cười nhìn thấy hoàng thiên oai vệ trước mặt mọi người như vậy, trương vĩ cảm thấy khó chịu, không khỏi ậm ừ, hừm, chỉ là gặp may mà thôi, cứ như là chuyện gì lớn lao không bằng. khi trương vĩ nói câu này, trần giang cũng rất kích động, nhếch mép nhếch mép nói, em vĩ, em nói quá đúng, mấy năm nay cậu ta vẫn làm mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy, thế mà lúc nào cũng kiêu ngạo. hoàng thiên nghe thấy thì cau mày, trần giang và trương vĩ nãy giờ vẫn chế diêu anh, vừa rồi mặc kệ bọn họ nhưng lại càng ngày càng quá đáng ở trong mắt mấy người bệnh tình của ông nội chỉ là chuyện tâm thường thôi sao hoàng thiên lạnh lùng nhìn trần giang và trương vĩ chất vấn họ đừng nói láo chúng tôi không trương vĩ nhanh chóng giải thích đúng vậy tôi nói bệnh của ông nội là chuyện nhỏ khi nào rác rưởi đúng là rác rưởi còn có khả năng vu khống người khác trần giang trợn mắt với hoàng thiên và nói với một giọng điệu kỳ lạ Trương Lan Hương cũng nghiêng người nhìn về phía Hoàng Thiên, được rồi, được rồi, cậu đừng có được chút công lao mà đã lên mặt, nói chuyện với chị Giang của cậu kiểu đó. Trần Giang Hùng ở một bên cũng ậm ừ, ông ta cũng đồng tình với lời nói của Trương Lan Phượng, nghĩ rằng phế vật còn muốn làm loạn. Dám nói chuyện với con gái tôi bằng giọng điệu này. Hoàng Thiên không hề nể mặt những người này, mấy người này đâu thể gọi là người thân được. Sê ưm, tôi là rác rưởi, tôi là rác rưởi, ai trong các người giỏi thì lên đi tôi đi trước hoàng thiên nói xong câu này anh quay người và rời đi trương lan hương và trần giang sửng sốt trong giây lát không ngờ hoàng thiên lại phản ứng nhiều như vậy không phải lúc trước dạy dỗ anh anh đều không phản ứng lại sao nếu hoàng thiên thực sự không quan tâm chuyện này nữa viện trưởng phan có thể giúp nữa không những người này có chút hoảng sợ đúng như dự đoán sắc mặt của viện trưởng phan liền chìm xuống Chính vì nề mặt của Hoàng Thiên mà viện trưởng Phan mới miễn cưỡng để giáo sư Tôn Cảnh Vinh ra phẫu thuật, bởi vì Tôn Cảnh Vinh hiện đang đi lại khó khăn, phẫu thuật xong có ảnh hưởng sức khỏe hay không cũng khó nói. Bây giờ Hoàng Thiên không thèm đếm xỉa đến chuyện đó, đương nhiên Phan Trí Trung không đành lòng để giáo sư Tôn Cảnh Vinh mạo hiểm lớn như vậy. Vì anh Hoàng không quan tâm đến chuyện này, nên tôi nói với giáo sư Tôn không cần đến nữa. Phan Trí Trung nói, ông phải gọi cho giáo sư Tôn trong một câu nói, tất cả mọi người đều sợ đến toát mồ hôi. Không, 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 viện trưởng Phan, đừng gọi, Hoàng Thiên là cháu rể của bệnh nhân, không thể không quan tâm được. Trương Lan Phượng đổ mồ hôi vì lo lắng, và vội vã đến thuyết phục viện trưởng Phan. Trương Lan Hương cũng chết lặng, và đến với Trần Giang Hùng để cầu xin viện trưởng Phan đừng thực hiện cuộc gọi này. Trần Giang và Trương Vĩ không còn kiêu ngạo, và họ không dám đùa với tính mạng của Trương công điền đúng vậy viện trưởng phan hoàng thiên rất để ý đến chuyện này ông không được gọi trần giang lo lắng nói mọi người đến và nói những điều tốt đẹp nhưng phan trí trung thì thờ ơ và không hề cử động trương lan phượng rốt cuộc không kìm được lửa giận quát lên với trương lan phượng các người đều đáng trách cái miệng không kiểm soát không phải đang đùa với tính mạng của cha sao trương lan hương và trương định thành thật trần giang và trương vĩ không dám nói thêm lời nào nữa nhìn thấy Hoàng Thiên sắp ra khỏi bệnh viện, Trương Lan Phượng cũng lo lắng, vội vàng mắng Trần Giang và Trương Vĩ, hai đứa khốn khiếp này còn không mau cầu xin Hoàng Thiên. Nói, Trương Lan Hương liên tục nháy mắt với Trần Giang và Trương Vĩ. Trần Giang không dám mất mặt, chân dài chạy tới, đuổi kịp Hoàng Thiên. Em rể, em rể đừng giận chị Giang, vừa rồi đều là lỗi của chị, là chị nói linh tình. Trần Giang cố nặn ra nụ cười, nói mấy câu dễ nghe, anh rể đừng nóng giận đều tại em trương vĩ cũng mỉm cười với hoàng thiên hoàng thiên nhìn trần giang và trương vĩ và cười lạnh vào lúc này thực ra anh không định rời đi anh chỉ muốn dạy cho những người này một bài học ông nội trương công điền vẫn rất tốt hoàng thiên làm sao có thể nhìn ông ấy chết bây giờ các người đã biết thế nào là tự vả mặt chưa hoàng thiên chế nhạo trần giang và trương vĩ chị biết rồi chị biết rồi em rể em thật sự rất tuyệt vời ngay cả viện trưởng phan cũng nghe lời em như vậy chị đây thật sự rất bái phục bái phục trần giang tiếp tục nịnh bợ với khuôn mặt tươi cười ừ anh rể anh quá tốt em là rác rưởi he he trương vĩ cười xấu hơn khóc thằng nhóc này sợ bị xử lý nên phải nịnh hoàng thiên hoàng thiên biết bọn họ không thành thật cũng không coi trọng chỉ hừ lạnh một tiếng trương lan phượng cũng lon ton chạy tới đến gần hoàng thiên liền nở nụ cười Cháu rể à, bác gái biết cháu rất là tốt bụng. Tình trạng của ông nội nghiêm trọng như vậy, cháu không nên chấp với chị Giang và em Vĩ. Hoàng Thiên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Lan Phượng, vừa rồi Trương Lan Phượng nói chuyện lạnh lùng, bây giờ lại khoác lên mình bộ dáng nịnh nọt như vậy, trông thật kinh tởm. Hi hi, tôi nói này bác, bác nói trái lương tâm như vậy, bác không thấy mệt sao? Hoàng Thiên chế nhạo. Trương Lan Hương trợn tròn mắt, trong lòng thầm rủa Thăng phế vật này tao nhớ rồi đấy, chờ chuyện này qua đi, xem tao xử lý mày như thế nào. Nhưng bây giờ bà ta đang cầu xin Hoàng Thiên, không dám phản bác. Bác nói những lời này đều xuất phát từ tấm lòng, cháu rể có thể nói lại với viện trưởng Phan được không? Trương Lan Hương mỉm cười nhẹ nhàng. Lúc này, trên mặt Trương Lan Phượng tràn đầy ý cười. Mấy năm nay cô chưa từng cùng Hoàng Thiên cười như vậy. Hoàng Thiên nhìn sắc mặt Trương Lan Phượng, cảm thấy rất buồn nôn. Trần Giang hùng lúc này cũng đi tới, cũng lần đầu tiên cười với Hoàng Thiên, nói: "Hoàng Thiên đừng nhỏ mọn như vậy. Ông nội đối với cháu tốt như vậy, sao cháu không chịu giúp?" "Hoàng Thiên tôi làm gì, không đến lượt ông kiểm soát, mà ông cũng không thể kiểm soát được." Hoàng Thiên nói rõ ràng. Trương Lan Hương tức giận đến không dám cứng rắn với Hoàng Thiên, đành phải cố nén giận mà cười, "Bác biết rồi, vậy cháu đi nói chuyện với viện trưởng Phan." nếu không ông ấy thật sự gọi điện cho giáo sư Tôn không tới nữa. Viện trưởng Phan, xin đừng gọi nữa. Lúc này, Hoàng Thiên nói với Phan Trí Trung từ đằng xa. Không sao, anh Hoàng, tôi sẽ nghe lời anh. Phan Trí Trung lớn tiếng nói. Trương Lan Hương và những người khác chỉ thở vào nhẹ nhõm trước khi Trương Lan Hương có thể nói gì. Họ đã nghe thấy Hoàng Thiên nói, tôi làm việc này cho ông nội, không liên quan đến mấy người đó. Phải, phải, bác biết cháu là một đứa trẻ ngoan mà khúc khích trương lan hương thuận theo tình hình mà nói những lời tốt đẹp nhưng trong lòng lại mắng nhiếc tổ tiên của hoàng thiên lâm ngọc an nhìn hoàng thiên từ xa trong lòng lúc này vừa kích động vừa vui mừng cô phát hiện cảm giác của mình là đúng hoàng thiên anh thật sự đã thay đổi sau nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nở mày nở mặt trước mặt người thân trong ngực thở phào nhẹ nhõm anh hoàng vậy anh về trước đi nếu có thắc mắc gì, gọi điện thoại cho tôi là được. Phan Chí Trung đến bắt tay Hoàng Thiên nồng nhiệt, sau khi chào hỏi, ông rời đi cùng một nhóm chuyên gia và giáo sư. Không ai trong phòng dám nói thêm nữa, vì sợ nói câu nào lại khiến Hoàng Thiên tức giận. Trương Lan Phượng nhìn Hoàng Thiên, trong lòng bà ta cũng rất vui, bà ta thật không ngờ, tên phế vật này cũng có lúc oai phong khiến bà ta nở mày nở mặt. Lan Phượng, vừa rồi chỉ có hỏi qua rồi, cha chữa khỏi bệnh này ít nhất cũng phải 900 triệu đến 1 tỷ Trương Lan Hương nói với Trương Lan Phượng với giọng buồn bã. Bao nhiêu? Trương Lan Phượng sửng sốt. 90 tỷ, hôm nay ít nhất phải trả 600 triệu, tiếp theo sẽ phải gần 400 triệu nữa. Chúng ta phải bàn bạc một chút mỗi nhà phải bỏ ra bao nhiêu tiền. Trương Lan Hương cho biết. Trương Lan Phượng không nói lời nào, trong tay bà ta không có bao nhiêu tiền tiết kiệm, mọi chỉ tiêu trong gia đình mấy năm nay đều do tiền lương của Lâm Ngọc An chu cấp, cuộc sống eo hẹp. Thấy Trương Lan Phượng không nói lời nào, Trương Định đi tới, nói chuyện: "Chị Hai, bây giờ trong ba nhà chúng ta, nhà chị là người giàu nhất. Sao chị không trả thêm, bỏ ra 600 triệu, thấy thế nào? Phần còn lại, em và chị cả cùng nhau gom góp." Trương Lan Phượng nghe thấy thế thì lập tức nổi giận. "Bà ta không phàn nàn gì về việc chia tiền đi chữa bệnh, nhưng công bằng mà nói, ít nhất ba gia đình phải chia đều ra. Ai nói nhà tôi giàu có?" Bây giờ nhà tôi nghèo đến mức sắp đi ăn xin rồi Trương Lan Phượng hét lớn. Ha ha, Lan Phượng, đừng làm bộ nữa. Ngọc An bây giờ đã là tổng giám đốc, lương cao mất ngường. Trần gian Hùng ở bên chế nhạo nói. Trương Lan Phượng trừng mắt phản bác, ai có tiền mà không bỏ công sức ra, dựa vào cái gì mà tôi phải trả nhiều nhất. Ba người nhà vì tiền chữa bệnh mà cãi nhau, hoàn toàn không để ý đến thể diệt, không sợ người xem diễu cợt. Hoàng Thiên không nói nên lời, lắc đầu. Lâm Ngọc An cũng khẽ thở dài, người thân như vậy đúng là có một không hai. Cô cũng biết mẹ cô chưa bao giờ cam tâm chịu thiệt thòi, nếu yêu cầu cô bỏ ra 600 triệu, chắc chắn là không được. Sau một hồi cãi vã, cuối cùng Trương Lan Phượng cũng giành được quyền và lợi ích hợp pháp, ba gia đình quyết định mỗi người nhà bỏ ra 300 triệu, nếu không đủ thì phần còn thiếu tiếp tục chia đều ra. Được rồi, đừng tranh cãi nữa, mau lấy tiền ra đi. Trương Lan Hương mở túi và lấy ra 300 triệu mang theo. Trương Định cũng lấy ra một 300 triệu, ông ta và Trương Lan Hương đã dự tính rồi nên số tiền họ mang theo là như nhau. "Chị hai, 300 triệu của chị thì sao?" Trương Định nhìn chằm chằm vào Trương Lan Phượng, vì sợ rằng Trương Lan Phượng sẽ không trả tiền. Trương Lan Phượng hơi sững sờ, bà đến quá gấp, thật sự không mang theo tiền. Hơn nữa, thật ra bà ta thậm chí không thể lấy ra được 300 triệu bà ta thường tiêu tiền của Lâm Ngọc An một cách xa hoa, nên bà ta không có khoản tiết kiệm nào cả. Lúc này, Trương Lan Phượng đến bên Lâm Ngọc An và nói nhỏ, Ngọc An, con có bao nhiêu tiền? Lâm Ngọc An cũng có chút xấu hổ, mấy năm nay tiền lương cô kiếm được đều để nuôi gia đình, cô làm việc chăm chỉ cũng tiết kiệm được một hai trăm triệu. Mẹ, con có một trăm năm mươi triệu. Trương Lan Phượng rụt cổ. Sẽ thật quá xấu hổ nếu không thể lấy được tiền, hơn nữa trương lan hương và trương định sẽ không bỏ qua cho bà ta lo lắng không có chỗ nào vay mượn trương lan phượng nghiến răng nghiến lợi chừng mắt nhìn hoàng thiên chút ấn tượng ban nãy về hoàng thiên lập tức biến mất thật sự là xui xẻo con rể nhà người ta đều gánh vác gia đình cậu thì hay rồi đến một xu cũng không bỏ ra được c trương lan phượng trợn mắt nhìn hoàng thiên vô cùng bất mãn hoàng thiên nhìn trương lan phượng anh có chút bái phục mẹ vợ này có thể bình thường chút được không bà chưa hỏi sao biết tôi không có tiền không đợi hoàng thiên nói gì lâm ngọc an lúc này đã nói mẹ trước kia hoàng thiên không phải là người què sao cũng không trách anh ấy không kiếm được tiền chân què là có thể không cần kiếm tiền sao chân cậu ta hiện tại đã lành mẹ cũng chưa thấy cậu ta đi ra ngoài kiếm một xu trương lan phượng tức giận than thở lâm ngọc an lắc đầu và khẽ thở dài hoàng thiên nhìn không được vợ nhất thời buồn bực lúc này nói với Lâm Ngọc An, Ngọc An đừng lo lắng, anh có 300 triệu này. Hả? Lâm Ngọc An sững sờ, cô không biết Hoàng Thiên còn có tiền. Cậu cứ ngồi một yên một chỗ là được rồi. Vừa rồi cậu đã thổi phồng mình lên, và bây giờ cậu lại tiếp tục chém gió nữa đúng không? Trương Lan Phượng tức giận dậy rõ Hoàng Thiên, sau đó ánh mắt của bà ta rơi vào trên người Trịnh Hiếu Phong. Mặc dù cậu chủ trịnh không mời được giáo sư Tôn, nhưng cậu chủ trịnh rất giàu có nếu mượn cậu chủ trịnh 300 triệu chắc chắn không thành vấn đề. Trương Lan Phượng nghĩ đến điều này trong lòng, sau đó vặn cái mông lớn của mình đi đến chỗ trịnh Hiếu Phong. Cậu chủ trịnh, cậu xem. Trương Lan Phượng mày dày cười với trịnh Hiếu Phong. Trịnh Hiếu Phong vừa rồi trầm mặc, bị Hoàng Thiên Cước mất ánh hào quang, cảm thấy mình thật sự mất hết thể diện. Bây giờ cơ hội đã đến rồi, trịnh Hiếu Phong làm sao có thể để tuột mất. He he, gì đừng lo lắng, Dì xem cháu xử lý mọi chuyện như thế nào đây. Trịnh Hiếu Phong cười đắc thẳng và sau đó nhanh chóng đi về phía Lâm Ngọc An. Trịnh Hiếu Phong lấy 300 triệu ra từ chiếc ví, sau đó đưa cho Lâm Ngọc An. Ngọc An, em dùng tiền này trước đi, không phải trả lại anh. Lâm Ngọc An nhìn Trịnh Hiếu Phong, tất nhiên cô biết rằng Trịnh Hiếu Phong có mục đích của mình. Số tiền này chắc chắn không thể nhận được và sau khi nhận số tiền này rất khó xử lý. Cảm ơn anh nhưng tôi không thể dùng tiền của anh lâm ngọc an trực tiếp từ chối trịnh hiếu phong trịnh hiếu phong nghe vậy lo lắng vội vàng nói ngọc an việc quan trọng là phải cứu ông nội đừng lo lắng anh không có ý kiến khác chỉ là không muốn nhìn thấy em bị làm khó cảm ơn nhưng tôi thật sự không cần hoàng thiên sẽ giúp tôi tìm cách lâm ngọc an nói và liếc nhìn hoàng thiên khi lâm ngọc an nói điều này trịnh hiếu phong như bị dao đâm lúc này Trịnh Hiếu Phong không thể nói gì, nắm lấy cổ tay của Lâm Ngọc An, anh ta định nhét 300 triệu vào tay của Lâm Ngọc An. Hoàng Thiên nhìn thấy, đột nhiên mở to mắt. Trịnh Hiếu Phong này là quá vô liêm sỉ, tay vợ tôi là anh có thể nắm sao? Hoàng Thiên nhanh chóng đi tới trước mặt Trịnh Hiếu Phong, bàn tay to nằm chặt cổ tay Trịnh Hiếu Phong, anh dùng sức. Ôi, đau quá! Trịnh Hiếu Phong nhe răng vì đau, phải nới lỏng cổ tay của Lâm Ngọc An trong cơn đau dữ dội anh còn dám làm gì nữa tôi liền chặt tay của anh hoàng thiên quát lạnh trịnh hiếu phong nhìn chằm chằm vào hoàng thiên khó chịu nói đừng có ra vẻ nữa không có tiền thì nói gì cũng không ai nghe đâu anh không giúp được ngọc an mà còn không để tôi giúp sao hoàng thiên nắm lấy một bọc tiền lớn này ném vào mặt của trịnh hiếu phong trịnh hiếu phong đau đớn hét lên máu mũi chảy ròng ròng gì ngọc an mọi người đều thấy rồi không phải cháu không giúp là thằng nhãi Hoàng Thiên này không cho." Trịnh Hiếu Phong trông rất tức giận, và chuyển hết trách nhiệm cho Hoàng Thiên. Trương Lan Phượng nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Hoàng Thiên quát lớn, "Cậu chủ đây tốt bụng giúp đỡ, cậu còn dám đối xử như vậy sao? Không trả được tiền mà lại không cho người khác trả, cậu muốn nhìn ông nội chết trong bệnh viện sao?" Audio điện tử Võ Tấn Bền. "Ha ha, Lan Phượng, chúng ta đi thanh toán tiền thôi." Tốt hơn hết cô nên nhanh lên. Trương Lan Hương hả hê, cùng Trương Định đi đến văn phòng thanh toán. Đúng vậy, chị Hai, nếu không có tiền trả, chị nên nói sớm đi." Trương Định cũng nhếch mép nói. Lâm Ngọc An lo lắng đến mức không biết phải làm sao, cô lấy điện thoại di động ra và định mượn một số tiền của người quen. Không ngờ, Hoàng Thiên lấy ra một thẻ ngân hàng đưa cho cô. "Đi thanh toán, mật khẩu là sinh nhật của em." Hoàng Thiên nhẹ nhàng nhìn Lâm Ngọc An nói. Hả? Lâm Ngọc An sửng sốt, cô chưa bao giờ thấy Hoàng Thiên có thẻ ngân hàng. Nhưng, rất nhanh cô đã mất hết tự tin, bởi vì Hoàng Thiên không có thu nhập gì cả, làm sao có thể có tiền được. Trong thẻ này có bao nhiêu tiền? Nếu có 150 triệu, cộng với thẻ của em thì đủ rồi. Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên nhẹ nhàng hỏi, lúc này trong lòng cũng rất cảm động, bởi vì Hoàng Thiên dùng ngày sinh của cô làm mật khẩu, điều này cho thấy trong lòng anh toàn là cô. Anh Hoàng Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói, đủ 300 triệu, em đi tính tiền đi. Thằng nhóc này có 300 triệu. Trương Lan Phượng lập tức có hứng thú, điều này tuy rất khó tin, nhưng Trương Lan Phượng vẫn muốn tin. Đưa cho tôi, tôi sẽ trải. Trương Lan Phượng giật lấy thẻ ngân hàng từ Lâm Ngọc An và nhanh chóng đi theo Trương Lan Hương và những người khác. Ôi trời, không ổn rồi. Tâm trạng của Hoàng Thiên trùng xuống, anh lấy ra tấm thẻ này chỉ để không làm Lâm Ngọc An lo lắng, nhưng sau đó đột nhiên nghĩ rằng trong thẻ này có hơn 60 tỷ. Vốn dĩ có 150 tỷ, nhưng anh đã bỏ ra hơn 54 tỷ để mua biệt thự cho bố nuôi và Hoàng Linh, 15 tỷ triệu mua nhà hàng hải sản biển xanh, nhưng vẫn còn khoảng từ 60 tỷ đến 90 tỷ. Nếu Trương Lan Phượng biết chuyện này, thì việc tham lam tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, nếu không ổn thì sẽ xảy ra rối loạn lớn. Nghĩ vậy, Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An: "Ngọc An, mau lấy lại thẻ, rồi anh sẽ trả tiền." "Ừm." Lâm Ngọc An gật đầu và bắt kịp Trương Lan Phượng. "Mẹ, đưa thẻ cho con, để con trả tiền là được rồi." "Ai trả tiền chẳng được, để mẹ xem thằng nhóc này có thật là có 300 triệu không." Trương Lan Phượng tràn đầy mong đợi và cười nói: "Mẹ, đúng là có 300 triệu, con sẽ trả." Hoàng Thiên lúc này cũng đuổi theo nói với Trương Lan Phượng: Trương Lan Phượng khịt mũi, vừa nói vừa đi về phía trước, "Sao, cậu còn sợ tôi lấy tiền của cậu sao?" "Ha ha, dì hai, con nghĩ gì nên kiểm tra số dư trên máy ATM rồi mới thanh toán tiền, nếu không trong thẻ không có tiền thì xấu hổ lắm." Trần Giang cười nói với Trương Lan Phượng. "Đúng thế Lan Phượng, Trần Giang nói đúng, nếu trong thẻ không có tiền, người thu tiền sẽ không cười nhạo em sao?" Trương Lan Hương đổ thêm dầu vào lửa trương lan phượng nghe thấy hơi suy nghĩ một chút đúng là vậy nhỉ khi trả tiền mà không có tiền trong thẻ chẳng phải quá mất mặt sao ngay trước mặt có một máy rút tiền tự phục vụ trương lan phượng chạy tới máy rút tiền vài bước đưa thẻ vào nhập số sinh nhật của lâm ngọc an hoàng thiên thấy vậy vội vàng đuổi theo trương lan phượng vừa rồi chạy nhanh hơn con thỏ dừng lại cũng đã muộn vừa định lao tới giật lại thẻ nhưng lại đột nhiên phát hiện trương lan phượng đã nhảy lên cao hơn một thứ C -a -ha, ha 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 ha. Trương Lan Phượng nhảy dựng lên, như thể bị điên. Hành vi bất thường của bà ta ngay lập tức thu hút nhiều người. Nhìn đi, bà già này hình như tâm thần có vấn đề. Đúng vậy, hẳn là bị kích động. Có lẽ có bệnh nhân ở nhà, áp lực quá mà thành. Những người xem chỉ trỏ vào Trương Lan Phượng, xì xào bàn tán. Trương Lan Phượng không thể quan tâm nhiều như vậy. Bởi vì bà ta thấy số dư của thẻ này hiển thị trên màn hình là hơn 78 tỷ. Đây là khái niệm gì, người bình thường có lẽ làm 10 kiếp cũng không kiếm được số tiền này. Sau khi cẩn thận kiểm tra số dư trong thẻ, Trương Lan Phượng dường như sợ bị người khác giật, hai tay cầm thẻ, hôn rồi lại gam. Wow ha ha, wow ha 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 han. Trương Lan Phượng nhảy cẳng lên, mỡ trên người bà ta rung lắc. Mẹ, mẹ bị sao vậy? Lâm Ngọc An lo lắng mẹ có điên không ngọc an ngọc an phát tài rồi phát tài rồi trương lan phượng suýt ngất xỉu vì phấn khích và hét lên với lâm ngọc an cái gì mà phát tài mẹ mẹ đang nói cái gì vậy lâm huỳnh mai cũng vội vàng chạy tới với vẻ bối rối mẹ mẹ có thể dừng một chút không rất nhiều người đang xem lâm ngọc an nhìn rất nhiều người xung quanh và lúng túng thuyết phục trương lan phượng trương lan phượng sao có thể khống chế nổi bao năm nay nghèo khó, bỗng dưng cầm trong tay chiếc thẻ hơn 70 tỷ, làm sao có thể bình tĩnh được. Cứ để họ xem, Ngọc An, lần này mẹ con không có gì phải lo lắng nữa rồi, ha ha ha. Trương Lan Phượng cười lớn, đã bật mốt điên cuồng. Mẹ, cỡ chẳng lẽ bên trong thẻ không phải là 300 triệu sao? Lâm Ngọc An cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, và hỏi một cách nghỉ ngờ. Trương Lan Phượng lúc này đã bị kích động, bất chấp tất cả mà hét lớn, trong thẻ này đâu chỉ có 300 triệu, trong thẻ này có hơn 78 tỷ. Những người xung quanh im lặng và khuôn mặt của mọi người đầy biểu cảm khó tin. Số lượng người siêu giàu có giá trị tài sản hơn 300 tỷ rất hiếm và hầu hết họ chỉ là những người bình thường. Hơn 70 tỷ đồng tiền mặt, một con số mà nhiều người thậm chí không dám nghĩ tới. Lâm Ngọc An cũng hoàn toàn sững sờ, cô cầm lấy thẻ trong tay Trương Lan Phượng không nói nên lời, đút vào cây ATM nhập số ngày sinh của cô và nhấp để kiểm tra số dư. Chuỗi số lớn khiến Lâm Ngọc An choáng váng. Thực sự là hơn 78 tỷ. Lâm Ngọc An hé ra cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt không tin. Nhìn thấy sự bình tĩnh của Hoàng Thiên, Lâm Ngọc An càng thêm sửng sốt, sao anh có thể có nhiều tiền như vậy? Lâm Ngọc An đột nhiên cảm thấy Hoàng Thiên thật sự không thể hiểu được. Mấy người Trương Lan Hương cũng nhanh chóng chạy qua. Nhìn số tiền hiển thị trên màn hình, trương lan hương trực tiếp ngồi xuống đất ngẩn người trần giang hùng cũng kích động xoa xoa đôi bàn tay to lớn của mình tham lam chảy nước miếng trần giang thì càng không cần phải nói cô ta luôn tôn sùng tiền bạc đã bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy nếu người đàn ông nào có nhiều tiền như vậy cô ta có làm trâu làm ngựa cũng sẽ theo đuổi trương vĩ cũng đứng trước máy rút tiền như một kẻ ngốc nhìn màn hình sau đó nhìn hoàng thiên hoàn toàn sững sờ trời đất ơi không ổn rồi, tôi không ổn rồi." Trương Lan Hương ôm ngực, đứng dậy từ trên mặt đất, nhanh chóng đi tới trước mặt Hoàng Thiên. "Cháu rể, cháu đúng là tài năng ẩn giấu. Cháu xem bác nói gì cho tốt đây. Ha ha ha, đợi đến khi ông nội mổ xong thì ăn tối ở nhà bác. Bác sẽ nấu cho cháu chút đồ ăn." Trương Lan Hương như thể nhìn thấy cha mình, hiện tại nhìn Hoàng Thiên như thế nào cũng thấy rất ưng mắt. "Hi hi, tôi đã luôn nói rồi mà, Hoàng Thiên không phải người thường." Mấy người đúng là không có mắt nhìn. Trần Giang Hùng chắp tay đi tới sau lưng, cười tươi như hoa. Em dễ, em dễ, em đỉnh thật đấy. Từ khi nào mà em phát tài như vậy rồi? Em mua vé số sao? Đúng là biết cách che giấu, ha ha. Trần Giang chạy đến bên cạnh Hoàng Thiên, nằm lấy cánh tay của Hoàng Thiên, hận không thể lập tức lên giường với Hoàng Thiên. Trịnh Hiếu Phong lúc này nhìn từ xa, cả người cũng sững sờ sao thằng nghèo Hoàng Thiên lại đột nhiên có hơn 70 tỷ. Thật là quá đáng. Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ của những người này trước mặt, anh thật sự bái phục. Kỹ năng cuốn theo chiều gió đúng là rất mạnh, ai nấy đều không đỏ mặt, không hề xấu hổ mà nịnh nọt. Trương Lan Phượng cực kỳ phấn khích, cầm lấy thẻ ngân hàng, cầm chắc trong tay, chạy tới chỗ Hoàng Thiên. Khi nhìn Hoàng Thiên lần nữa, Trương Lan Phượng như đang nhìn con trai ruột của mình, nụ cười không thể tả nổi con rể yêu của mẹ, sao con không nói sớm hơn? Hơn 70 tỷ, mẹ biết con có năng lực như vậy mà, mẹ đuổi con đi sao được? Trương Lan Phượng không biết nên nói cái gì mới tốt, mắt gần như phát sáng, hận không thể lập tức quỳ xuống với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vừa tức vừa buồn cười, nhìn thấy Trương Lan Phượng thế này, anh cảm thấy cạn lời. Chỉ hơn 70 tỷ mà đã như vậy. Trương Lan Phượng ơi Trương Lan Phượng, nếu bây giờ tôi nói với bà rằng tôi có hàng nghìn tỷ tiền thừa kế, bà có ngất đi không? Mẹ, mới hơn 70 tỷ mà thôi, mẹ cần gì phải làm như vậy? Hoàng Thiên nhíu mày, nhìn Trương Lan Phượng nói. Trương Lan Phượng giật mình, thầm nghĩ Hoàng Thiên thật sự biết khoe khoang, hơn 70 tỷ mà thôi. Nhưng bà ta cho rằng Hoàng Thiên bây giờ cho dù khoác lác, cũng dễ chịu lọt tai. Con rể, mẹ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, he he, mau nói cho mẹ biết, con lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Hoàng Thiên đang tận hưởng trò hề của những người này, nghe được câu hỏi của Trương Lan Phượng, Hoàng Thiên không khỏi sướng sờ. Đúng vậy, trước mặt những người này, anh luôn là một thằng nghèo khố rách áo ôm, tự dưng có hơn 70 tỷ, phải giải thích thế nào? Thấy Hoàng Thiên không nói chuyện, Trương Lan Phượng cũng không hỏi nữa, nghĩ về nhà sẽ nói chuyện, để cho người khác không nghe thấy. Được, được rồi, bây giờ mẹ không hỏi nữa, Hoàng Thiên còn chắc chắn phải giải thích cho mẹ chúng ta về nhà từ từ nói chuyện. Trương Lan Phượng cười dịu dàng với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự không thích ứng được tiết tấu này, mẹ dường như đã thay đổi thành con người khác, ôn nhu nhiệt tình làm cho ra đầu Hoàng Thiên tê dại. Lúc này Hoàng Thiên không nói gì, chỉ nhìn Lâm Ngọc An bên cạnh. Lâm Ngọc An vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc, nghĩ đến căn biệt thự giá cao ngất trời do Hoàng Thiên làm chủ, đầu óc càng thêm rối bời. Cô phân tích, mẹ ruột của Hoàng Thiên có lẽ là một người rất giàu có, bà không chỉ để lại một căn biệt thự với giá trên trời mà còn để lại cho Hoàng Thiên hơn 70 tỷ tiền mặt. Là khả năng duy nhất, nếu không, Hoàng Thiên lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Anh thật là, sao lại giấu em như vậy? Lâm Ngọc An đi đến trước mặt Hoàng Thiên và có chút cáu kỉnh nói. Hoàng Thiên không giải thích gì, anh không muốn nói nhiều trước mặt nhiều người như vậy. Trần Giang Hùng ở một bên ho khan hai tiếng, liền hai giang hai tay đi tới. E hèm, Lan Phượng, vì Hoàng Thiên giàu có như vậy, dù sao cậu cũng phải trả hết tiền thuốc men, số tiền nhỏ này cũng chỉ là con số nhỏ với Hoàng Thiên. Trần Giang Hùng nhìn Trương Lan Phượng và nói: "Trương Lan Phượng còn chưa kịp phản ứng, Trương Lan Hương đã nghiêng người cười nói: "Hi hi, ông Trần nhà chị nói đúng, con rể em có hơn 70 tỷ. Trời ạ, à, nhiều tiền như vậy, trả hóa đơn y tế hơn 300 triệu cho cha chẳng phải là chuyện đơn giản hay sao?" "Đúng vậy gì hai, lần này chúng ta làm việc không đâu rồi." em rể giàu như vậy thật ngại quá cháu đề nghị chia lại hóa đơn thanh toán y tế trần giang cũng đến để tiếp lời nhìn ba người nhà bọn họ hoàng thiên thật sự cạn lời nếu những người thân này đều tốt hoàng thiên làm sao có thể tiếc mấy trăm triệu anh đã tự thanh toán các hóa đơn y tế từ lâu rồi nhưng những người họ hàng này đúng là không ra gì hoàng thiên không muốn họ được lợi không trước khi hoàng thiên đưa ra tuyên bố trương lan phượng là người đầu tiên phản đối sao lại ra mặt dày như vậy hư con rể tôi có tiền thì liên quan gì tiền của không từ trên trời rơi xuống đã thảo luận là ba nhà cùng trả sao có thể để chúng tôi trả hết được trương lan phượng hét lớn khi trương lan hương và trần giang hùng nghe thấy điều này biểu cảm của họ lập tức thay đổi theo ý kiến của họ hoàng thiên có nhiều tiền như vậy vì vậy nên trả tất cả chi phí y tế mới đúng lan phượng cô nói thế là không đúng rồi cô và lan hương là chị em ruột con rể cô nhiều tiền như vậy em nỡ lòng nào để chúng tôi trả cô có còn lương tâm nữa không trần giang hùng tranh luận với trương lan phượng một cách rất hùng hồn đúng thế quả nhiên càng có tiền càng keo kiệt trương lan hương trợn tròn mắt rất bất mãn trần giang lúc này không nói nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào hoàng thiên cô đoán rằng hoàng thiên hẳn là chúng số độc đắc dầu có chỉ qua một đêm trương lan phượng mở miệng thật sự là khiến người khác tức chết Lâm Ngọc An bây giờ cau mày, cô rất tức giận. Đây có phải là những người thân của cô không, hay là một đám ăn cướp? Bác à, chúng cháu sẽ trả khoản tiền đã thảo luận từ trước. Bác còn nói mẹ cháu không có lương tâm sao? Lâm Ngọc An nhìn Trần Giang Hùng. Đừng nói những thứ vô dụng này, mau trả tiền đi, có nhiều tiền như thế thì kỳ kèo làm gì? Trần Giang Hùng tỏ vẻ mất kiên nhãn và gầm lên với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, dù sao Trần Giang Hùng cũng là bề trên của cô, cô không muốn cãi nhau với Trần Giang Hà. Hoàng Thiên thấy Trần Giang Hùng hung dữ như vậy, lửa giận bốc lên. Có tiền hay không đều là những thứ tầm thường, Trần Giang Hùng ông đã bao nhiêu tuổi rồi? Dám dạy dỗ vợ tôi. Ông không cần phải lồng lộn lên như thế, ai nấy đều đã trả phần của mình, không phải vừa nói mỗi nhà trả 300 triệu sao? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Trần Giang Hùng. Trần Giang Hùng nghe thấy thế thì định trở mặt nhưng ông ta nhịn cục tức xuống vẫn trông chờ hoàng thiên trả hết tiền sao có thể xúc phạm hoàng thiên he he hoàng thiên à đàn ông không được keo kiệt cháu không được chỉ ly tính oán như mẹ vợ và vợ cháu được trần Gian hùng cười nói với hoàng thiên đúng vậy hoàng thiên cháu không thể keo kiệt như vậy để cho mọi người coi thường cháu trương lan hương cũng vội vàng thuyết phục hoàng thiên vì sợ rằng hoàng thiên sẽ không trả tiền coi thường Mấy người còn ít coi thường tôi à? Hoàng Thiên thật sự bái phục Trương Lan Hương. Ha ha, thật ra tiền này không phải của tôi. Hoàng Thiên lúc này mới nở nụ cười. Chỉ một câu nói, tất cả mọi người có mặt đều sướng sờ. Trương Lan Phượng là người phản ứng mạnh nhất, vừa rồi bà ta vui mừng đến mức phát điên, khi nghe được tin tức này đột nhiên như bị đánh một cú đau điếng. Cậu nói rằng tiền không phải của cậu. Vậy thì làm sao mà 70 tỷ này có trong thẻ của cậu? Trương Lan Phượng mở mắt ra và chất vấn Hoàng Thiên. "Đúng, rõ ràng là trong thẻ ngân hàng của cậu, làm sao có thể không phải là tiền của cậu?" Trương Lan Hương cũng lo lắng, nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã nghĩ cách giải quyết, liền cười nói, "Lúc trước, chủ tịch Lương yêu cầu tôi chịu trách nhiệm thu mua vật liệu cho dự án công viên nước. Hơn 70 tỷ này được sử dụng cho việc mua sắm vật liệu." "Thật sao? Tại sao tôi còn chưa nghe cậu nói bao giờ?" trương lan phượng không muốn tin điều này nhìn chằm chằm vào hoàng thiên và hỏi trần giang hùng và trương lan hương càng không muốn tin rằng nếu những gì hoàng thiên nói là sự thật thì đừng mong đợi hoàng thiên sẽ trả tất cả các chi phí y tế trương định người chưa nói chuyện nãy giờ nghe vậy đã trở nên lo lắng lúc này ông ta vội vàng chạy tới và nói với hoàng thiên đừng có bịa chuyện làm sao ông chủ lương lại có thể bỏ tiền dự án vào thẻ của cậu được ông ấy tin tưởng cậu như vậy sao hoàng thiên nghe xong cười nhạt một tiếng nói với bọn họ chủ tịch lương đang ở bệnh viện nếu không tin có thể đến hỏi ông ấy tất cả mọi người đều muốn biết chuyện gì đang xảy ra vì vậy tất cả đều ép hoàng thiên hỏi lương mạnh bắc để khiến những người này bỏ cuộc hoàng thiên đưa họ đến phòng bệnh của lương mạnh bắc bốn vệ sĩ của lương mạnh bắc đang canh gác bên ngoài phường tất cả đều sửng sốt khi thấy người đến là hoàng thiên anh hoàng mời vào một vệ sĩ mở cửa và mời hoàng thiên vào hoàng thiên sải bước đi vào một đám người đi theo hoàng thiên đám người cũng đi vào sức khỏe lương mạnh bắc đã hồi phục rất nhiều thấy hoàng thiên sắp đến ông nhanh chóng đứng dậy từ trên giường bệnh nhìn thấy phía sau hoàng thiên có rất nhiều người lương mạnh bắc giật mình nhưng ông vẫn nhận ra bọn họ những người này đều là người thân của hoàng thiên anh hoàng lương mạnh bắc muốn nói gì đó nhưng lại thôi không biết hoàng thiên đem những người này làm cái gì Chủ tịch Lương, hơn 70 tỷ trong thẻ của tôi là khoản thanh toán dự án mua sắm vật liệu mà ông đã giao đúng không?" Hoàng Thiên hỏi Lương Mạnh Bắc. Lương Mạnh Bắc rất hiểu biết và khả năng thích ứng của ông khá mạnh. "Ồ, đúng vậy, anh Hoàng có chuyện gì không?" Lương Mạnh Bắc gật đầu nói. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười nhìn lại những người này sau lưng. Trương Lan Phượng là người đầu tiên nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên với vẻ chán nản, thái độ của bà ta quay ngoắt 180 độ. Trương Lan Hương và Trần Giang Hùng cũng thay đổi sắc mặt, môi nhếch lên, nhìn Hoàng Thiên với vẻ khinh bỉ. Hoàng Thiên không thèm nhìn bộ dạng của họ, vì Lương Mạnh Bắc đã giúp chứng minh điều đó, anh không nói gì và sải bước ra khỏi phòng. Một nhóm người đi theo Hoàng Thiên trở lại văn phòng thanh toán, ngoại trừ Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai, tất cả những người này đều nhìn Hoàng Thiên một cách tức giận. Bọn họ vui mừng vô ích rồi. Trương Lan Phượng có cảm giác như đang đi tàu lượt, từ trên trời rơi xuống đất bà ta tức giận nhìn chằm chằm hoàng thiên trương lan phượng hậm hực nói cóc ghẻ dù thế nào cũng là cóc ghẻ đừng giao tiền dự án cho người khác cậu mà vào đồn công an thì không ai cứu cậu đâu hi hi tôi thật sự tưởng anh ta có năng lực tiền của người khác mà cũng dám khoe khoang như thể tiền của mình thằng nhóc trương vĩ cười trên nỗi đau của người khác này quên đi chúng ta chỉ là não bị nhúng nước mà thôi tôi còn không hiểu tài cán của cậu ta sao làm sao có thể tin tưởng cậu ta giàu có như vậy đúng là trò cười trần giang hùng trợn mắt nhìn hoàng thiên cảm thấy hoàng thiên đang dở trò ha ha đúng vậy là cóc ghẻ thì mãi là cóc ghẻ mà thôi trương lan hương cười lạnh không quên chế nhạo hoàng thiên được rồi được rồi chúng ta sẽ thanh toán tiền đừng để ý đến thằng phế vật này nữa trương định tức giận hầm hực không muốn trả tiền trương lan hương cũng chán nản bà ta cũng phải trả 300 triệu đồng. Trả cậu cái thẻ rách này. Trương Lan Phượng bực bội ném thẻ cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói gì, cầm thẻ này chuẩn bị thanh toán. chồng đừng dùng công quỹ nữa, là phạm pháp. Trước tiên em sẽ trả 150 triệu, số còn lại em sẽ gọi điện thoại vay đồng nghiệp. Lâm Ngọc An lo lắng nắm tay Hoàng Thiên, nhẹ giọng nói. Nhìn Lâm Ngọc An vào lúc này, Hoàng Thiên trong lòng thật ấm áp. Không sao, Hoàng Thiên cười với cô, sau đó trả 300 triệu đồng. Nhìn Trương Lan Hương và những người khác, Hoàng Thiên vỗ chán, ồ, anh suýt nữa quên mất. Sau khi mua đợt vật tư này, trong thẻ vẫn còn một tỷ rưỡi nữa. Chủ tịch Lương nói rằng số tiền này thuộc về anh, và đó là khoản tạm ứng lương trước cho anh. Cái gì? Mấy người Trương Lan Hương nghe xong thì sướng sờ, nếu là chuyện này, chẳng phải Hoàng Thiên sở hữu một tỷ rưỡi sao? mặc dù những người này không còn sốc và phấn khích như trước nhưng hoàng thiên có một tỷ rưỡi vẫn là một số tiền lớn hoàng thiên có đúng không chủ tịch lương làm sao trả lương cao như vậy cho cậu được trương lan hương cảm thấy hứng thú kéo hoàng thiên rồi hỏi hoàng thiên vừa muốn đùa bốn bọn họ một chút lúc này mới cười nói chủ tịch lương cho cháu tạm ứng hai năm tiền lương bác không biết đâu chủ tịch lương có quan hệ rất tốt với con nên tiền lương cũng không thấp Trương Lan Hương lại gật đầu lia lịa và Hoàng Thiên nói rằng như vậy, bà ta vẫn coi như đáng tin. Nhưng trong lòng bà ta rất hối hận, nếu biết chuyện này, vừa rồi bà ta đã không sỉ nhục Hoàng Thiên như vậy. Phải khen ngợi Hoàng Thiên, nói không chừng thằng nhóc này nổi hứng sẽ trả hết toàn bộ 900 triệu tiền điều trị. Trần Giang Hùng và Trương Định cũng hối hận, lúc này Trần Giang Hùng đã cổ vũ và nói với Hoàng Thiên, ồ Hoàng Thiên, bác và bác gái con đều sống chắc chiêu tần tiện mới có 300 triệu này bây giờ con đã có một tỷ rưỡi vậy trả lại số tiền vừa rồi chúng ta đã trả nhé đúng thế hoàng thiên còn có cậu nữa cuộc sống của cậu cũng rất khó khăn cháu cũng giúp cậu nhé trương định cũng đến để thương lượng với hoàng thiên hoàng thiên gần như bị bọn họ chọc cười con người mà mặt dày như thế này đúng là không tầm thường ha ha nhưng mọi người đều đã nộp tiền rồi hoàng thiên mỉm cười trương định và trần giang hùng nghẹn ngào nuốt nước bọt đúng thế phải không tiền đã trả rồi cũng không lấy lại được. Hoàng Thiên đúng là quá tệ, lúc nấy cậu nói có một tỷ rưỡi, nếu nói sớm hơn thì chúng tôi có chết cũng sẽ không trả tiền. Vậy thì cháu lại cho chúng ta mỗi người 300 triệu, chẳng phải vẫn như nhau sao? Trương Lan Hương nhìn Hoàng Thiên một cách háo hức. Hoàng Thiên thật muốn tát bọn họ một cái, thật không biết xấu hổ. Ha ha, chẳng phải bà vừa nói tôi là thằng phế vật, cóc ghẻ vẫn chỉ là cóc ghẻ sao? một tên phế vật như tôi không có tài cán gì, vẫn phải dựa vào một tỷ rưỡi này để có cơm ăn. Hoàng Thiên cười, rồi cùng Lâm Ngọc An rời bệnh viện. Trương Lan Phượng nhìn chằm chằm sau lưng Hoàng Thiên rời đi, tuy vui mừng khôn xiết nhưng lòng bà ta cũng ngứa ngáy khi nghĩ trong thẻ của Hoàng Thiên vẫn còn một tỷ hai trăm triệu. Hừm, đợi bà đây về nhà sẽ lấy một tỷ hai trăm triệu này. Trương Lan Phượng nghĩ, rồi rời đi với Lâm Huỳnh Mai. Mẹ, thật đáng tiếc, vừa nấy nên nói tốt vài câu lấy tiền của hoàng thiên thì tốt rồi trần giang nói với trương lan hương với giọng điệu khó chịu trương lan hương hối hận đến ruột đều xanh lúc này trừng mắt nhìn trương vĩ đầu tại thằng nhãi trương vĩ này là nó đi châm chọc hoàng thiên trước bác à cháu không biết thằng phế vật đó có hơn tỷ trương vĩ vẻ mặt chua xót trương lan hương lại trừng mắt nhìn trần giang hùng còn anh nữa anh là người thứ hai mỉa mai nó mẹ kiếp đồ đàn bà táng ra bại sản, chẳng phải là cô nói Hoàng Thiên cóc ghẻ vẫn mãi là cóc ghẻ sao? Trần Giang Hùng không phục, đối chất với Trương Lan Hương. Đúng vậy chị cả, vừa rồi chị cũng nói thằng phế vật đó không ít đâu. Trương Định nói với Trương Lan Hương với vẻ chán nản. Nói bà nội cậu ấy, chẳng phải cậu cũng nghĩa mai Hoàng Thiên sao? Trương Lan Hương mắng Trương Định. Làm gì có, chị cả, chị đừng làm trò hề nữa, bà nội của tôi không phải cũng là bà nội của chị sao? lại còn mắng tôi như vậy. Trương Định không phục, chỉ vào mũi Trương Lan Hương và hét lên. Một số người cảm thấy đau khổ vì phải bỏ ra 300 triệu, suýt nữa đánh nhau ở phòng thanh toán. Trịnh Hiếu Phong, người đang trốn trong góc, thoát ra ngay sau khi Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An đi. Vừa rồi Trịnh Hiếu Phong đang xem là chuyện gì xảy ra. Trịnh Hiếu Phong thở phào nhẹ nhõm khi biết Hoàng Thiên không có 70 tỷ. Nếu Hoàng Thiên có nhiều tiền như vậy, Trịnh Hiếu Phong sẽ không có cơ hội nào cả. Nghĩ đến việc Trương Lan Phượng thân mật đối với Hoàng Thiên sau khi nhìn thấy số dư hơn 70 tỷ, Trịnh Hiếu Phong càng thêm chắc chắn, chỉ cần Trương Lan Phượng nhìn thấy tiền, chắc chắn xử được bà ta. Lúc này, Trịnh Hiếu Phong đã nảy sinh ý đồ trong lòng, nên lặng lẽ trốn về nhà và đi tìm cha mình. Hoàng Thiên, làm sao chủ tịch lương lại có thể tin tưởng anh như vậy? Giao 70 tỷ cho anh phụ trách lâm ngọc an ngồi ở ghế lái phụ và hỏi hoàng thiên một cách bối rối hoàng thiên đậu xe ở bên đường quay đầu nhìn lâm ngọc an lúc này khuôn mặt xinh đẹp của lâm ngọc an hiện lên đầy nghỉ vấn chủ tịch lương có quan hệ rất tốt với anh cho nên ông ấy tin tưởng anh hoàng thiên em cũng biết chủ tịch lương có quan hệ tốt với anh chỉ là chủ tịch lương có địa vị cao như vậy làm sao có thể kết thân với anh được thật sự như họ nói chính đường Lương Hạnh đã thúc đẩy quan hệ giữa anh và chủ tịch Lương sao. Khi Lâm Ngọc An nói điều này, trái tim cô không nhịn được mà có chút chua sót. Nhiều dấu hiệu cho thấy dường như Hoàng Thiên và đường Lương Hạnh có liên quan gì đó. Hoàng Thiên nằm bàn tay mềm mại của Lâm Ngọc An, nghiêm túc nói, Ngọc An, anh không có chuyện gì với đường Lương Hạnh, em có tin anh không? Lâm Ngọc An ngước khuôn mặt xinh đẹp lên và nhìn chầm chầm vào Hoàng Thiên. Hơn 10 giây sau, cô nói nhỏ, em còn chưa trao thân cho anh cho dù anh có phụ nữ bên ngoài em cũng không oán hận anh hoàng thiên không ngờ rằng lâm ngọc an sẽ nói những lời này nhất thời anh không biết nói gì cho tốt đừng lo lắng trong lòng anh chỉ có em hoàng thiên ngửi thấy mùi thơm tao nhã của lâm ngọc an và không kìm được tình cảm ôm cô vào lòng thân thể lâm ngọc an khẽ run lên cô chưa bao giờ ân ái với hoàng thiên như vậy cô vẫn có chút không quen giữa nam nữ với nhau đụng chạm thân thể là rất quan trọng. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đã kết hôn hơn 3 năm, nhưng họ chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, mối quan hệ của họ không thân thiết như những cặp đôi khác. Còn về phía Trương Lan Phượng, sau khi trở về nhà với Lâm Huỳnh Mai, Lâm Huỳnh Mai đã đi ra ngoài để thư giãn với bạn bè. Bà ta ở nhà một mình, nghĩ đến ngoài khoản công quỹ, trong thẻ của Hoàng Thiên Vân còn 1 tỷ 200 triệu, trong lòng bà ta liền ngứa ngáy một tỷ hai trăm triệu không phải số tiền nhỏ, làm sao để lấy được tiền đây? Trương Lan Phượng vắt óc suy nghĩ, bà ta quyết định đưa Hoàng Thiên về nhà trước, rồi từ từ dụ dỗ lấy tiền ra. Nếu nói không nghe thì sẽ ép phải giao ra. Nếu Hoàng Thiên không giao ra, sẽ ép ly hôn với Ngọc An. Trương Lan Phượng càng nghĩ càng đắc ý, nhấc điện thoại lên muốn gọi cho Hoàng Thiên bảo anh tối nay về nhà. Nhưng trước khi cuộc gọi được thực hiện, chuông cửa đã vang lên mở cửa, Trương Lan Phượng ngạc nhiên. Bỗng thấy Trịnh Hiếu Phong và cha của anh ta là Trịnh Hải, mỗi người cầm rất nhiều quà trên tay, đang đứng ở cửa. Ô, là chủ tịch Trịnh và Hiếu Phong sao, mau vào đi. Trương Lan Phượng niềm nở chào đón hai cha con vào cửa. Ha ha, em gái khách sáo quá rồi, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, làm vậy chẳng khác nào người ngoài. Trịnh Hải cười, và dẫn Trịnh Hiếu Phong vào nhà. Trương Lan Phượng vội vàng lấy ra một món hoa quả, bà ta không dám coi thường Trịnh Hải, bởi vì Trịnh Hải vẫn nổi tiếng ở thành phố Bắc Ninh với tài sản gần 300 tỷ. Chủ tịch Trịnh, anh có chuyện sao? Nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng với tôi, tôi có thể làm thì chắc chắn sẽ giúp. Trương Lan Phượng hỏi Trịnh Hải. Trịnh Hải nở một nụ cười khốn khổ, sau đó lấy ra một bọc tiền, 300 triệu đồng tiền mặt. Ông ta võ bàn cà phê, Trịnh Hải nhìn Trương Lan Phượng nói, em gái, tôi nghe nói từ chỗ Hiếu Phong rằng cha cô nhập viện. Đây là một chút tấm lòng của tôi, xin hãy nhận đi. Trương Lan Phượng ngay lập tức trở nên phấn khích khi nhìn thấy tiền. Cái này, cái này là cho tôi sao? Trương Lan Phượng hơi lắp bắp vì kích động.